tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 401, lục giới gầm thét. Tần quân bọn người cưỡng ép đột phá pháp trận xông tới, khiến cho hai phe tu sĩ đang chiến đấu ở trên phi đảo hoảng sợ vô cùng. Có người hoảng sợ nói, làm sao có thể? Đây chính là tử khí chu hồng trận chấn cổ thức kim của thần tướng cung A. Tử khí chu hồng trận tại Thánh Triều có thể nói là tiếng tâm lừng lẫy. Cần một tên kim tiên cảnh cùng tám tên chân tiên cảnh đỉnh phong hợp lực mới có thể thôi động không phải cường giả kim tiên cảnh ngũ tầng trở lên là không thế nào đột phá. Kim tiên cảnh mỗi một tầng trên lệch đều cực lớn, bên trên phi đảo người mạnh nhất cũng chỉ là kim tiên cảnh nhị tầng, cùng kim tiên cảnh ngũ tầng trên lệch như là rảnh trời, khó thể nào vượt qua. Đương nhiên nếu như bọn hắn có pháp bảo mạnh mẽ, có lẽ có thể thay đổi càng khôn. Cùng tầng quân dự đoán, bọn hắn tham gia khiến cho chiến đấu dừng, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, nhìn chầm chầm về phía tầng quân bọn người cửu linh nguyên thánh đưa tay liền chụp vào diễn thiên thạch đang lơ lửng ở trung ương phi đảo lòng bàn tay cách không hút lấy vậy mà đem diễn thiên thạch hút đi một màn này thấy để tất cả mọi người trừng to mắt trong đó một phương tu sĩ chính là tướng sĩ thần tướng cung thánh triều người đều là mặt ngân giáp như bông tuyết tổng cộng năm sáu vạn người tu vị phổ biến đều tại thuế phàm cảnh trở lên binh sĩ đạt tới thiên tiên cảnh càng là vượt qua trăm người tướng quân cầm đầu cao tới 2 mét hai tay trần trụi bắp thịt vô cùng rắn chắc nhìn một chút liền biết bên trong ẩn chứa lực lượng to lớn như thế nào, dừng tay. Thần tướng cung làm việc, không được nhúng tay vào, xích tí tướng quân tức giận gầm thét lên, đang khi nói chuyện tay trái liên vung ra, một cây roi sắt trống rỗng xuất hiện, tựa như rắn hướng về phía diễn thiên thạch đánh tới, rất nhanh liền đem diễn thiên thạch ở trên không trung quấn chặt lấy, hắn dùng lực kéo một phát, vậy mà đem diễn thiên thạch kéo lại, một màn này để không ít binh lính thần tướng cung cao giọng hô hay. Còn phe tu sĩ bên kia thì mặt mũi tràn đầy phẫn hận, trong đó có một tên lão giả dơ một trượng rung giọng hô, truyền thừa chi vật của thiên thạch phủ ta không thể ném. Thiên thạch phủ chính là một chi thế lực nhị lưu trong thánh triều, nhưng bởi vì thái tử thánh triều ghi nhớ diễn thiên thạch của bọn hắn, cho nên liền tìm đại một cái tội danh nào đó treo lên đầu bọn họ, sau đó khiến thánh hoàng tức giận, điều động thần tướng cung thanh trừ đối phương. Bên trong thánh triều là không có dân tâm, thánh hoàng độc đoán, kỳ thực thánh hoàng rất thông minh, bản thân hắn cũng muốn diễn thiên thạch, cho nên cùng thái tử diễn một cái vai chính diện, một cái hát mặt đỏ, thánh hoàng hạ ý chỉ, thiên thạch phủ xem như triệt để xong, không người nào dám giúp đỡ bọn hắn. Hết lần này tới lần khác lúc này tần quân bọn người lại đi ngang qua, cho nên mới đụng vào việc này. Nếu như những người khác có lẽ sẽ e ngại thánh hoàng, nhưng tần quân lại không giống vậy, vô sở úy cụ. Cửu Linh Nguyên Thánh hiếp mắt cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên thu lại, diễn thiên thạch liền kéo căng đoạn roi sắt, hướng cửu linh nguyên thánh nhanh chóng bay đi, lực phản chấn cường đại làm cho xích tí tướng quân không khỏi lui lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng vậy mà chảy ra vết máu, hắn trừng to mắt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, lực lượng thật kinh khủng, xích tí tướng quân trừng mắt nhìn qua cửu linh nguyên thánh quấn quanh yêu phong, cửu linh nguyên thánh mặt sư thân người như là ma thần quan sát bọn hắn, ánh mắt đảo qua chỗ, chỗ đó liền không ai dám nhìn thẳng hắn, hừ. Một bầy kiến hôi, cửu linh nguyên thánh kinh miệt cười nói, sau đó dơ diễn thiên thạch từ trên không phi đảo lao đi. Trong yêu phong, tần quân, thường Nga, dịch lão đầu đều đang hiếu kỳ dò xét diễn thiên thạch đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Tần quân tò mò hỏi, cái đồ chơi này có tác dụng gì? Đứng tại dưới diễn thiên thạch, tim của hắn đập càng tăng nhanh lên, thân thể nóng bừng, vô cùng quỷ dị. Diễn thiên thạch không chỉ là thánh tài luyện khí, mà còn là bảo bối tu luyện, bên trong ẩn chứa linh khí mười phần nồng đậm, thậm chí có thể khiến người ta tiến vào trạng thái đốn ngộ. Dịch lão đầu liếm môi nói ra, con mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng hắn cũng muốn diễn thiên thạch, cho dù bị giam giữ trên vạn năm, hắn vẫn hy vọng mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tần quân giật mình, nhưng hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút, nếu như diễn thiên thạch chỉ có ngần ấy tác dụng, thì vì sao huyết mạch cực vi ma thần thể nội lại bạo động như vậy? Cùng lúc đó, xích tí tướng quân cũng đã mang theo 8 tên tướng quân chân tiên cảnh hướng bọn hắn đuổi theo không bỏ. Diễn thiên thạch là vật thuộc về Thánh Hoàng các ngươi muốn chống lại thánh hoàng sao xích tý tướng quân giận dữ gầm hét thanh âm cực kỳ to lớn để tu sĩ trong phi đảo ven đường vỡ tổ có người dám chống lại thánh hoàng chuyện mới mẻ dạng này trong nháy mắt đưa tới hiếu kỳ của không ít người chỉ thấy cung chủ thần tướng cung cùng tám vị thần tướng chính là đuổi sát theo một đạo yêu phong tốc độ song phương đều rất nhanh nhấc lên sóng gió thổi đến rừng cây trên phi đảo lay động không ngừng cửu linh nguyên thánh quay đầu hướng tần quân hỏi bệ hạ bọn hắn đuổi theo không bỏ, muốn hay không. Đang khi nói chuyện, hắn làm một cái thủ thế chặt đầu, để bọn hắn không cách nào lại truy liền được. Tần quân khoát tay nói, cửu linh nguyên thánh lắc đầu cười một tiếng, lúc này cổ liên duỗi dài ra, một cái đầu sư tử cự đại từ bên trong yêu phong toát ra, huyết bồn đại khẩu mở rộng, phản phất như có thế nuốt vào sơn nhạc, trống. Tiếng gầm gừ nổ vang, toàn bộ thiên địa đều bị chấn động đến rung động, âm thanh lực xuyên thấu cực mạnh, vài tòa phi đảo chung quanh tức thì bị chấn đến kịch liệt lay động, nhà lầu trên đảo sụp đổ mãn lớn, người tu vị thấp càng là bị chấn động đến màn nhĩ vỡ tan, máu tươi vẩy ra, xích tí tướng quân cùng tám tên tướng quân chân tiên cảnh vừa vặn nên tiếp huyết bồn đại khẩu của cửu linh nguyên thánh, bọn hắn tại chỗ liền bị hét đến da thịt bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi, đây là đại thần thông của cửu linh nguyên thánh, lục giới gầm thét, thượng nhiếp thần tiên cửu tiêu, hạ kinh địa phủ quỷ phật. Nếu không có cửu linh nguyên thánh không có sử dụng toàn lực, chỉ là một tiếng trống này, liền có thế chấn động toàn bộ nam vực. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ để các cường giả thần tướng cung trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu, hôn mê bất tỉnh, thân thể không bị khống chế liên tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Bên trong yêu phong, tần quân hướng xuống nhìn lại, tần mây điệp da, trong không đến cuối cùng, chật chật, cũng không biết phía dưới đến cùng là cái gì, té xuống kết quả lại là cái gì, giải quyết hết cái đuôi về sau, Cửu Linh Nguyên Thánh liền tiếp tục hướng về Thánh Thành bay đi, thanh niên bố y chỉ dẫn phương hướng thấy đến trận tròn mắt, đây chính là cường giả thần tướng cung A, dẫn đầu xích tí tướng quân càng là cao thủ kim tiên cảnh nhị tầng, toàn bộ Thánh Triều đều có thể xếp vào trăm vị đầu tiên, vậy mà tại trước mặt Cửu Linh Nguyên Thánh lại bày ra không chịu nổi mục kích như thế, bọn hắn rốt cuộc là ai, bố y thanh niên hoảng sợ nghĩ đến, hắn chợt nhớ tới Cửu Linh Nguyên Thánh xưng tần quân là bệ hạ, hoàng đế thiếu niên, sư yêu. Chẳng lẽ là Bố y thanh niên trừng to mắt, biểu lộ phản phất như thấy quỷ, thân thể run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, vài tòa phi đảo lúc trước bị chấn động đến bộc phát ra âm thanh tranh luận liên tiếp, ông trời ơi. Đầu sư tử ban nảy, đó là đại yêu gì, thật là khủng khiếp, chẳng lẽ có tuyệt thế yêu vương tập kích thánh triều sao, chỉ sợ cho dù là bình thiên yêu tôn, cũng không gì hơn cái này, loạn, loạn, thánh triều thật không yên ổn đầu sư tử khủng bố vừa rồi đi ra liền dọa sợ vô số người cũng may cửu linh nguyên thánh biến mất nhanh nếu không chắc chắn sẽ hù chết một đám người một bên khác tần quân chậm rãi đưa tay chạm vào diễn thiên thạch bệ hạ không thể cửu linh nguyên thánh vội vàng kêu lên dịch lão đầu cùng thường nga cũng là động dung diễn thiên thạch mặc dù là bảo bối nhưng không thể cùng nhân thể trực tiếp tiếp xúc nếu không sẽ bị linh khí tiếp xúc đã lâu ăn mòn thân thể đạt tới thái ất kim tiên cảnh bọn hắn tự nhiên không sợ nhưng tần quân mới chỉ là hóa hư cảnh, làm như vậy không thể nghi ngờ là tìm chết, bị cửu linh nguyên thánh quát bảo ngưng lại, tần quân toàn thân khẽ run rẩy, thầm mắng mẹ nó, muốn hay không lớn tiếng như vậy, ngay tại thời điểm hắn vừa muốn thu tay, thì thể nội bỗng nhiên hiện ra một cổ lực lượng, quanh một tiếng, từng sợi ma khí từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra, tứ vô kỵ đạn hướng diễn thiên thạch chụp tới, tại dưới ánh mắt trung động của cửu linh nguyên thánh, thường Nga, dịch lão đầu cùng bố y thanh niên, ma khí liền rót vào bên trong diễn thiên thạch, điên cuồng hấp thu linh khí trong đó. Cái này, tần quân cũng trợn tròn mắt, từ khi giác tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần về sau, hắn liền đối với ma khí thể nội một mực không cách nào nhẹ nhõm điều khiển, có khi thậm chí không cách nào đem nó điều ra đến, như là nuôi một cái tiểu tổ tông trong thể nội, không nghĩ tới ma khí hiện tại lại thoát đi ra. Hắn có thể cảm giác được linh khí to lớn trong diễn thiên thạch đang bị ma khí dẫn dắt, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Ma khí, thường Nga nhíu mày lẩm bẩm nói, nàng chưa từng gặp qua khung cảnh chiến đấu của cực viêm ma thần chi thân, cho nên còn không biết tần quân đã có huyết mạch ma thần. Cửu Linh Nguyên Thánh thì quan sát ma khí của tần quân, hắn kinh ngạc phát hiện ma khí của tần quân vô cùng tinh khiết, vô cùng đơn thuần, không có pha tạp mùi vị huyết tinh hoặc là sát khí. Ma tu hiện nay đại bộ phận đều là ma khí vẫn đục, chân ma cũng không phải là sát người là có thể luyện thành. Ma tu hiện tại coi trọng đại thành, mà vứt bỏ nguyên tắc không từ thủ đoạn, tự nhiên trở thành tuyển chọn của bọn hắn, lại là cổ ma khí này. Cùng vị kia giống như đúc, dịch lão đầu mặt mũi tràn đầy phức tạp nghĩ đến, hắn không khỏi hồi tưởng lại xa xôi trước kia, thời hắn từng là thiếu niên, giấu trong lòng mộng tu tiên, thế nhưng thiên phú không được, một mực không có kết quả, thẳng đến một ngày, hắn ngộ nhập sơn động phía sau thôn, gặp được một pho tượng, thời điểm vẫn quốc hắn quyết tâm hủy đi pho tượng đó, thì trong pho tượng có một sợi tàn hồn lại là giác tỉnh tiểu nhi lớn mật lúc đó đạo tiếng quát mắng kia đến nay hồi tưởng lại trên mặt hắn đều tràn đầy thổn thức chi sắc cái kia chính là bước ngoặt nhân sinh của hắn cho dù bị trấn áp vạn năm quên đi rất nhiều chuyện hắn cũng không có quên ngày đó cái sợi tàn hồn kia truyền thụ cho hắn công pháp trợ giúp hắn leo lên con đường tu hành tuy nhiên tu chính là ma tại thời điểm tu vị tiểu thành thì sợi tàn hồn kia liền tiêu tán tại thời điểm sau cùng sợi tàn hồn kia bàn giao cho hắn một số nhiệm vụ cũng nói cho tên của hắn thánh đình cơ vĩnh sinh tên cái sợi tàn hồn kia cùng pho tượng rõ ràng là cơ vĩnh sinh cơ vĩnh sinh tương đương với sư phụ của dịch lão đầu từng giao phó hắn sau này phụ tá người thừa kế của cơ vĩnh sinh cho nên hắn mới cố ý dẫn tới thượng cổ chi hồn khảo nghiệm tần quân nếu như tần quân không phải là người thừa kế của cơ vĩnh sinh chết thì cũng chết hắn liền trực tiếp rời đi nhưng không nghĩ tới tần quân ngay cả ma thể của cơ vĩnh sinh đều có thể ngưng tụ ra. Sau trận chiến đó, hắn mới xem như đối với tần quân chân chính quy tâm. Đáng tiếc tần quân trong lòng có khúc mắt, một mực đối với hắn không có sắc mặt tốt, nhưng hắn cũng không vội. Hắn còn rất nhiều thời gian, mỗi lần nghĩ đến cơ vĩnh sinh, tim của hắn liền ngăn không được bành trướng. Hắn đã từng cùng tần quân tiến vào trí nhớ huyễn tượng của cơ vĩnh sinh, mắt thấy qua hình ảnh cơ vĩnh sinh lực chiến thần tiên đầy trời, hắn cuộc đời sùng bái người nhất không ai qua được cơ vĩnh sinh cho dù hắn trở thành ma hoàng về sau vẫn như cũ cảm thấy kém xa cơ vĩnh sinh một phần vạn nhìn thấy tần quân tràn ra ma khí hắn một chút liền liên tưởng đến cơ vĩnh sinh hoàn toàn giống nhau như đúc chỉ là cường đại kém xa cơ vĩnh sinh vì sao ngài chọn hắn dịch lão đầu phức tạp nhìn qua tần quân trong lòng chua xót tuy nhiên vừa nghĩ tới lúc trước đó mình chỉ là một thiếu niên ở một cái sơn thôn không có thiên phú hắn liền thoải mái Chí ít hắn tại ở độ tuổi này của tần quân còn đang tại đồng ruộng cày đất, nào giống tần quân đã quát tháo phong vân nam vực, không thể so còn tốt, vừa so sánh liền đơn giản mẹ nó quá chua. Cùng lúc đó, diễn thiên thạch liền điên cuồng bị tần quân hấp thu, tần quân rất nhanh cũng thích ứng với loại cảm giác cuồng bạo hấp thu linh khí này, hắn liếc mắt đối với cửu linh nguyên thánh nói ra, tiếp tục tiến lên, nếu cứ tiếp tục hấp thu xuống dưới, hắn nói không chừng có thể đột phá hóa hư cảnh cửu tầng. Sau đó sẽ là địa tiên cảnh hướng hắn ngoắt tay. Vừa nghĩ tới như thế, Tần Quân tâm lý liền đắc ý, phúc duyên tới, cản cũng đỡ không được. Phí của trời, ai? Cửu Linh Nguyên Thánh một bên điều khiển yêu phong phi hành, một bên cảm thán nói, một khối diễn thiên thạch lớn như vậy nếu là luyện khí, tuyệt đối có thể tạo thành pháp bảo phẩm giai cực cao, nhưng hắn cũng chú ý tới Tần Quân tựa hồ ở vào trạng thái không thể khống chế, cho nên chỉ có thể tiếc hận. Thường nga thì hiếu kỳ đánh giá Tần Quân, bị ma khí lách thân tần quân vậy mà cho nàng một loại cảm giác tim đập nhanh trong cơ thể hắn đến cùng ẩn giấu cái gì thường nga trong lòng nghi ngờ nghĩ đến cùng lúc đó tin tức thần tướng cung bị cường giả bí ẩn đánh bại như là như gió lốc tại bên trong thánh triều truyền ra đầu tiên là đại náo phù không thành sau đó lại là trắng trợn cướp đoạt diễn thiên thạch đơn giản xem thánh pháp cùng thánh hoàng như không trong lúc nhất thời cửu linh nguyên thánh xem như nổi danh bên trong thời gian cực ngắn đại bộ phận người của thánh triều đều biết có một đầu sư yêu cái thế tại bên trong thánh triều hoành hành không sợ thần tướng cung là một chi đại thế lực của thánh triều ở dưới tình huống cung chủ cùng tám đại thần tướng liên thủ lại bị đối phương rít lên một tiếng toàn thể trọng thương khiến cho những thế lực còn lại người người đều cảm thấy bất an đầu sư yêu này mục tiêu là cái gì rất nhanh liền có người hoài nghi sư yêu này chính là cửu linh nguyên thánh gần nhất ném bái tần đế bởi vì không ít người đều nhìn thấy đứng phía sau sư yêu có một vị thiếu niên tuấn mỹ trong lúc nhất thời tin tức liên quan tới tần đế giáng lâm thánh triều có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng thánh tông thánh tông chính là do đương kim thánh hậu sáng lập ra sau được thánh hoàng đại lực đến nâng đỡ nghiêm chỉnh trở thành đệ nhất tông môn thánh triều thậm chí là còn có tư thế trở thành đệ nhất tông môn toàn bộ nam vực giờ phút này chút nghiêng khanh đang tại vách đá luyện kiếm phi đảo đếm không hết lượng vòng lơ lửng tại xung quanh thánh phong lớn nhỏ không đều, thánh đỉnh sơn càng là chỉ có thánh hoàng, thánh hậu cùng đương kim tông chủ mới có thể đặt chân, càng lên cao, đệ tử ở lại địa vị càng cao, không được vượt cấp, chúc nghiêng thanh một thân áo đỏ như máu, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rơi ở trên người nàng, tựa như một con hồ điệp màu đỏ tại trong đình viện vừa đi vừa về huy kiếm, thời gian mới qua mấy tháng, nàng thế nhưng đã đột phá thuế phàm cảnh, đương nhiên so với tần quân đã tiếp cận hóa hư cảnh đỉnh phong, nàng tốc độ đột phá liền lộ ra chậm hơn rất nhiều. Lúc này, một tên thanh niên áo trắng liền đạp kiếm mà đến, cổng tịch dương, nhấc kiếm tay lai, phong độ nhẹ nhàng, phối hợp với nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn, mị lực mười phần, hưu. Thanh niên áo trắng rơi xuống tiểu phi đảo của Trúc Nghiên Khanh, hắn đối với Trúc Nghiên Khanh đang chuyên tâm luyện kiếm cười nói, Trúc Sư muội lập tức liền sẽ bắt đầu chú Linh, làm gì phải chăm chỉ như thế, Trúc Nghiên Khanh cũng không nhìn hắn cái nào, đạm mạc hồi đáp, chú linh lại như thế nào, tu hành vẫn là đến từng bước một tốt hơn. Trường kiếm lắc một cái, kiếm hoa tránh ra, sáng chói chướng mắt, thanh niên áo trắng ngẩn người, sau đó cười nói, chúc sư muội, thánh thành sắp nâng lên một lần anh tài yến hội, sao không cùng ta cùng nhau tham gia, không có hứng thú, chúc nghiêng thanh lãnh đạm để thanh niên áo trắng cũng không thèm để ý, nếu như thật là dễ cua được như vậy, hắn đoán chừng sẽ không nhìn trúng chúc nghiêng thanh, hừ, chờ ngươi chú Linh về sau, nhìn ngươi còn thế nào giả vờ giả vịt, chỉ có tôn lân ta mới là tuyệt phối của ngươi. Thanh niên áo trắng trong lòng thầm mắng, con ngươi đảo qua một vòng, hắn liền nói sang chuyện khác trầm giọng nói, chúc sư muội thần tướng cung hôm nay giống như gặp bất trắc, lời vừa nói ra, chúc nghiên khanh lập tức thân thể cứng đờ, vì cái gì không đi ra, thời điểm thần tướng cung phụng chỉ diệt trừ thiên thạch phủ, thì thần bí sư yêu xuất hiện, cướp đi diễn thiên thạch, cung chủ cùng tám vị thần tướng còn bị đối phương làm thương nặng thanh niên áo trắng rơi xuống đất vừa cười một bên hướng chúc nghiên khanh tới gần cười nói chúc sư muội thần tướng cung thế lớn ngươi không thể báo thù nhưng bây giờ ngược lại tốt nhân quả báo ứng thần tướng cung có thể nói là tai họa bất ngờ chúc nghiên khanh trên khuôn mặt lãnh diễm lộ ra một vòng nụ cười khoái ý nàng khẽ nói xem ra ta phải cảm tạ tên sư yêu kia thanh niên áo trắng chỉ nghe được tin tức thần tướng cung gặp bất trắc mà không nghe được tin tức liên quan đến tần đế bởi vì hắn biết ân oán giữa Trúc Nghiên Khanh cùng thần tướng cung, cho nên mới đặc biệt tới cáo tri Trúc Nghiên Khanh. Yến hội thánh thành có thiên tài các phương tham gia, bao quát cả thần tướng cung vị tiểu yêu nghiệt kia, người xác định không tham gia sao? Thanh niên áo trắng lắc đầu cười nói, ngữ khí tràn ngập tiếc hận, Trúc Nghiên Khanh quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập thâm ý nói, Tôn Lân, ngươi thực biết phỏng đoán nhân tâm A, à, đối mặt với lời nói ẩn hàm mỉa mai của nàng, thanh niên áo trắng được xưng là tôn lân chỉ nhún vai nói chỉ là muốn để ngươi hả giận tâm lý thống khoái một chút mà thôi chúc nghiên khanh trong lòng khinh thường quay người tiếp tục luyện kiếm một bên huy kiếm vừa nói ngày nào bắt đầu ba ngày sau tôn lân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng từng chúc nghiên khanh nói khẽ cũng lười hỏi địa chỉ ba ngày sau ta tới đón ngươi một lời đã định nói xong tôn lân liền đạp kiếm bay đi sợ chúc nghiên khanh từ chối nhìn qua phương hướng hắn rời đi Chút Nhiên thanh ánh mắt trở nên u nhiên, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết ngươi bây giờ trải qua như thế nào, phải chăng còn nhớ kỹ ta. Oanh, tần quân chỉ cảm thấy thể nội như sắp vỡ vụn, ma khí dư giả đến làm cho hắn có loại cảm giác nổ tung, đột phá đồng thời thường xuyên có cảm giác có một nguồn nhiệt phun trào xuất hiện, hệ thống nhắc nhở âm cũng đi theo vang lên, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá hóa hư cảnh cửu tầng, thoải mái, hóa hư cảnh đỉnh phong. Tần quân trong lòng gọi một cái thoải mái, không đến một năm liền từ phàm nhân đạt tới hóa hư cảnh đỉnh phong, đơn giản sản khoái, hóa hư cảnh bao nhiêu người một đời đều không đạt được, bao nhiêu người chỉ vì hóa hư cảnh mà đụng phá da đầu, hắn rốt cục đạt tới, tiếp tục. Đánh vỡ địa tiên cảnh đại môn, tần quân hưng phấn nói, diễn thiên thạch trên đỉnh đầu vẫn có chiều cao 3 mét, rộng 2 mét, nếu như tiếp tục hấp thu, hắn thật có có thể sẽ đột phá địa tiên cảnh, cửu linh nguyên thánh, thường Nga, dịch lão đầu thấy liền tắt lưỡi, cái này đột phá đơn giản không thể nào nhẹ nhõm hơn, phải biết tần quân lúc trước mới đột phá, hiện tại lại đột phá, mấu chốt nhất là tần quân năm nay mới 17 tuổi, 17 tuổi hóa hư cảnh đỉnh phong, dịch lão đầu khóe miệng co giật, hắn không khỏi hoài nghi tần quân không chỉ là người thừa của cơ vĩnh sinh kế đơn giản như vậy, thật không phải là cơ vĩnh sinh chuyển thế đi, đúng lúc này, ma khí xuất hiện trong lòng bàn tay tần quân bắt đầu tự động thối lui, ma khí không bị khống chế chui về thể nội, tần quân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn, cước bộ vô ý thức lui lại, hô. Nhìn lấy tay phải của chính mình, tần quân liền thở dài ra một hơi, lần nữa đưa tay sờ về phía diễn thiên thạch, đáng tiếc lần này ma khí không còn toát ra nữa, liền ngay cả khô nóng trong cơ thể hắn cũng cấp tốc thối lui, nhịp tim đập cũng bắt đầu trở lại bình tĩnh, trạng thái quá dị vừa rồi tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, Khiến cho Tần Quân vừa rồi thoải mái phản phất như từ trên đám mây rơi xuống, buồn bực không thôi, xem ra muốn mượn lần này đột phá địa tiên cảnh là không thể nào. Tần Quân lắc lắc cổ ở trong lòng hỏi: "Hệ thống, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không rõ ràng? Hắn thấy, hệ thống cũng đã điều tra rõ quỷ dị trong cơ thể hắn, nếu không cái hệ thống này quá không xứng chức đi. Vừa rồi huyết mạch cực viêm ma thần trong thể nội của chủ ký sinh đã đem tinh hoa của Diễn Thiên Thạch hút hết, bây giờ diễn thiên thạch chỉ có kỳ biểu tác dụng luyện khí cùng hiệu quả lĩnh ngộ đều giảm bớt đi rất nhiều hệ thống hồi đáp tần quân giật mình nhưng vẫn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì huyết mạch cực vi ma thần lại chủ động hấp thu diễn thiên thạch không rõ ràng hệ thống lạnh như băng hồi đáp hết thảy vẫn phải do chủ ký sinh tự mình tìm tòi tần quân buồn bực ngươi ngược lại là muốn ta tự mình tìm tòi tuy nhiên dựa theo lần trước tại cơ vĩnh sinh nơi đó phát động nhiệm vụ đoán chừng phải đạt tới thiên tiên cảnh mới có thể làm được thiên tiên cảnh sao mà xa xôi đại cảnh giới càng cao càng khó đột phá khối diễn thiên thạch này các ngươi tự phân đi trẫm không cần tần quân khẳng khái cô tay nói cả kinh cửu linh nguyên thánh và dịch lão đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn cửu linh nguyên thánh do dự nói cái này chỉ sợ là không tốt a à. nói thì nói như thế nhưng trong lòng của hắn có thể nói là mừng rỡ không thôi thường Nga ngược lại là lấy một loại ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn chầm chầm Tần Quân, phản phất như đã xem thấu hết thảy. Tần Quân không nhìn ánh mắt của nàng, chân thành nói, trẫm đã dựa vào diễn thiên thạch đột phá, còn lại phía dưới các ngươi giữ lại dùng đi. Lời vừa nói ra, dịch lão đầu liền hưng phấn tiến đến trước mặt diễn thiên thạch, bắt đầu suy nghĩ đem diễn thiên thạch dùng tại phương diện nào. Tần quân quay đầu nhìn về phía tên thanh niên bố y vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn kia, hỏi, còn bao lâu mới đến Thánh Thành? diễn viên quần chúng dạng khổ bức này, hắn thậm chí ngay cả hứng thú vấn danh tự đều không có, cũng nhanh. Bố y thanh niên thận trọng hồi đáp, tốc độ phi hành của cửu linh nguyên thánh quá nhanh, để hắn không cách nào thấy rõ tràn cảnh bên ngoài yêu phong, tự hồ là bởi vì đạt được diễn thiên thạch, cửu linh nguyên thánh tốc độ phi hành càng nhanh, mà thanh thế lại càng hạo đại, những nơi hắn đi qua, mỗi cái phi đảo đều có thể nghe được phong thanh cùng tiếng xé gió, yêu khí của cửu linh nguyên thánh rất nồng đậm, cho dù hắn không có hoàn toàn tản ra, thì chỉ cần trong phạm vi ngàn mét, người khác đều có thể cảm nhận được, nhất là khi yêu phong cùng phi đảo sát qua, để tu sĩ trên đảo hải hùng khiếp vía, dọa đến riêng phần mình tứ tán đào vong, nhất tôn yêu vương hoành hành không sợ, thậm chí không triệt tiêu khí tức của mình, đây không thể nghi ngờ là đang hướng thánh triều tuyên chiến, yêu khí này đơn giản mạnh đến quá phận, chẳng lẽ là sư yêu trọng thương thần tướng cung, a à, thật có khả năng này nó đây là hướng thánh thành phi, chật chật, chẳng lẽ là thủ hạ của bình thiên yêu tôn. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều không có khủng hoảng, chỉ cần không phải là bình thiên yêu tôn, bọn hắn liền không sợ. Bên trong yêu tộc Nam Vực cũng chỉ có bình thiên yêu tôn là có thế áp chế thánh hoàng. Đương nhiên đối với điểm này, tại thánh triều là cấm chế, mọi người đều biết, nhưng không thể nói ra. Về phần làm sao biết đây không phải là bình thiên yêu tôn, thì người của Thánh Triều biết tin tức nhưng so sánh với Hoàng Triều Vương quốc nhiều hơn rất nhiều, bọn họ cũng đều biết Bình Thiên Yêu Tôn chính là một đầu ngư yêu. Một bên khác, tần quân đám người đã bay ra ngoài hơn trăm dặm, dừng lại, một đạo âm thanh gầm thét bổng từ phía trước truyền đến, chỉ gặp nhất tôn thân ảnh tản ra cường quan lóa mắt cản tại ngàn mét trước mặt bọn họ, không khí chung quanh đều bị khí thế của hắn xoắn thành từng đạo từng đạo phong quyển, chiếm cứ tại quanh thân, cửu linh nguyên thánh vội vàng dừng dậy, hắn cau mày nói, Kim Tiên cảnh ngũ tầng, Kim Tiên cảnh ngũ tầng tự nhiên không bị hắn để ở trong mắt, nhưng ở Thánh Triều thậm chí là bên trong thiên bản tuyệt đối bài danh cực cao. Hắn không có khả năng trống rỗng xuất hiện, chẳng lẽ là Thánh Hoàng phái tới? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tần Quân, chờ đợi Tần Quân quyết định, chỉ cần Tần Quân mở miệng, để hắn diệt Thánh Triều cũng không thành vấn đề, mặc kệ hắn. Tần Quân tùy ý nói, Kim Tiên cảnh nho nhỏ cũng dám cản hắn. Tốt a, à, hắn có chút cùng Ta chính là thiên tứ hữu tướng thủ hạ của Thánh Hoàng. Các ngươi nếu không cùng ta đi, đừng trách ta song quyền vô tình. Thân ảnh kim quang tức giận quát, sóng âm chấn động cửu tiêu. Chung quanh cũng không có phi đảo, ở chỗ này hắn có thể toàn lực chiến đấu. Tần quân hiếp mắt nhìn lại, hảo kim quang chói mắt, đều thấy không rõ hình tượng của vị thiên tứ hữu tướng này. Quả nhiên là đủ trang bức, cửu linh nguyên thánh tiếp tục thôi động yêu phong tiến lên, không nhìn thẳng thiên tứ hữu tướng một màn này thấy để thiên tứ hữu tướng lập tức nổi giận, cũng dám không nể mặt hắn, ầm, uhm, thiên tứ hữu tướng song quyền đụng nhau, thân thể cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành cao ngàn mét, kim quang dịu mắt, tựa như một phần mặt trời nằm ngang ở trước mặt tần quân bọn người, nào biết cửu linh nguyên thánh yêu phong tốc độ cực nhanh, trực tiếp từ bờ vai của hắn lướt qua, yêu phong treo ở trên mặt hắn, phản phất như đang đánh mặt, để hắn vừa chấn kinh, vừa thẹn giận, đáng giận thiên tứ hữu tướng càng thêm tức giận sự tình tại phù không thành xảy ra về sau thành chủ phù không thành liền đem tin tức này báo cáo cho thánh hoàng sau đó sự kiện thần tướng cung thi hành nhiệm vụ tao ngộ cửu linh nguyên thánh chen chân khiến cho sự kiện trở nên càng thêm nghiêm trọng làm cho thánh hoàng phải phái ra thiên tứ hữu tướng không thể không nói thánh hoàng đối với thánh triều trưởng khống là tuyệt đối thánh thượng hoàng triều cũng vô pháp làm được lãm quyền như vậy đương nhiên chủ yếu vẫn là thánh triều pháp khí pháp bảo nhiều tốc độ tin tức truyền đi xa không phải hoàng triều thậm chí vương quốc có thế sánh ngang. Thánh hoàng nhìn thiên tứ hữu tướng ra lệnh nói, tận lực ngăn cản, tận lực hai chữ bị thiên tứ hữu tướng trực tiếp không đế ý đến, làm siêu cấp cường giả kim tiên cảnh ngũ tầng, toàn bộ nam vực tồn tại để hắn e ngại số lượng cũng không quá 10 đầu ngón tay, cho dù đánh không thắng, hắn cũng có thể trốn, trở về cho ta, thiên tứ hữu tướng gào thét, tay trái liền xuất ra một quyền, tựa như một đầu cự long mở ra huyết bồn đại khẩu cắn hướng về phía yêu phong, không biết tự lượng sức mình, thường Nga quay người nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, trong chốc lát một cổ lực lượng vô hình liền xuyên qua yêu phong, trực tiếp đụng vào thiên tứ hữu tướng, cho dù hắn đã biến lớn đến cao ngàn mét, cũng bị cổ lực lượng này đánh cho thổ huyết bay ngược, tự nhân ngàn mét bay rớt ra ngoài, tràn diện hùng vĩ dị thường, tầng mây đều bị đụng nát, máu tươi như là mưa to hướng phía dưới vẫy tới, làm sao có thể, thật mạnh. Thiên Tứ Hữu Tướng bắt lấy cánh tay đã bị chấn đoạn của mình cả kinh kêu lên, đối phương một kích tùy ý liền đánh gãy tay của hắn, vừa rồi hắn thậm chí còn cảm giác được khí tức tử vong phả vào mặt, để cả người hắn cứ thế ở phía xa, chưa tỉnh hồn, tu vị của đối phương đến cùng cao bao nhiêu? Thiên Tứ Hữu Tướng dọa đến không còn dám đuổi theo, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tràn đầy tự tin đi ra trừ yêu, lại ngay cả mặt mũi của đối phương như thế nào đều không nhìn được, liền bị dọa đến không dám tới gần ngay cả chính hắn đều cảm thấy bức ức, vừa nghĩ tới cảm giác trợn cả tóc gáy vừa rồi, hắn cũng chỉ có thể đối với mình an ủi, thôi, thôi, chật chật, thật sợ, tần quân nhìn thân hình thiên tứ hữu tướng càng ngày càng nhỏ, trong miệng cảm thán nói, bố y thanh niên há to mồm, đủ để nhét thêm một quả trứng gà vào, đây chính là thiên tứ hữu tướng A, lại bị một chiêu đánh bại, hơn nữa còn dọa đến không còn dám kêu gào, hào nói không quá khoa trương, thiên tứ hữu tướng tại trong mắt người thánh triều liền tồn tại như bảo hộ thần một trong hai vị bộ hạ thánh hoàng tinh cậy nhất thiên tứ hữu tướng cùng thiên tứ tả tướng dịch lão đầu nhún vai nói xem ra thánh triều cũng không phải là đồ tốt tại dưới nó thống lĩnh tu sĩ nam vực thực lực thật sự là thối lui không ít tại thời điểm hắn thống trị nam vực kim tiên cảnh nhưng không có ít ỏi như thế thậm chí ngay cả thái ất kim tiên cảnh cũng có không ít vạn năm qua đi quả nhiên là thương hải tan điền yên tâm đi ngày sau trẫm sẽ để cho nhân tộc nam vực cường đại hơn thậm chí so với thời của ma hoàng ngươi còn mạnh hơn tần quân quay người đối với dịch lão đầu cười nói hắn là cố ý khí dịch lão đầu đáng tiếc dịch lão đầu lại không có nói gì ngược lại là cười gật đầu dịch lão đầu hiện tại quả nhiên là nghĩ thoáng cái gì hoàng triều quyền lực đều là phù vân tự thân tu vị mới là căn bản vừa nghĩ tới kinh lịch chiến đấu trước khi bị trấn áp trên mặt của hắn liền không cầm được lộ ra nụ cười đắng chát làm sao vậy, nói ra chuyện xưa của ngươi đi." Tần Quân Kiêu Mi hỏi, biết dịch lão đầu là đã từng là ma hoàng về sau, Tần Quân tâm lý liền một mực rất ngạc nhiên, hắn lúc trước đến cùng đã trải qua cái gì, lại là bị ai cầm tù tại trong hạp cốc, phải biết căn cứ vào cổ tịch ghi chép, ma hoàng lúc ấy tại Nam vực thế nhưng là đệ nhất nhân, chỉ là về sau bí ẩn mất tích, lấy thực lực của hắn, tại Nam vực có thể nói là vô địch, rất có thể là bị những cường giả từ những vực còn lại trấn áp. Dịch lão đầu ngẩn người, sau đó cười một cách tự nhiên nói, chuyện xưa của ta dài lắm, ngươi nếu không có rượu, ta mới không nói. Vừa dứt lời, Tần Quân lật tay liền xuất ra một vò rượu. Dịch lão đầu khóe miệng co giật, trong lòng phản phất như bị thần thú dẫm đạp qua. Cuối cùng tại dưới Tần Quân bức bách, hắn rốt cục mở miệng, năm đó ta ngang dọc Nam vực, hai tộc nhân yêu ai cũng tôn ta làm hoàng, liền ngay cả Tây vực bên cạnh cũng bị ta đánh xuyên qua, bởi vì quá cường đại, ta bị một chi thế lực thần bí tìm tới bọn hắn muốn đem ta thu vào nhưng bị ta cự tuyệt kết quả chính là một trận đại chiến dịch lão đầu lâm vào bên trong hồi ức trong con mắt đục ngầu lộ ra vẻ kiêu ngạo hắn cũng đã từng là một tên vương giả không đúng là hoàng giả tần quân khóe miệng co giật một cái tay vực vạn năm sau tuyệt đối để ngươi chấn kinh có như lai phật tổ tọa trấn nếu là dịch lão đầu lại ngang ngược vô kỵ đoán chừng sẽ bị đè xuống đất đánh cho kêu ba ba đằng sau đâu? Tần quân hỏi, thường Nga cùng cửu linh nguyên thánh cũng đang chăm chú nghe, mà tên bố y thanh niên kia đã bị dịch lão đầu thi triển pháp thuật, hắn bây giờ thấy được sự vật cùng nghe được đều là huyễn tượng dịch lão đầu chế tạo, đằng sau ta thắng, nhưng lại đưa tới càng nhiều cường giả hơn, thủ hạ của ta hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Dịch lão đầu nói đến đây, khắp khuôn mặt là vẻ phiền muộn, trước đó hắn không có cảm thấy thế nhưng khi thật gặp phải phiền phức mới phát hiện hắn thủ hạ là nuôi một đám heo, sau cùng ngươi liền bị cầm tù tại trong hạp cốc. Tần quân hỏi, hắn nhớ mày, tiếp tục hỏi, đối phương là thế lực nào, đến từ vực nào, nếu là hắn trèo lên nam vực đỉnh phong, có thể hay không cũng tao ngộ kiếp nạn này, đoán chừng đến lúc đó hắn cũng sẽ như dịch lão đầu cự tuyệt sao, nói đùa, nhất vực chi chủ làm sao có thể làm thủ hạ cho người, không rõ ràng, bọn hắn căn bản không nói, nghe xong ta cự tuyệt liền xuất thủ dịch lão đầu buồn bực nói một lời không hợp liền động thủ xác thực đủ để hắn buồn bực mà kết cục vẫn là hắn bị cầm tù trên vạn năm xuất thế lần nữa liền vật thị nhân phi tần quân đột nhiên cảm giác được cái thế giới này nước thật sâu quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bệ hạ phía trước giống như chính là thánh thành đúng lúc này cửu linh nguyên thánh bỗng nhiên nói ra dẫn tới tần quân và dịch lão đầu quay người nhìn lại chỉ thấy chân trời phía trước xuất hiện từng tòa thành trì cự đại treo lơ lửng giữa trời, chúng nó tụng quanh cùng một chỗ, càng đi vào bên trong, thành trì càng lớn, bên trong chính giữa có một ngọn núi, từ dưới đám mây phía toát ra, kéo dài tới đến thương khung, phản phất như đã vươn vào thiên ngoại, cái kia chính là thánh thành sao, tần quân hiếp mắt lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã tới, một khi hắn tiến vào thánh thành bại lộ thân phận, khẳng định sẽ khiến vô số người chú mục thậm chí thánh hoàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ hắn thánh thành to lớn vượt quá tưởng tượng từng tòa lầu các thành trì to nhỏ quay chung quanh thánh hoàng phong so với thánh tông thánh hoàng phong càng thêm hùng vĩ bên trên đường đi vần quanh nhà lầu sang sát vô cùng phồn hoa theo khoảng cách càng ngày càng gần tần quân có thể cảm nhận được bên trong thánh thành phát ra vô số cổ khí tức mạnh mẽ để hắn đã đạt tới hóa hư cảnh cửu tần cũng không khỏi sinh ra một loại cảm thán tự thân thật nhỏ bé không hổ là thánh triều không hổ là nam vực thiên thế giới nếu là ngày sau đại tần tọa lạc ở nơi này quan sát toàn bộ nam vực quả thật không tệ nghĩ đến đây tần quân trong mắt liền giấy lên lửa nóng hừng hực giả tâm bừng bừng cùng lúc đó cửu linh nguyên thánh cũng đã đem diễn thiên thạch thu nhập vào trong tay áo một đoàn người cấp tốc đi đến trước thánh triều quang tại phía ngoài cùng thánh thành có một tòa thành tường treo lơ lửng mỗi người muốn vào thành trước tiên phải ở đây đăng ký thân phận Tần quân chú ý tới có một đầu bạch hạt trực tiếp từ trên không bay đi qua, không có đi qua thành quan, vịt một tiếng liền bị bình chướng vô hình ngăn trở, sau đó rớt xuống, ngã vào trong tầng mây, xem ra thánh thành cũng có pháp trận bảo hộ. Tần quân sờ lên cầm nghĩ đến, cửu linh nguyên thánh quay đầu lại hỏi nói, chúng ta là mạnh mẽ xông vào, hay vẫn là đi qua thành mua an, mồ hôi, tên này thật đúng là muốn trực tiếp đánh xuyên qua thánh triều sao. Tần quân dở khóc dở cười nói, đương nhiên là thông qua thành quan rồi trước khi bắt đầu quan thiên đại hội chúng ta vẫn là thành thành thật thật một chút thì hơn quan thiên đại hội thế nhưng là phát động cường chế nhiệm vụ hắn nhất định phải tham gia nếu là cưỡng ép giết đi vào máu chảy thành sông có thể sẽ ảnh hưởng đến quan thiên đại hội khai mạc mà lại nói chút nghiêng khanh còn ở trong thánh triều tần quân còn muốn nghe ngóng tin tức của nàng nha đầu này đi quá vội vàng thậm chí còn không có để lại tin tức hữu dụng gì có lẽ dưới cái nhìn của nàng tần quân trong thời gian ngắn sẽ không tiếp xúc đến thánh triều rất nhanh cửu linh nguyên thánh liền tán đi yêu phong dịch lão đầu cũng giải trừ pháp thuật huyễn tượng cho bố y thanh niên sau đó đạp hắn một cước cười mắng thằng nhãi con ngươi có thể lăn bố y thanh niên giật mình tỉnh lại hắn cũng có tu vị hóa hư cảnh bản sự ngự không phi hành vẫn là phải có hắn trừng to mắt nhìn qua thánh thành phía trước trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng làm sao có thể nhanh như vậy đáng tiếc tần quân bốn người căn bản không để ý tới hắn trực tiếp hướng thành quan bay đi nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi bố y thanh niên vốn muốn đi tìm binh lính thủ quan tập bắt bọn hắn nhưng nghĩ đến cửu linh nguyên thánh biểu hiện chiến đấu trên đường đi hắn liền sợ một bên khác tần quân bọn người liền hạ xuống trước thành quan các tu sĩ ra ra vào vào nhưng đều có thứ tự không ai dám chen ngang hoặc là mạnh mẽ xông lên dù sao nơi này cũng là thánh thành dưới chân thánh hoàng các ngươi nghe nói đầu sư yêu kia chưa buổi sáng cầm lên giận dữ liền đem các cường giả thần tướng cung tươi sống chấn thành trọng thương đương nhiên thậm chí có người còn nói đầu sư yêu kia chính là cửu linh nguyên thánh thủ hạ của tần đế cũng không biết thực hư ra sao cửu linh nguyên thánh đây không phải là cửu đầu sư yêu sao mặc dù không có chiến tích nhưng ở thủ sát thành ra sân có thể nói là chấn động toàn bộ nam vực nói đến tần đế cũng không biết hắn khi nào đến lần này quan thiên đại hội có thể nói là thiên tài tụ tập a tần đế tuyệt vô hối, kỳ lân chi tử của Thánh Tông, linh nữ, tiểu yêu nghiệt của thần tướng cung. Bên trong quá trình xếp hàng, tần quân nghe được những người còn lại đang tràn đầy phấn khởi nói chuyện phím, trong đó có không ít người nâng lên cửu linh nguyên thánh cùng quan thiên đại hội. Thời khắc này cửu linh nguyên thánh đã biến thành mặt người, hắn hoàn toàn có thể biến thành nhân hình, chỉ là ưa thích bảo trì mặt sư mà thôi, không phải yêu quái chỗ nào cũng có tiêu chuẩn thẩm mỹ như nhân tộc. Thôi đi, tần đế tính là cái gì? đoán chừng cũng lật không ra sóng gió gì a à. lúc này một đạo âm thanh trêu tức truyền đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên thiếu niên người mặc lam y lộng lẫy cưỡi một đầu cự hổ bay tới cự hổ toàn thân trắng như tuyết tứ chi đốt lên liệt diễm con mắt bích lục bích tình xích diễm hổ hắn là tiểu nhi tử của thiên tứ tả tướng hứa thiên phù có người hoảng sợ nói chỉ gặp thiếu niên được xưng là hứa thiên phù cưỡi bích tình xích diễm hổ rơi xuống mặt đất trước thành quan hắn vênh váo đắc ý nhìn qua tất cả mọi người, suy tiếng nói, một đám phàm phu cũng xứng nghị luận quan thiên đại hội, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nổi giận, nhưng không người nào dám mắng lại, bởi vì đối phương chính là con trai của thiên tứ tả tướng, được thiên tứ tả tướng coi như hòn ngọc quý nâng ở trên tay, thậm chí còn rất được thánh hậu yêu thích, tần quân mặt mũi tràn đầy trêu tức đánh giá hứa thiên phù, dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự, đáng tiếc làm người nga ngược càng rỡ nếu để cho hắn biết được lão tử hắn lúc trước bị cửu linh nguyên thánh dọa đến té đái, không biết hắn có thể sụp đổ hay không, đều nhường đường cho ta, hứa thiên phù cười mắng, bích tình xích diễm hổ vai cao 2 mét dạo bước tiến lên, diện mục hung ác dọa đến các tu sĩ nhao nhao né tránh, đầu bích tình xích diễm hổ này thế nhưng là có tu vị địa tiên cảnh, chính là tọa kỵ thiên tứ tả tướng tặng cho con trai, nếu là phát cùng, ở đây tuyệt đối không người có thể ngăn trở, coi như có thế, cũng phải ước lượng phân lượng của thiên tứ tả tướng đây chính là tùy tùng mà thánh hoàng tin cậy nhất rất nhanh hứa thiên phù liền đến trước mặt tần quân bốn người nhưng nhìn thấy bọn hắn không có ý tứ tránh ra hắn liền không khỏi tức giận thế nào các ngươi không biết ta sao hứa thiên phù lạnh giọng hỏi bích tình xích diễm hổ dưới thân đi theo thấp giọng gào thét lúc này hắn bỗng nhiên thoáng nhìn thường nga sau lưng tần quân con mắt lập tức thẳng nữ tử thật đẹp so với thánh cơ chỉ có hơn chứ không kém Hứa Thiên Phù hô hấp dồn dập, hắn tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng cũng đã hưởng qua nam nữ tư vị, thậm chí có chút không cách nào tự kềm chế được, cho nên vừa nhìn thấy Thường Nga trong nháy mắt hắn liền có phản ứng, ta nhất định phải đoạt được nàng. Tiểu thí hài miệng còn hôi sữa, khẩu khí ngược lại là thật lớn, ngươi là cái thá gì, chúng ta dựa vào cái gì phải nhận biết ngươi. Dịch lão đầu móc lấy lỗ mũi mắng, biểu lộ thời khắc vô cùng cần ăn đòn, liền cả đồng đội cũng đều muốn đi đến trước mặt hắn đạp mấy cước huống chi là hứa thiên phù, thường Nga nhẹ hừ một tiếng, rõ ràng không vui với ánh mắt của hứa thiên phù. Tần quân càng là tức giận nói, cút, lời của bọn hắn để những người còn lại đều hít vào khí lạnh, trong mắt đều là toát ra vẻ đồng tình, dám đắc tội hứa thiên phù, đơn giản không muốn sống. Thánh thành có hai đại hoàng khố, một là tiểu yêu nghiệt của thần tướng cung, hai chính là hứa thiên phù, hai người này có thiên phú trác tuyệt, cho nên người ở phía trên đều mở một mắt nhắm một mắt, muốn chết, hứa thiên phù mắng, hai chân kẹp lấy, bích tình xích diễm hổ liền thả người nhảy tới, nhào về phía tần quân bốn người, muốn đem bọn hắn xé nát. Cửu Linh Nguyên Thánh trực tiếp vung tay áo, cuồng phong vừa ra, trực tiếp đem hứa thiên phù cùng bích tình xích diễm hổ lật tung ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời, hóa thành chấm nhỏ. Tu sĩ chung quanh cũng bị cuồng phong thổi đến phải lấy tay che mặt, khi bọn hắn kịp phản ứng lại, thì hứa thiên phù cùng bích tình xích diễm hổ đã biến mất không thấy tâm hơi tần quân quay người trực tiếp chen ngang đi đến trước mặt binh lính thủ quan xuất ra thánh hoàng ngọc giảng cười nói còn không mau để ta vào bốn tên binh lính thủ quan đã ở vào trạng thái thạch hóa đây chính là hứa thiên phù tiểu bá vương thánh thành a lại bị cửu linh nguyên thánh vỗ bay ra ngoài việc này nếu như truyền ra tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng gió thậm chí chọc giận thiên tứ tả tướng thánh hoàng ngọc giảng một tên binh lính thủ quan chỉ ngọc giảng trong tay tần quân hoảng sợ nói lập tức gây nên xôn xao của mọi người xung quanh. Thánh Hoàng Ngọc Giảng, đại biểu cho ý chỉ của Thánh Hoàng, những nơi đi qua, không người ngăn cản, nếu không sẽ liên lụy cửu tộc. Khi thấy tần quân xuất ra Thánh Hoàng Ngọc Giảng, tất cả mọi người lập tức xôn xao, trách không được hắn dám phách lối như vậy, nguyên lai like có Thánh Hoàng làm chỗ dựa, chật chật, xem ra hứa thiên phù lần này đã trúng thiết bản A, tu vị của người này cao thâm mặt trắc, tiện tay vung lên liền có thể đập bay hứa thiên phù cùng bích tình xích diễm hổ xem chừng ít nhất là cường giả thiên tiên cảnh, há lại chỉ có từng đó, bích tình xích diễm hổ tại bên trong chiến sủng địa tiên cảnh là có tiếng chiến đấu lực cực mạnh, các tu sĩ khe khẽ bàn luận, ánh mắt nhìn về phía cửu linh nguyên thánh tràn đầy kính sợ, cường giả vô luận là ở nơi đâu đều sẽ được người tôn kính, dù sao toàn bộ thế giới đều chỉ tuân thủ pháp tắc cường giả vi tôn, đại nhân, mời ngài, binh lính thủ quan rung giọng nói, thậm chí cũng không dám thẩm tra đối chiếu thân phận, thánh hoàng ngọc giảng có một cái đặc tính, chính là cần tích huyết nhận chủ, sau đó nếu là rời đi chủ nhân thời gian một nén nhang liền sẽ hóa thành tro bụi, cho nên bị người đoạt đi lại chui vào thánh thành khả năng cực thấp. Tần quân thu hồi thánh hoàng ngọc giảng, dạo bước thông qua thành quan, cửu linh nguyên thánh, thường Nga, dịch lão đầu theo sát phía sau, nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, các tu sĩ lần nữa vỡ tổ, đập bay hứa thiên phù, việc này khẳng định sẽ huyên náo xôn xao, nhưng tần quân không quan tâm, hắn đến thánh triều liền không nghĩ tới phải khiêm tốn quan thiên đại hội kết thúc hắn sẽ đại náo thánh triều hắn muốn để nam vực đổi họ tần tần quân khóe miệng lộ ra một vòng tà tiếu một nhóm bốn người dọc theo thành quan thạch đạo thông hướng thánh thành đi đến đi tại trên đường đá này tần quân cúi đầu xuống liền có thể nhìn đến tầng mây phía dưới duy mỹ vô cùng không thể không nói phong cảnh nơi này vô cùng giống như là tiên cảnh chật chật thánh hoàng ngược lại là biết hưởng thụ a dịch lão đầu cảm thán nói ngữ khí tràn đầy mỉa mai nhưng rơi vào trong tay tần quân lại giống như là tràn đầy ghen ghét rất rõ ràng lúc trước hắn còn là ma hoàng không có tiêu sái như thánh hoàng bây giờ tần quân đang nghe truyện trên kênh tv audio cv lắc đầu cười nói đừng hâm mộ rất nhanh nơi này sẽ thuộc về trẫm một câu nói để dịch lão đầu kinh ngạc mặc dù đã quyết định ném bái tần quân nhưng dù sao hắn trước đây cũng từng là tồn tại ngồi trên vị trí nam vực chí tôn nghe được câu này tâm lý khó tránh khỏi sẽ ngột ngạt nhìn thấy dịch lão đầu buồn bực tần quân không khỏi cười ha ha từ thành quan đến khu chủ thành dài mấy chục dặm tu sĩ bình thường đều sẽ bay qua nào giống như tần quân bọn người thảnh thơi dạo bước như vậy khoảng cách quan thiên đại hội còn có một đoạn thời gian tần quân cũng không vội mà đi đường hắn muốn thưởng thức mảnh thánh địa tương lai sẽ thuộc về mình này không sai tên này đã đem thánh thành xem như địa bàn của mình đánh chết hắn cũng không tin thánh hoàng có thể đánh thắng cửu linh nguyên thánh còn có thường nga và dịch lão đầu tại trừ phi thánh hoàng nhờ người ngoài chờ chút tần quân bỗng nhiên mồ hôi lạnh lâm ly thánh hoàng sẽ không phải thật nhờ người ngoài a à? ngày xưa thượng của thánh đình bị thần tiên tiêu diệt sau đó dịch lão đầu cũng bị thế lực thần bí trấn áp nếu không thần phục đối phương liền sẽ bị diệt thánh triều thành lập vạn năm làm sao sẽ gió êm sóng lặng tồn tại ngoại trừ bình thiên yêu tôn bên ngoài ra chẳng lẽ trước kia không có gặp được uy hiếp lớn lao hoa xoa sẽ không phải là thánh hoàng đã sợ vụng trộm thần phục nhất tôn thế lực thần bí nào đó cho nên mới thuận buồm xuôi gió. Tần quân tâm lý lắc một cái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cửu linh nguyên thánh chiến lực chân thực cũng không phải là thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong, hắn không cần tự mình dọa mình, lại nói xa ngộ tịnh còn tại bên trong thần ma phó bản, vạn nhất đem tôn ngộ không cùng trư bát giới mang ra thì sao, càng đến thời điểm then chốt càng không thể sợ, chỉ có đối mặt mới có thể ra kỳ tích, tần quân tự an ủi mình như thế, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười tỏa sáng, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió tần quân quay đầu nhìn lại rõ ràng là vị hứa thiên phù kia hắn cưỡi bích tình xích diễm hổ trên mặt tuy rằng phẫn nộ nhưng lộ ra có chút chật vật hắn nhìn lấy tần quân bọn người nổi giận mắng các ngươi có gan xưng tên ra tần quân mấy người đưa mắt nhìn nhau tiểu tử này chẳng lẽ não tử có vấn đề a à? nếu là ở địa phương khác đổi lại là một người khác thì tiểu tử này chắc chắn đã bị sát hại bị địch nhân đập bay lại còn dám trở về kêu gào tần quân thật không rõ trong đầu hắn chứa cái gì hừ nhìn thấy tần quân hướng mình nháy mắt cửu linh nguyên thánh lập tức hiểu ý lúc này lần nữa vung tay áo lên cùng phong đối diện hướng hứa thiên phù đánh tới trực tiếp đem hắn cùng bích tình xích diễm hổ lần nữa tung bay hóa thành một đạo tinh quang biến mất ở cuối chân trời tần quân lắc đầu cười một tiếng đối với loại đậu bỉ này hắn thậm chí đều không thể sinh khí ước chừng dạo bước nửa canh giờ tần quân bọn người mới tiến vào khu chủ thành đường đi rất rộng hai bên ngoại trừ thương lâu bên ngoài ra còn có không ít tu sĩ đang gào to, mười phần náo nhiệt, trên bầu trời càng là lượng vòng lấy không ít bạch hạt, điêu ưng, nhưng chúng nó không cách nào bay ra khỏi thành quan, có trận pháp thần bí tồn tại, thánh thành phản phất như ngăn cách với thế gian. Nguyên lai tưởng rằng thánh triều nhân khẩu so với hoàng triều sẽ ít hơn, dù sao vòng tròn càng cao nhân số sẽ càng ít, hắn thật không nghĩ tới thánh triều người không chỉ không có ít, mà thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều trên đường đi gặp phải phi đảo đã rất náo nhiệt mà thánh thành càng là ồn ào vô cùng thương hộ ven đường tu vị đều rất không tệ chí ít tần quân không nhìn thấy tu sĩ dưới kim đan cảnh có thể thấy được thánh thành mức độ tu luyện cao như thế nào bệ hạ tiếp xuống chúng ta đi nơi nào cửu linh nguyên thánh hỏi dựa theo thánh hoàng ngọc giảng nhắc nhở bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào thánh hoàng phong gặp mặt thánh hoàng lại từ thánh hoàng tự mình an bài trụ sở nhưng tần quân cũng không muốn sớm như vậy bị người giám thị. Khoảng cách quan thiên đại hội chí ít còn có nửa tháng, hắn có thể thật tốt du ngoạn một phen. Trước tìm một gian khách sạn đi, tần quân cười nói, dù sao linh thạch của hắn trong trữ vật quá nhiều, tùy tiện hắn tiêu xài. Dịch lão đầu mặt mày hớn hở, mùi mỹ thực cùng rượu chung quanh, để hắn trông mòn con mắt, hắn tự nhiên cũng muốn chơi nhiều một chút. Sau đó một nhóm bốn người liền hướng trong thành đi vào, từ nơi này ngẩng đầu nhìn về phía thánh hoàng phong, có thể cảm giác được rõ ràng thánh hoàng phong to lớn, giống như bất chu thần sơn đỉnh thiên lập địa. Tần quân chú ý tới chung quanh thánh thành cũng có không ít sơn phong tương tự, nhưng độ to lớn kém xa thánh hoàng phong. Một lúc lâu sau, tần quân đám người liền đi tới một gian quán rượu tên là Vọng Bắc, tòa tử điếm này cao 4 tầng, chiếm diện tích rất lớn, tu sĩ ra ra vào vào nối liền không dứt, trưởng quỷ, đến bốn gian phòng ở giữa đắt nhất, tần quân đi đến trước quầy cười nói, cảm giác làm thổ hào tiêu vạn kim thật mẹ nó thoải mái, trưởng quỷ Nhích lông mày, lúc này liền tự mình chào hỏi tần quân bốn người, một đoàn người liền thuận theo thang lầu đi lên, lúc này, một tên thiếu niên áo trắng bỗng nhẹ nhàng đi xuống, hắn khuôn mặt thanh tú, giữa mi tâm có một chút băng tinh, khiến cho cả người hắn nhìn tuấn mỹ dị thường, hắn biểu lộ bình tĩnh cùng tần quân gặp thoáng qua, trong chốc lát, tần quân cùng hắn cước bộ đồng thời trì trệ, a à, giống như ở đâu gặp qua người này rồi. Tần quân nhíu mày nghĩ đến, vô ý thức quay đầu nhìn lại, thiếu niên áo trắng cũng đi theo quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nhíu mày. Một màn này để thường Nga ba người nghi hoặc không thôi, dịch lão đầu càng là quái thanh kêu lên, tần tiểu tử, ngươi sẽ không phải coi trọng vị thiếu niên này đi. Không nghĩ tới ngươi còn có tần khẩu vị này, cút, tần quân tức giận nói, lập tức hắn đối với thiếu niên áo trắng nhẹ gật đầu sau đó liền quay người tiếp tục đi theo trưởng quỷ lên lầu, tuy rằng cảm thấy đối phương nhìn quen mắt, nhưng hắn thật không nhớ ra được người này là ai. Thiếu niên áo trắng nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười thường nhân khó mà suy nghĩ ra, có ý tứ, lại gặp mặt. Thiếu niên áo trắng lắc đầu thì thào cười nói, tần đế, hắn vậy mà nhận ra thân phận của tần quân, hắn quay người tiếp tục đi xuống dưới, đi rất tiêu sái, phản phất như tần đế trong mắt hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật. Khi hắn đi đến đại sảnh lầu một, tu sĩ ở đây vừa nhìn thấy hắn, lập tức vỡ tổ, đây không phải là kỳ tà sao, hắn tại sao lại ở chỗ này, nói nhảm, hắn đương nhiên là đến tham gia quan thiên đại hội rồi, nghe nói kỳ tà chính là thiên tài số một số hai thánh triều, chỉ bất quá lâu dài tại hạ giới du lịch mà thôi, thiên phú yêu nghiệt, đáng tiếc lại dấn thân vào con đường ma đạo, ma đạo coi trọng tốt thành, nhưng lại có mấy cái chân chính đạp lên đỉnh phong, tu sĩ trong tử lâu nghị luận ầm ĩ, có người sùng bái thiếu niên áo trắng, cũng có người tiếc hận, càng có người sợ hãi tháng phục lấy. Kỳ tà thanh danh có lẽ tại chính ma lưỡng đạo không lớn, nhưng ở thánh thành tuyệt đối là thiên tài số một số hai. Người có thế vượt qua hắn ngoại trừ kỳ lân chi tử của thánh tông ra, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Một bên khác, tần quân đã đi vào trong phòng, hắn vốn định mặc dạng mày dày cùng thường Nga ở chung một gian, nhưng nhìn thấy khí tràng nữ thần của nàng, tần quân vẫn là diệt đi cái tâm tư này. Muốn công lược nữ thần, nói thế nào cho dễ, dây dưa đến cùng sẽ chỉ làm nhân tâm sinh ra chán ghét. Nếu là đem thường Nga bước đi, tần quân khóc đều không có đất mà khóc đi. Đem tiền thuê phòng giao ra về sau, trưởng quỷ liền quay người rời đi. Hắn đi tới phía trước cửa mới dừng bước lại, thần thần bí bí nói, khách quan, đêm xuống tuyệt đối không nên xuất hành. Vừa ngồi ở trên giường tần quân không khỏi kiêu mi hỏi, vì sao, dưới chân thánh hoàng, chẳng lẽ ban đêm lại còn có nguy hiểm? Thánh thành gần nhất ban đêm không yên ổn, người xuất hành đều thần bí mất tích, từ quan to quyền quý cho tới bình dân phổ thông đều như vậy. Chưởng quỷ thận trọng nói, phản phất như hung thủ tùy thời đều sẽ nhảy ra giết hắn. Tần quân không tin hỏi ngược lại, thánh hoàng mặc kệ chuyện này sao, không rõ ràng, việc này náo đi lên về sau liền không giải quyết được gì. Chưởng quỷ giận dữ nói, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, xác thực đúng là như thế, ai cũng không muốn tại trong nguy hiểm qua đêm. Tần quân chần chờ gật đầu, chưởng quỷ rời khỏi, cũng đóng cửa phòng lại thánh hành ban đêm thật sẽ gặp phải nguy hiểm tần quân nghĩ một hồi liền đem tạp niệm ném ở sau óc, dù sao có cửu linh nguyên thánh bọn người làm bạn hắn cũng không sợ hoàng hôn đến lại đi màn đêm dần dần buông xuống buổi chiều đầu tiên tại thánh thành tần quân cũng không có đi tản bộ mà là nghỉ ngơi thật tốt một đêm hôm sau trời vừa sáng tần quân tinh thần sáng láng liền đi ra khỏi phòng lần lượt gõ cửa đem thường nga cửu linh nguyên thánh cùng dịch lão đầu đều kêu đến ta muốn ở trong thành dạo chơi một vòng. Tần quân cười nói, hắn kỳ thực chủ yếu là muốn nghe được tin tức của Trúc Nghiên Khanh, cũng không biết nha đầu kia hiện tại trôi qua như thế nào, có phải hay không còn cùng thời điểm gặp được hắn trước kia, không thích cười. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Thường Nga cũng không có ý kiến, dịch lão đầu càng là tràn đầy phấn khởi nói, đi đi đi. Ta đều nhẫn nhịn một đêm rồi, bị cầm tù trên vạn năm, tên này làm sao có thể chịu ngồi im một chỗ. Có trời mới biết hắn tối hôm qua có phải hay không trộn lén đi ra ngoài. Một nhóm bốn người xuống lầu về sau liền trực tiếp đi ra khỏi tử điếm. Tử điếm vọng bắc ở Thánh Thành cũng là một tử điếm nổi danh. Tu sĩ lui tới rất nhiều. Nguyên nhân tự hồ bởi vì quan thiên đại hội. Tu sĩ trên đường phố rất nhiều người nhìn đều rất trẻ trung. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Dịch lão đầu cùng cửu linh nguyên thánh liền lưu luyến tại cửa hàng rượu thịt nhỏ. Rượu thịt tại Thánh Thành đều ẩn chứa linh khí phong phú. Đã ăn ngon lại có thể tu luyện không thể không nói tu tiên giả thực biết hưởng thụ tần quân thì mang theo thường nga tại cửa hàng son phấn vừa đi vừa nghỉ tại bên trên nguyệt cung chờ đợi không biết bao nhiêu năm thường nga cũng rất hoài niệm những thứ mà các thiếu nữ đều yêu thích này lại thêm tần quân ở bên cạnh hung hăng vuốt môn ngựa khích lệ nàng khiến cho trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt dù vậy vẫn như cũ để chủ nhân của những cửa hàng kia hoảng hốt không thôi trong lòng tán thưởng mỹ nữ thật đẹp giống thường nga thần nữ dạng này đi tại trước mặt mọi người rất dễ liền trở thành tiêu điểm, tần quân cũng không năng nỉ nàng đeo lên mặt nạ, bởi vì ai dám đến bắt chuyện, hắn liền làm cho đối phương chịu không nổi. Trên đường, hắn cũng nghe ngóng rất nhiều tu sĩ nói chuyện phiếm, biết được không ít tin tức. Đêm nay kỳ lân chi tử tổ chức anh tài yến hội liền muốn bắt đầu, nghe nói ngay cả thánh tông linh nữ cũng sẽ tham gia, linh nữ. Thật hay giả, ta còn chưa thấy qua linh nữ đây, nghe nói linh nữ một khi chú linh, tu vị liền sẽ tăng vọt, thiên phú càng là thuế biến để cho người ta ao ước không thôi tiểu bá vương hứa thiên phù ma kiệt kỳ tà tiểu yêu nghiệp thần tướng cung các lộ thiên tài nổi tiếng đều sẽ tham gia có thật hay không vậy ta cũng mau mau đến xem tần quân đối với vị linh nữ kia ngược lại rất là hiếu kỳ hắn lúc trước tựa hồ từng nghe liễu chấp sự tại thủ sát thành nói qua chút nghiêng khanh thân phận giống như chính là cái linh nữ kia xem ra trận anh tài yến hội này hắn cũng phải đi xem một chút thuận tiện chèn ép một chút đám thiên tài ở Thánh Thành. Ân, cứ như vậy đi, tần quân nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu, thường Nga bên cạnh chính là đang vuốt vuốt một chuỗi ngọc trạc, thì lúc này, một tên trung niên nhân ăn mặc phú quý liền dạo bước đi đến, đi theo phía sau là hai tên tùy tùng có tu vị địa tiên cảnh, đôi vòng tay bằng ngọc này, phối với gia nhân đây, cô nương rất thích hợp với nó. Trung niên nhân cười nói, ăn nói bất phàm, trong lúc giơ tay nhất chân càng là tràn ra một cổ mị lực thành thục của nam nhân. Đáng tiếc thường Nga đối với đôi ngọc trạc này cũng không có hứng thú, chỉ là tùy tiện nhìn xem, cho nên nàng cũng không nhìn thẳng trung niên nhân, tiếp tục đi tới, khiến cho trung niên nhân biểu lộ lập tức cứng đờ. Cô nương, không biết tôn tính, trung niên nhân vội vàng đuổi theo thường Nga hỏi nói, lời còn chưa nói hết liền bị tần quân ngăn lại. Quy, đừng loạn bắt chuyện, nàng đã có nam nhân rồi a à. Tần quân mặt mũi tràn đầy du côn cười nói, nghe được để thường Nga đưa lưng về phía hắn khóe miệng giật một cái. Nếu không có cân nhắc đến tần quân là chủ công của nàng, nàng thật nghĩ quay người cho hắn một bàn tay. Ngươi là người phương nào? Trung niên nhân vừa nhìn thấy tần quân, nụ cười liền im bặt, bày ra một bộ thượng vị giả uy nghiêm trầm giọng hỏi. Tần quân mắt trợn trắng, lúc này liền quay người chuẩn bị đuổi theo bước chân của thường Nga. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đấy. Trung niên nhân đưa tay đặt tại trên bờ vai của tần quân, bản thân hắn cũng có tu vị địa tiên cảnh, ngữ khí dày đặc, tràn đầy uy hiếp. Lần đầu tiên nhìn thấy thường Nga, hắn liền sinh lòng tham lam, lại thêm chưa từng gặp qua tần quân, lá gan càng lớn. Đoán chừng là công tử ca từ những thành còn lại tới đây tham gia quan thiên đại hội, buông tay của ngươi ra. Tần quân lạnh giọng nói, hơi nghiêng đầu, dư quan băng lãnh, làm lòng người rét lạnh, nếu không thì sao? Trung niên nhân trơ tức cười nói, hắn nhìn ra quanh thân tần quân không có dấu hiệu của pháp lực, rõ ràng không có đột phá địa tiên cảnh cho nên muốn ngay tại trước mặt thường nga để cho nam nhân của nàng mất mặt tần quân bật cười thật đúng là mẹ nó có người muốn chết thế là hắn cười lạnh nói người muốn chết phải không vừa dứt lời hắn liền trực tiếp phun ra tam muội chân hỏa xuất kỳ bất ý lại thêm hai người khoảng cách rất gần tam muội chân hỏa trong nháy mắt liền bao trùm trung niên nhân a à, trung niên nhân hét thảm một tiếng cũng vẻn vẹn một tiếng trong nháy mắt liền đốt thành tro bụi Hai tên hầu hạ trợn tròn mắt, đầu óc không xoay chuyển được, thậm chí còn chưa ý thức được chủ công nhà mình đã chết bất đắc kỳ tử. Đinh Giết chết tu sĩ địa tiên cảnh nhị tầng tương nghiễm vương, thu hoạch được 21.000 điểm kinh nghiệm, tương nghiễm vương. Xem ra gia hỏa này cũng có danh khí nhất định, thế nhưng thiên tiên cảnh nhị tầng tại sao lại chỉ có hơn hai vạn điểm kinh nghiệm, tầng quân trong lòng tự hỏi, không tên có loại cảm giác bị hố, hệ thống giảm điểm kinh nghiệm nhận được khi giết địch sao còn có thiên lý hay không, tu luyện vốn cũng không dễ dàng, ngươi giờ còn làm khó dễ ta, tần quân trong lòng có một tiêu ủy khuất, thật tình không biết hắn tốc độ đột phá đã nhanh không thể nào mau hơn được nữa, ngẫm lại quan vũ, pháp hải, cả một đời mới chỉ là hóa hư cảnh, mà hắn một năm không đến liền đạt thành, ngươi dám giết vương gia nhà ta, một tên hạ nhân mày rậm mặt mũi tràn đầy không dám tin kêu lên, một tên hạ nhân khác thì lúc này rút đao hướng tần quân bổ tới, vận dụng thần thông nghịch tri vị lai bên trong thiên cương tam thập lục biến tần quân liền cấp tốc né tránh người chung quanh lui tới lập tức xôn xao tương nghiễm vương bị giết có người cả kinh kêu lên sợ sự tình náo không đủ lớn tần quân bẻ bẻ cổ hai tên hầu hạ mặc dù có tu vị địa tiên cảnh nhưng tiểu cảnh giới cũng không cao đối với tần quân người mang các hạng thần thông có thể chiến một trận tần quân bây giờ kỳ thực đã rất mạnh chỉ bất quá rất ít xuất thủ mà thôi thiên cương tam thập lục biến bất diệt thánh thể, tam muội chân hỏa, pháp ngoại phân thân, tử hồng lôi pháp thì coi như xong, công pháp phàm phẩm, không phát huy được tác dụng, mà hắn vẫn còn không có cách nào trưởng khống được cực viêm ma thần chi thân, nếu thật sự đánh nhau, từ thiên tiên cảnh trở xuống, tần quân ai cũng dám chiến, bất quá làm hoàng đế, hắn sao có thể tự mình động thủ, tần quân nhếch miệng lên, nhìn qua hai tên hạ nhân muốn hướng hắn đánh tới, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, lúc này, Cửu Linh Nguyên Thánh liền xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, tay phải vung lên, trực tiếp lấy lực lượng quỷ thần khó dò đem hai người oanh thành cho bụi, phản phất như hai người trong nháy mắt bị sa hóa, hình ảnh vô cùng quỷ dị, oanh, cả con đường trong nháy mắt vỡ tổ, bên trong thánh thành không cho phép giết người, huống chi người chết vẫn là Tương Nghiễm Vương, ông trời ơi. Tương Nghiễm Vương bị giết, bọn hắn đến cùng là ai? Hỏa diễm ban nảy đến cùng là cái gì? Ti, đó là cái tà thuật gì? Chạy mau a! À cẩn thận tao ngộ và lây. Các tu sĩ cả kinh kêu lên, đồng thời cùng tần quân bọn người kéo dài khoảng cách, trong đó dịch lão đầu cũng giả bộ như không biết tần quân, đi theo nhảy lên nhập vào trong đám người, còn giả bộ hoảng sợ, nhân sinh như kịch, đều là dựa vào diễn kỹ, tam muội chân hỏa của bệ hạ càng ngày càng lợi hại. Cửu Linh Nguyên Thánh quay đầu khích lệ nói, tần quân nhún vai, trên mặt tất cả đều là vẻ tự đắc, vượt cấp khiêu chiến còn có thể miễu sát, sát thực đủ để tự ngạo, cho dù đối phương có chút coi thường thường nga đi tới thản nhiên nói đa tạ bệ hạ bảo hộ nàng tận lực bên trên hai chữ bảo vệ cắn trọng âm rõ ràng có ý vị trào phúng tần quân bảo hộ nàng sợ người khác bắt chuyện để cho nàng vừa tức vừa muốn cười đứng tại bên trên góc độ đế hoàng đến xem xét tần quân còn có thể đối đãi nàng như thế nàng vẫn là có chút cảm động chí ít tần quân không có ép buộc hoặc là đưa ra yêu cầu quá phận nàng đối với mỹ lệ của bản thân vẫn là rất tự tin thế gian có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản chớ khách khí trẫm còn có thể bảo hộ ngươi cả một đời tần quân khoát tay cười nói lập tức nói chút tình thoại vạn nhất không cẩn thận vẫy thành công thì sao nữ thần là vô cùng khó nắm bắt đáng tiếc thường nga lại không ưa trận trắng mắt không nói thêm lời nào nữa đi thôi tần quân liếc nhìn chung quanh một vòng sau đó nói ra cố ý hướng phương hướng trời xa dịch lão đầu đi đến ai các ngươi chờ ta một chút a à nhìn thấy tần quân cải biến phương hướng tiến lên, dịch lão đầu liền vội vàng xuyên qua đám người, một bên truy một la lớn, lộ ra bộ dáng rất buồn cười, để cho người ta làm sao cũng không thể đem hắn cùng ma hoàng trong lịch sử quát tháo phong vân liên hệ với nhau, không thể không nói, tuế nguyệt là một thanh đao giết heo. Sự tình tương nghiễm vương bị sát hại cấp tốc truyền khắp toàn bộ thánh thành, cho dù là phổ thông nhân bị sát, cũng sẽ làm thánh hoàng tức giận, dẫn tới thánh quân chế tài, huống chi người chết lần này vẫn là tương nghiễm vương vương tộc nhất mạch của đương kim thánh cơ vương gia trong thánh thành rất nhiều đẳng cấp phân chia cũng rất nghiêm ngặt tương nghiễm vương chỉ có thể coi là tầng thứ trung lưu chết xuống nếu không phải thuộc về thánh cơ nhất mạch đoán chừng sẽ không một ai e ngại hắn thánh cơ chính là nữ nhân thánh hoàng yêu mến nhất gia tộc tự nhiên cũng là một người đắc đạo gà chó thăng thiên nếu như để kể ra hai nữ nhân có quyền lực lớn nhất thánh triều thì vị thứ nhất chính là thánh cơ vị thứ hai chính là thánh hậu cái trước là thê tử của thánh hoàng cái sau là mẹ của thánh hoàng hai nữ nhân này đều là giả tâm bừng bừng quyền thế ngập trời nghe nói sẽ thường xuyên phát sinh mâu thuẫn để thánh hoàng đau đầu không thôi tần quân bốn người còn chưa đi qua hai con đường thì thánh quân liền bay tới bắt bọn họ khoảng chừng năm mươi người mỗi một người tu vị đều chí ít là địa tiên cảnh tướng quân cầm đầu tu vị càng là đạt tới thiên tiên cảnh chật chật thánh triều nội tình thật sâu a à. Tần quân cảm thán nói, tùy tiện liền phái ra 50 danh binh lính địa tiên cảnh, cổ tay xác thực đủ lớn. Đừng nhìn cửu lê ma binh 50.000 thành viên đều có tu vị hóa hư cảnh. Nếu là cùng 50 danh địa tiên cảnh này đánh nhau, dứt bỏ trận pháp không nói ra, thì thật là vô cùng khó chiến thắng. Địa tiên cảnh cùng hóa hư cảnh trên lệch thật sự là quá lớn. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Cửu Linh Nguyên Thánh cười hỏi, không thèm để ý Thánh quân chút nào, còn làm sao bây giờ? bọn hắn dám động thủ, liền diệt bọn hắn. Tần quân cười lạnh nói, hắn cũng không tin Thánh Hoàng không biết hắn đã đến Thánh Thành, chỉ là giả ngu mà thôi, nói không chừng Thánh quân chính là do Thánh Hoàng phái ra sò xét hắn, các ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, tên tướng quân thiên tiên cảnh cầm đầu trầm giọng quát, hắn lưng hùng vai gấu nhìn có cảm giác áp bách cực kỳ, đổi lại là thường nhân khẳng định dọa đến hai chân mềm nhũng ra, đáng tiếc Tần quân bốn người lại không để ý tới, vẫn như cũ tự mình tiến lên. Tần tiểu tử, ngươi thật đúng là hợp khẩu vị của ta, năm đó, ta xem ai không vừa mắt, người đó liền phải chết, hiện tại đã già, góc cạnh đều đã bị sang bằng. Dịch lão đầu cười hắc hắc nói, đối với điểm này, tần quân cũng không có cho là hắn đang nói khoác, rất nhiều cổ tịch từng ghi chép qua, ma hoàng hỉ nộ vô thường, nếu như giận dữ, thay nằm vạn dặm, máu chảy thành sông, lại nhìn dịch lão đầu hiện tại, tần quân đều vì tên tuổi ma hoàng của hắn mà cảm thấy xấu hổ. Lão gia hỏa này trở nên quá không tiếc tháo cùng lằn ranh, giết bọn hắn, nhìn thấy Tần Quân bọn người đàm tiếu tự nhiên, không chút nào đem Thánh quân để vào trong mắt, tên tướng quân Thiên Tiên cảnh kia lập tức nổi giận, lúc này hạ lệnh, 50 danh binh lính Địa Tiên cảnh cấp tốc hướng Tần Quân bốn người vọt tới, Cửu Linh Nguyên Thánh quay đầu trực tiếp biến thành đầu sư, cổ duỗi ra, đầu sư tử biến lớn, một thanh đem 50 danh binh lính Địa Tiên cảnh nuốt vào trong miệng một màn này thấy để người trên lầu cắt hai bên đường phố cùng tu sĩ cuối con đường nhìn trợn mắt khóc mồm, ti. Đây là yêu quái gì? Một thanh liền nuốt mất 50 danh tu sĩ địa tiên cảnh, người mắt thấy một màn ban nảy đều có loại cảm giác hoảng hốt như thân ở trong mộng cảnh. Tần quân cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cửu linh nguyên thánh bình thường rất ôn hòa, cho nên hắn hình ảnh một ngụm nuốt người cho người ta tương phản quá lớn, để cho người ta không khỏi giật mình, gia hỏa này nhưng thật ra là nhất tôn yêu vương kinh thiên, chật chật, sự tình náo thật lớn, dịch lão đầu chỉ e thiên hạ bất loạn cười nói, thường Nga vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, chỉ là hiếu kỳ nhìn chầm chầm cửu linh nguyên thánh, một chiêu ban nảy rõ ràng bất phàm, cũng không biết bản lĩnh ra sao, tần quân khua tay nói, tiếp tục dạo phố, đến 100 người giết 100, đến 10.000 giết một vạn, hắn muốn thánh hoàng tỏ thái độ, dù sao thánh hoàng sẽ ở trong quan thiên đại hội tính kế hắn hắn hôm nay đã cường đại đến mức có thể uy hiếp thánh hoàng nếu đổi lại hắn là thánh hoàng đoán chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ đối phương thánh quân chia làm nhân quân địa quân cùng với thiên quân nhân quân tu vị tiêu chuẩn là hóa hư cảnh địa quân tu vị là địa tiên cảnh còn thiên quân tu vị tự nhiên là thiên tiên cảnh thiên quân số lượng chỉ có trăm người lệ thuộc trực tiếp thánh hoàng trưởng khống địa quân tiêu chuẩn có năm trăm người bình thường tham dự thủ hộ thánh thành về phần nhân quân nhân số là nhiều nhất phụ trách đại biểu thánh triều chinh chiến, nhân số không có hạn chế đặc biệt, địa quân cùng thiên quân nhân số cực kỳ ít, vừa rồi bị cửu linh nguyên thánh nuốt mất 50 danh sĩ binh địa quân, đây chính là đại sự, tương đương với khiến cho địa quân trong nháy mắt thiếu đi một phần mười, tin tức rất nhanh liền kinh động đến thánh hoàng phong, đỉnh thánh hoàng phong, bên trong thánh hoàng cung, bên trong đại điện kim bích huy hoàng, thánh triều văn võ bá quan đều đang tụ tập tại đây, bàn bạc kế sách, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy phẫn nộ tại phía trên đại điện có tam tôn bảo tọa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phía trước là hai tôn phượng tọa, bên trên ngồi hai nữ nhân, một vị dáng vẻ ung dung, đại khí đoan trang, một vị khác thì xinh đẹp mị hoặc, bên trong sóng mắt phản phất như có ngàn vạn phong tình, các nàng chính là thánh hậu cùng thánh cơ, tại sau lưng các nàng, trên bậc thang cao hơn là long ỷ dựng đứng, là một tên nam tử người mặc hoàng bào ngồi ngay ngắn phía trên. Hoàng bào tản ra kim quang nhàn nhạt, phụ trợ cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cho dù không nói lời nào, cũng cho người một loại cảm giác áp bách lớn lao, hắn chính là Thánh hoàng đứng đầu thánh triều, nam vực nhân tộc chi chủ, sự tình đầu sư yêu kia tạm thời mặc kệ, sự tình hứa thiên phù tiểu tử kia cũng có thể đè xuống, thế nhưng sự tình địa quân tuyệt không thể bỏ qua. Thánh hoàng mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc, nhưng lại cho người ta một loại bá khí không cho cự tuyệt trong lòng của hắn lại là rất bất đắc dĩ. Sớm tại thời điểm Tần Quân tiến vào Thánh Triều, hắn liền đạt được tin tức, một đường đi ngang qua đến, Tần Quân bọn người làm ra sự tình, hắn đều rõ như lòng bàn tay, không nghĩ tới vị hậu bối này thái độ lại cường ngạnh như thế. Nếu như ở trong quan thiên đại hội không trừ diệt, ngày sau chắc chắn sẽ phá vỡ Thánh Triều. Đối phương có thể lập tức thôn vệ 50 danh sĩ binh địa quân, tu vị chắc hẳn từ chân tiên cảnh trở lên. Phía dưới một tên đại tướng trầm giọng nói, Lúc này, Thánh Cơ cũng quay đầu nói ra, Thánh Hoàng bệ hạ, Tương Nghiễm Vương chính là một mạch vương tộc, bị đối phương giết chết, hai hạng đại tội này chung vào một chỗ, đủ để xử tử bọn hắn. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng bình tĩnh vô cùng, phản phất như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ, nhưng người quen thuộc Thánh Cơ, đều biết nàng đã nổi giận. Tại Thánh Triều, Thánh Cơ cùng Thánh Hậu đều có thể tham gia vào chính sự, đương nhiên quyền quyết định vẫn là ở trong tay Thánh Hoàng, loại dấu hiệu này chỉ xuất hiện tại Thánh Triều, mà Hoàng Triều cùng Vương quốc đều rất ít xuất hiện, nguyên nhân cụ thể không người biết được, nghe nói Thánh Hoàng, Thánh Cơ cùng Thánh Hậu đã sống trên vạn năm, Thái Tử càng là tại vị 8.000 năm, vẫn như cũ là Thái Tử, không thể không nói, làm 8.000 năm làm Thái Tử, cũng là một loại bi ai, các ngươi ai nguyện ý xuất thủ. Thánh Hoàng liếc nhìn mọi người một vòng hỏi, dù sao việc này là náo tại bên trong Thánh Thành, nếu là huy động nhân lực không tốt, để chiến bại sẽ càng ném đi mặt mũi, người tu vị cao thì khinh thường xuất thủ, mà người tu vị thấp lại không dám ra tay. Phụ hoàng, việc này cứ giao cho nhi thần. Đúng lúc này, thái tử bỗng nhiên mở miệng nói, thái tử hắn đã hơn 8.000 tuổi thế nhưng bộ dáng còn bảo trì tại ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, cả người tản ra khí tức trầm ổn, để cho người ta an tâm. Thánh hoàng không khỏi liếc nhìn thái tử, chậm rãi mở miệng nói, thái tử cầm. Ngươi chắc chắn chứ, cầm chính là tên của thái tử. người thánh triều đều quen thuộc gọi hắn là thái tử cầm. thái tử cầm sắc mặt bất biến, nhẹ nhàng gật đầu. chỉ là song quyền sau thắt lưng đã nắm lại thành quyền đầu. trong lúc âm thầm, hắn đã từ thánh hoàng nơi đó biết được, tần đế đã tiến vào thánh triều. người dám ở thánh thành tùy ý làm bậy lúc này mười phần chắc chắn là tần đế. hắn tu vị đã đạt tới kim tiên cảnh nhất tầng, mà tần đế tu vị chỉ có hóa hư cảnh. thế nhưng đối mặt với tần đế hắn vẫn có áp lực cực lớn, nâng lên tầng đế. Mọi người trước tiên nghĩ tới chính là thủ hạ bên cạnh hắn vô cùng kinh khủng, thái tử cầm cũng không ngoại lệ, vạn sự lấy cẩn thận làm đầu. Thánh Hoàng gật đầu nói, trên đại điện, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, nếu là đổi lại thường ngày, Thánh Hoàng sẽ không nói như thế, chỉ cho phép thành công chứ không cho phép thất bại, chẳng lẽ người lần này tại Thánh Thành nháo sự, thân phận không đơn giản, chúng nhân tâm tư lưu động, Quan thiên đại hội tới gần, tần đế sắp tới, áp lực của bọn hắn vốn đã lớn vô cùng, hiện tại lại ra cái sự tình này, quả nhiên là thời buổi rối loạn, thánh hậu vẫn không có mở miệng ra, ánh mắt rơi lên trên thân thái tử cầm, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, tần quân bọn người đang ở tại bên trong thánh thành du đảng, khoảng cách với tương nghiễm vương cùng 51 danh địa quân bị sát hại đã đi qua hai canh giờ, mà vẫn chưa có quân đội đến bắt bọn hắn, theo lấy bọn hắn đi được càng ngày càng xa người theo đuôi cũng càng ngày càng ít hiện tại rốt cục cũng khôi phục lại bình tĩnh như trước có thể tiếp tục dạo phố mà người chung quanh cũng không biết bọn hắn lúc trước đã làm ra sự tình gì đương nhiên sự tình liên quan tới tương nghiễm vương cùng địa quân bị sát hại đã huyên náo khắp thành chỉ bất quá người tận mắt nhìn thấy hung thủ quá ít xem ra thánh hoàng đã sợ không dám phái người tới nữa dịch lão đầu cười hắc hắc nói làm cho tần quân không thể phủ nhận gật đầu hắn nếu là thánh hoàng, sẽ lựa chọn nén giận, chờ đợi quan thiên đại hội bắt đầu mới xử lý, những nhất thời mới có thể không loạn đại mưu. Hiện tại nếu là một mực phái người đến chém giết bọn hắn, sẽ tương đương với tặng đầu người. Lúc này, tần quân chợt thấy ngoài trăm thước phía trước tụ tập rất nhiều người, bọn hắn đều ngửa đầu, chỉ gặp trên mái hiên có hai bóng người chính là đang đánh nhau. Một người trong đó chính là thiếu niên áo trắng lúc trước tên gọi là kỳ tà mà tần quân ở tử điếm vọng bắt gặp phải kỳ tà trong tay nắm một thanh hắc đao, bạch y như tuyết, một tay phụ lập, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hôi bào nam tử đối diện, hôi bào nam tử dáng người trung đẳng, hốc mắt hãm sâu, hai mắt như ác ưng, hai tay nắm trường tiên, chỉ nghe hắn lạnh giọng cười nói, kỳ tà, hôm nay liền muốn để ngươi nợ máu phải trả bằng máu, thánh triều không thể tư đấu, nhưng chỉ cần không nháo ra nhân mạng, nhiều nhất cũng chỉ bị nhốt mấy ngày, hừ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng, kỳ tà kinh thường cười một tiếng, trực tiếp cầm hắc đao trong tay hướng hôi bào nam tử bổ tới, hai người cách xa nhau không đến 10 mét, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến, kỳ tà lưỡi đao liền rơi lên trên thân hôi bào nam tử, trong điện quan hỏa thạch, hôi bào nam tử thân hình lóe hiện, sau đó liền hóa thành ba đạo tàn ảnh, từ các góc độ khác nhau hướng kỳ tà rút roi mà đi, đây là pháp thuật phân thân sao, tần quân tò mò hỏi, pháp ngoại phân thân của hắn cũng có thể phân hóa thành rất nhiều người, cho nên hắn còn tưởng rằng đối phương cũng biết pháp ngoại phân thân chỉ là tàn ảnh mà thôi cửu linh nguyên thánh lắc đầu cười nói pháp thuật bực này trong mắt hắn cùng trò xiết không có gì khác biệt tần quân cẩn thận cảm thụ phát hiện hai đạo tàn ảnh trong đó không có linh lực ba động hắn có trận đạo bí tự khiến cho tâm linh cảm ứng của hắn xa hơn thường nhân chỉ cần nghiêm túc quan sát liền có thể phân biệt thật giả loại cảm giác này rất thần kỳ nhưng xác thực tồn tại ngay tại thời khắc kỳ tà cùng hôi bào nam tử đại chiến, thì từ thánh hoàng phong liền bay tới một bóng người, hắn hư không dậm chân mà đến, dưới chân kim quang lóng lánh, viễn như thiên thần đi tới, chính là thánh triều thái tử cầm, tần đế A, à, ta ngược lại là muốn xem xem ngươi có phải hay không đúng như trong truyền thuyết cao thâm mạch trắc như vậy, thái tử cầm trong miệng lẩm bẩm nói, biểu lộ lạnh nhạt, phản phất như đi ra du ngoạn, tần quân không có chú ý tới thái tử cầm chính đang hướng bọn hắn bay tới, hắn vẫn tràn đầy phấn khởi nhìn lấy kỳ tà cùng hôi bào nam tử chiến đấu, hai đạo tàn ảnh đi theo, liền khiến cho hôi bào nam tử chiếm thượng phong, kỳ tà phân biệt không được thật giả, tương đương với lấy một địch ba, rất nhanh hắn liền phát hiện trong đó có hai bóng người là giả, chỉ là hai đạo ảnh tử, nhưng vậy thì sao, hắn cùng hôi bào nam tử tu vị tương đương, lại không giống tần quân có được trận đạo bí chữ, căn bản phân biệt không ra cái gì. Nhưng kỳ tà không hổ có danh xưng ma kiệt, tuyệt không hốt hoảng chút nào, rất nhanh liền phát hiện chỗ khác nhau giữa bản thể cùng tàn ảnh, không còn bị động phòng thủ, mà còn có thể phản công. Song phương trên không trung ngang dọc giao bính, hôi bào nam tử trường tiên như rắn, kỳ tà hắc đao sắc bén, song phương ngươi tới ta đi, để người quan chiến thấy không khỏi cảm xúc bành trướng, lớn tiếng khen hay, tần quân xem như thấy rõ, kỳ tà hẳn là có thể thắng, tuy rằng tu vị tương đương, nhưng kỳ tà tốc độ cùng đao pháp nhanh không tưởng tượng nổi cho dù là tần quân tại không sử dụng trận đạo bí tự cùng nghịch tri vị lai cũng không cách nào thấy rõ được động tác của kỳ tà hôi bào nam tử càng là khổ không thể tả tàn ảnh mất đi hiệu lực kỳ tà càng đánh càng hăng trường tiên liên tiếp bị đánh lui rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong lúc nào cũng có thể bị nhất đao trảm đầu nhìn trong chốc lát tần quân liền cảm giác không còn ý nghĩa tuy rằng kỳ tà chiến lực để hắn kinh tâm nhưng hắn cũng không e ngại nếu thật là đánh nhau hắn vẫn là có lòng tin bất quá hắn luôn cảm thấy kỳ tà không hề động toàn bộ bản sự không hổ là thánh triều thiên tài sát thực lợi hại cửu linh nguyên thánh cười nói hắn từng thu qua vô số đồ tử đồ tôn một chút liền nhìn ra tư chất bất phàm của kỳ tà mà còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngay cả hắn cũng không khỏi dâng lên quý tài chi tâm tần quân thì một mực suy nghĩ luôn cảm giác trước kia giống như ở nơi nào gặp qua gia hỏa này mà lại là tại vừa lúc mới bắt đầu xuyên việt Hắn trầm tư suy nghĩ, vẫn là nghĩ không ra, không có cách nào, từ lúc xuyên việt giác tỉnh đến bây giờ, hắn gặp được quá nhiều chuyện, rất khó nhớ đến mỗi một cái chi tiết nhỏ, huống chi hắn chưa bao giờ cùng Kỳ Tà trao đổi qua. A! À, chẳng lẽ là hắn? Tần Quân sờ lên cầm kinh nghi nói, hắn bỗng nhiên nhớ lại trước kia thời điểm hộ Tống Thường Thiến Thiến về Huyền Linh Tông, tại thanh đàn thành gặp phải một tên thiếu niên ma tộc, bởi vì đó là lần thứ nhất hắn gặp phải ma tu cho nên trong đầu có chút ấn tượng, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có khả năng này. Lúc này, một đạo tiếng quát từ phía sau bọn họ truyền đến, tặc tử lớn mật, dám giết vương gia cùng địa quân sĩ binh của ta, tội ác tày trời, sóng âm cuồn cuộn, chấn động đến người phương viên mấy cái nhai khu đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần quân bọn người quay đầu nhìn lại, liền ngay cả đang đánh kịch liệt kỳ tà cùng hôi bào nam tử cũng không thể không dừng lại. Quy áp kim tiên cảnh tựa như hồng thủy đánh tới, làm cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập, kim tiên cảnh nhất tầng. Cửu Linh Nguyên Thánh hiếp mắt cười nói, giọng nói nhẹ nhàng, thường Nga mặt không đổi sắc, dịch lão đầu còn đang tại bên đường uống rượu, tần quân thì nhiều hứng thú nhìn về phía đối phương, một thân tử kim cẩm y, đầu đội kim quang, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, hư không dậm chân mà đến, bức cách đơn giản nổ tung, nếu như tần quân là thiếu nữ, đoán chừng đều sẽ mắc biến hình trái tim, đây không phải là thái tử cầm sao hắn sao lại tới đây? Nghe hắn lời nói này ý tứ chính là hung thủ giết tương nghiễm vương đang tại phụ cận, ti, là thật hay giả, mau trốn a, à, cẩn thận bị ngộ sát, tu sĩ chung quanh lập tức giải tán, sợ chạy chậm sẽ bị dư ba chiến đấu cuốn vào, hôi bào nam tử cắn răng quay người hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy lên nhập mái hiên hậu phương, biến mất không thấy tâm hơi, chờ kỳ tà kịp phản ứng, thì đã không cách nào bắt được phương hướng hắn đào vong, thôi, kỳ tà rơi lên trên mái hiên, quay người nhìn về phía thái tử cầm trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng ánh mắt không khỏi lại nhìn về phía tần quân bọn người bên trên đường phố xa xa hắn nhướng mày trong miệng lẩm bẩm nói trách không được ngay cả thái tử cầm đều xúc động nguyên lai là vì đối phó với hắn thái tử cầm đối chiến tần đế kỳ tài nhếch miệng lên trên mặt lộ ra nụ cười tà mị quyết đấu dạng này ngày thường nhưng rất khó gặp được nha ngươi là vị nào tần quân móc lấy lỗ tai cười hỏi Thái độ kinh miệt làm cho thái tử cầm mày kiếm nhíu chặt, tần quân ăn mặc áo trắng kim ti, hắt phát được một cái dây nhỏ buộc ở sau đầu, hai sợi dây tung bay theo gió, lại thêm hắn gương mặt vô cùng tuấn mỹ, liền ngay cả thái tử cầm đều trong lòng không khỏi cảm thán, cốt một thiếu niên lang, tán thưởng thì tán thưởng, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đúng vậy ngươi xuất thủ đi, thái tử cầm ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửu linh nguyên thánh, về phần tần quân trực tiếp bị hắn cố ý không thèm đếm xỉa đến, sở dĩ không công bố thân phận của tần quân chính là bởi vì mệnh lệnh của thánh hoàng lý do là gì tuy rằng hắn không hỏi nhưng cũng đoán ra được gần nhất bên trong thánh thành có không ít người càng ngày càng làm càng vừa vặn mượn tần quân khối ngoan thạch này mài đi góc cạnh của bọn hắn dù sao thánh hoàng cũng đã ở trong quan thiên đại hội thiết lập tất sát chi cục cho nên hiện tại đem tần quân xem như công cụ không có tâm lý áp lực chút nào cửu linh nguyên thánh cười thế nào ngươi muốn động thủ với ta sao Kim tiên cảnh nhất tầng khiêu chiến thái ức kim tiên cảnh cửu tầng, Tần quân, thường Nga, dịch lão đầu biểu tình đều có chút cổ quái, bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao thái tử cầm tu vị khẳng định nhìn không thấu sâu cạn của cửu linh nguyên thánh, mù quán tự đại có khi sẽ tạo thành trí mạng ngày sau, hừ, thái tử cầm hừ lạnh một tiếng, cũng không có phí thêm miệng lưỡi, lúc này liền nâng hai tay lên, thủ trưởng cao hơn đầu, trong chốc lát, Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác thân thể bị mấy vạn cân đè xuống, đồng thời loại cảm giác này còn đang nhanh chóng tăng thêm. Tần quân sắc mặt biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thái tử cầm, phát hiện hắn chỉ là nâng hai tay lên, không có bất kỳ huyễn tượng gì thường gì, chẳng lẽ hắn có thể khống chế trọng lực, hay là hắn có một loại lực lượng mà không cách nào dùng mắt thường xem xét được. Cửu Linh Nguyên Thánh trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi, đây là thần thông gì, phản phất như ngươi đã cùng mảnh thế giới này hòa làm nhất thể lời vừa nói ra thái tử cầm sắc mặt liền kịch biến hắn lúc này hai tay liền đẩy hướng cửu linh nguyên thánh trong chốc lát lực lượng vô hình như bài sơn đảo hải liền nghiền ép mà đến trực tiếp đem phòng ốc dọc đường phố chấn nát chính diện đánh úp về phía cửu linh nguyên thánh vì phòng ngừa tần quân thụ thương cửu linh nguyên thánh không có né tránh tay phải hắn nâng lên một tay ngăn trở của lực lượng vô hình kia cùng phong nhất lên sóng gió thổi đến hoàng bào của hắn bay phất phới đây là cái lực lượng gì Tần quân kinh hải nói, vận dụng trận đạo bí tự hắn cũng vô pháp nhận ra của lực lượng này, chỉ có thể cảm giác được thái tử cầm phản phất như cùng không khí hòa làm một thể, hắn vận dụng lực lượng quỷ dị càng là tựa như khí áp, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao, tần quân nhíu mày nghĩ đến, nhưng hắn cũng không có khẩn trương, chỉ bằng điểm lực lượng này cũng muốn đánh bại cửu linh nguyên thánh, làm trò cười cho thiên hạ đi, quả thật đúng không sai, cửu linh nguyên thánh bỗng nhiên vung tay áo lên, một cổ cùng phong xa hơn lực lượng thái tử cầm đối diện chưởng khống quét sạch mà đi, trực tiếp đem thái tử cầm vén bay ra ngoài, nhưng thái tử cầm chung quy vẫn là cường giả kim tiên cảnh, cũng không phải là hứa thiên phù cái bao cỏ, rất nhanh liền ổn định trên không trung, vậy mà có thế triệt tiêu thiên từ thần thông của ta, thái tử cầm trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, sở dĩ có thế tại thái tử vị lăn lộn 8.000 năm, hắn dựa vào chính là cái thần thông này, khiến cho huynh đệ tỷ muội nhóm của hắn đều không thể chiến thắng hắn, thần thông cũng không tệ, nhưng ngươi tu vị quá thấp, cửu linh nguyên thánh xé mở diện một hòa ái, biến thành đầu sư tử dữ tợn, giận dữ hết một tiếng, há mồm liền hướng thái tử cầm táp tới, bởi vì tới quá đột ngột, thái tử cầm căn bản không kịp phản ứng liền bị nuốt vào trong miệng, thô bạo, cửu linh nguyên thánh thần thông thôn vệ thiên địa ý tứ chính là nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp gọn gàng sạch sẽ, sau đó, Cửu Linh Nguyên Thánh khôi phục nguyên dạng liếm môi một cái, cười nói, vị đạo cũng tạm được. Tần quân mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn như củ nhịn không được nuốt nước miếng, quá thô bạo cùng buồn nôn. Cho dù cái thần thông này lợi hại hơn nữa, hắn cũng không muốn, quá không có phong độ của đế hoàng. Về sau tán gái, đoán chừng người khác đều sẽ chê hắn miệng thối. Nếu như cửu Linh Nguyên Thánh nghe được trong lòng của hắn đậu đen rau muốn như vậy, khẳng định sẽ buồn bực muốn chết đây chính là đại bản lãnh uy chấn thiên hạ của hắn người bị ngươi nuốt xuống đều đã chết rồi sao tần quân tò mò hỏi nhìn tâm tình của ta tiểu tử ban nãy trước sẽ lưu hắn một mạng nói không chừng có thế phát huy tác dụng cửu linh nguyên thánh nhún vai cười nói tần quân gật đầu hắn cũng có thể nhìn ra lai lịch bất phàm của thái tử cầm nhìn qua rất có khí phái của hoàng gia xa xa các tu sĩ đều hoảng sợ nhìn qua cửu linh nguyên thánh liền ngay cả kỳ tà trên mái hiên cũng không nhịn được run rẩy thái tử cầm cứ như vậy bại hơn nữa còn bị đối phương ăn kỳ tà nuốt một ngụm nước bọt thái tử cầm thực lực hắn nhưng là biết rõ tuy rằng tu vị không tính đỉnh tim nhưng nương tựa theo thiên từ thần thông thái tử cầm thực lực tại bên trong thánh thành có thể xếp vào 10 vị trí đầu cũng chen vào được thiên bản tần quân quay đầu nhìn về phía kỳ tà cười nói ngươi tới đây một chút kỳ tà thiên phú cực dai hắn cũng có chút ái tài cho nên muốn lôi kéo. Nào biết kỳ tà nghe xong, lúc này lập tức quay đầu bay đi, tốc độ sách lên đến đỉnh phong, thấy để tần quân vừa tức vừa muốn cười, tiếp xuống chúng ta đi đâu. Thường Nga hỏi, nàng hiện tại cũng không có hào hứng đi dạo nữa. Tần quân nhìn về phía Thánh Hoàng Phong nói, về trước tử điếm đi, nhiệm vụ cường chế cần hắn nhất định phải tham gia quan thiên đại hội, nếu như hắn hiện tại đem Thánh Hoàng giết, kết quả sẽ dẫn đến quan thiên đại hội sẽ không có cách nào đúng hạn cử hành đến lúc đó làm sao bây giờ trực tiếp hạ năm cấp không chịu nổi a à. huống chi thánh hoàng dưới tình huống biết được thực lực của na tra hoàng phong đại vương còn dám mời hắn khẳng định có ác chủ bài lại liên tưởng đến tần quân lần trước phỏng đoán thánh hoàng đã thần phục cái thần bí thế lực nào đó càng thêm to lớn tần quân cảm thấy cần phải trước điều tra rõ ràng thực lực của thánh hoàng thân công báo tên kia làm sao còn chưa có trở lại tìm trẫm tần quân vừa đi vừa lẩm bẩm nói thân công báo đã sớm đi vào thánh triều Thời gian lâu như vậy, tên này khẳng định có tư cách, hắn cũng không lo lắng thân công báo phản bội chạy trốn, bởi vì tên này độ trung thành đã cao tới 97, tiến về thánh triều về sau, độ trung thành lại còn dâng lên, để hắn cảm giác mặt danh kỳ diệu, có lẽ bởi vì bệ hạ tin tức còn không có truyền vào trong tai hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, đối với thân công báo hắn cũng có nghe tới, nghe nói là một vị văn thần rất có năng lực, bản thân cũng có tu vị chân tiên cảnh, Tần Quân gật đầu một nhóm bốn người liền hướng về vọng bắc tử điếm đi đến, ven đường không ai dám ngăn cản, người vừa nhìn thấy bọn hắn liền giống như nước thủy triều thối lui. Tin tức thái tử cầm bị sư yêu một thanh nuốt mất đã truyền khắp toàn bộ thánh thành, náo đến lòng người bàn hoàng, bên trên thánh hoàng phong, trong ngự hoa viên, thánh hoàng đang cùng thánh cơ nghỉ ngơi nói chuyện trời đất lông mày lập tức nhíu lại, tay trái cầm chén trà đột nhiên dùng lực, binh một tiếng, chén trà liền phá nát, nước trà ở tại trên bàn đá chảy xuống, sao vậy? Thánh cơ quan tâm hỏi, "Cầm Nhi xảy ra chuyện?" Thánh hoàng trầm giọng nói, toàn bộ thánh thành phát sinh hết thảy gió thổi cỏ lay đều tại trong mắt hắn, cho nên Cửu Linh Nguyên Thánh vừa rồi nuốt Thái tử Cầm một màn kia cũng bị hắn nhìn thấy, đáng tiếc hết thảy xảy ra quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp xuất thủ. Thánh cơ nhíu mày hỏi, "Thái tử Cầm thế nhưng là cao thủ có thể xếp vào 10 vị trí đầu thánh thành, hắn còn có thể xảy ra chuyện gì?" Nàng đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng thái tử cầm cũng không phải là do nàng thân sinh nhưng thái tử chi vị cực kỳ trọng yếu nắm giữ quyền lực cũng khó có thể tưởng tượng được bởi vì bị thái tử cầm một mực chiếm lấy cho nên các con của nàng đều không có cơ hội cho nên nghe được tin tức thái tử cầm xảy ra chuyện nàng phản ứng đầu tiên chính là kinh hỷ nhưng nàng vẫn là đem tâm tình rất tốt thu liễm lại trong âm thầm mới hảo hảo cao hứng tần đế tới thánh hoàng chậm rãi đứng lên nói lời vừa nói ra thánh cơ liền hoa dung thất sắc đi theo đứng lên vậy làm sao bây giờ khoảng cách quan thiên đại hội còn có nửa tháng thánh cơ gấp giọng hỏi bọn hắn từng phân tích qua thực lực của na tra cùng hoàng phong đại vương có thế chiến thắng bình thiên yêu tôn tự nhiên cũng có thể thắng được thánh triều huống chi gần nhất lại ra một vị cường giả bí ẩn tên là cửu linh nguyên thánh nghe nói đã thủ tiêu tùy tùng thiếp thân chi vị của na tra hiện nay ai chẳng biết tần quân người bên cạnh luôn là mạnh nhất hắn sẽ chỉ đem thủ hạ mạnh nhất giữ ở bên người từ đó chẳng phải là nói cửu linh nguyên thánh đã trở thành thủ hạ mạnh nhất của tần đế đêm nay trẫm sẽ đi cùng hắn thương lượng thánh hoàng trầm giọng nói hắn có thể cảm giác được thái tử cầm còn sống điều này nói rõ tần quân là cố ý buộc hắn hiện thân thánh cơ sầu lo hỏi người của thần điện còn chưa có tới cùng tần đế chính diện tiếp xúc chỉ sợ không tốt lắm đổi lại là trước kia nàng khẳng định cho rằng thánh hoàng là thiên hạ vô địch nhưng từ khi mắt thấy thánh hoàng bị bình thiên yêu tôn đánh bại về sau nàng liền không nghĩ như vậy nữa huống chi bình thiên yêu tôn hiện tại lại bị thủ hạ của tần đế đánh bại vừa so sánh liền minh bạch trên lệch yên tâm đi trẫm có biện pháp để tần đế không dám động thủ thánh hoàng trầm giọng nói hắn ngữ khí dừng lại một chút sau đó nói sang chuyện khác quan thiên đại hội bắt đầu kế hoạch tru tần cũng sẽ khởi động bởi vì trẫm không có tuyệt đối nắm chắc cho nên ngươi phải chuẩn bị cẩn thận mẫu hậu quá mức cường thế trẫm cũng không hy vọng thánh triều sẽ bị nàng chưởng khống tuy rằng hắn hiện tại dung túng thánh hậu làm bậy nhưng cái thế giới này vẫn là nam tôn nữ ti nếu để cho thánh hậu cầm quyền hắn liền thẹn với liệt tổ liệt tông vừa nhắc tới thánh hậu thánh cơ mày ngài liền không khỏi nhíu lại lão thái bà này thật khó dây dưa ban đêm tần quân chính đang ở trong phòng tọa thiền luyện khí thì hàng phong bỗng nhiên đem cửa sổ thổi ra cả kinh hắn mở mắt người đến là người phương nào mở miệng không phải là tần quân mà là cửu linh nguyên thánh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người tần quân thường nga cũng đi theo xuất hiện bọn hắn liền ở tại sát vách có thể trong nháy mắt thuấn di tới đây nguyệt quan từ ngoài cửa sổ chiếu rọi mà vào một vệt bóng mờ dần dần ngưng thực một thân kim quang hoàng bào uy vũ như thiên đế rõ ràng là thánh hoàng ngươi là thánh hoàng sao tần quân ngồi ở trên giường cười hỏi tại thánh triều các nơi đều có tượng của thánh hoàng hắn tự nhiên cũng gặp phải trên mặt hắn tràn đầy vẻ trơ tức như mèo vờn chuột, không nghĩ tới thánh hoàng lại dám tự mình tìm hắn, là muốn chết, hay vẫn là có chuyện khác, không hổ là tần đế gần nhất để nam vực người người nghị luận, tuổi nhỏ trầm ổn. Thánh hoàng cười nói, phản phất hòa ái như trưởng bối, chỉ là ánh mắt thời điểm nhìn về phía cửu linh nguyên thánh cùng thường Nga, hắn đồng tử lập tức co rụt, thật mạnh, chỉ là thường Nga liền để hắn cảm giác áp lực cực lớn, huống chi là cửu linh nguyên thánh có tu vị thái ức kim tiên cảnh đỉnh phong, đối với thần trí cảm giác của hắn tới mà nói, đơn giản tựa như lỗ đen, thần thức quăng vào trong đó liền không ra được. Thánh Hoàng, ngươi không biết ngươi tìm đến trẫm là một kiện sự tình rất nguy hiểm sao? Tần quân hiếp mắt cười hỏi, tại trước mặt Thánh Hoàng Thánh Triều dám tự xưng trẫm, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tần đế nói đùa, cùng là nhân tộc, tội gì phải khó xử lẫn nhau. Thánh Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha. Tần quân cười đến vô cùng sảng khoái như đang sỉ nhục đối phương. Thánh hoàng không hiểu gì, nhưng nghe ra được ý vị trào phúng trong tiếng cười của tần quân. Cửu Linh Nguyên Thánh xem thường cười nói, không dám phái chân thân đến, Thánh Hoàng xem ra không gì hơn cái này. Tần quân nghe xong, lập tức giật mình, trách không được lão tiểu tử này lá gan lớn như vậy. Nguyên lai Thánh Hoàng trước mắt hắn không phải là chân thân, đủ giảo hoạt, cho dù trẫm là Thánh Hoàng, cũng phải cẩn thận, không phải vậy sao? Thánh Hoàng cười nói, tự hồ cũng không tức giận thánh hoàng tại vị trên vạn năm cái mưa gió gì mà không có trải qua thường nga hơi không kiên nhẫn hỏi nói đi có chuyện gì đổi lại là thường ngày thánh hoàng khẳng định sẽ vì thường nga mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành động tâm nhưng bây giờ tâm lý chỉ có kiên kỵ hy vọng các ngươi đem thái tử tầm thả ra thánh hoàng trầm giọng nói tâm lý bất đắc dĩ đến cực điểm thánh triều vị trí thế giới tên là nam vực thiên thế giới từ thượng cổ liền lưu truyền tới nay Thái tử cầm thời điểm tuổi nhỏ liền ngẫu nhiên thu hoạch được truyền thừa của Nam Vực Thiên Thế Giới, tên là Thiên Từ Thần Thông. Tại bên trong Nam Vực Thiên Thế Giới, không ai có thế giết hắn, còn hắn thì tương đương với thiên đạo bên trong Nam Vực Thiên Thế Giới. Nếu như ngay tại bên trong Nam Vực Thiên Thế Giới tác chiến, thì toàn bộ Thánh Triều, ngoại trừ Thánh Hoàng ra, là không ai có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng Thái tử cầm lại gặp phải cửu linh nguyên thánh, cửu linh nguyên thánh thần thông thôn vệ thiên địa quá mạnh, để hắn không kịp phản ứng liền bị nuốt vào trong bụng, cuối cùng vẫn là bọn hắn không hiểu rõ thực lực của Cửu Linh Nguyên Thánh, dựa vào cái gì ta phải thả hắn. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, một câu nói này liền để Thánh Hoàng quyền đầu nắm chặt, "Trẫm có thể đem phương pháp Vương Quốc tấn cấp hoàng triều truyền cho ngươi." Thánh Hoàng trầm giọng nói ra, trên mặt một mảnh đau lòng chi sắc, "Phương pháp tấn cấp hoàng triều." Tần Quân tâm lý vui vẻ, đại tần dần dần cường đại lên hắn cũng thử tìm kiếm biện pháp tấn cấp hoàng triều thế nhưng hắn hiện tại chỉ biết là cần phải có khí vận thần thú tương trợ nhưng cụ thể là làm thế nào hắn hoàn toàn không biết gì cả hắn hỏi thăm qua ngạo vô kiếm của nam trác hoàng triều nhưng ngạo vô kiếm cũng không biết thậm chí nói nam trác hoàng triều trong quốc khố cũng không có ghi chép tương quan nhìn thấy tần quân không nói lời nào thánh hoàng lại tiếp tục nói cho tới nay hoàng triều đều là dưới sự trợ giúp của thánh triều mới có thể tạo dựng lên không có cái vương quốc nào có thể dựa vào chính mình tấn cấp Hoàng Triều. Hoàng Triều không chỉ có là địa bàn cùng thực lực đơn giản như vậy, mà khí vận cũng vô cùng trọng yếu. Khí vận, tần quân đau đầu, lại là cái từ ngữ này. Cách không được ngạo vô kiếm nói không có tư liệu ở phương diện này, nguyên lai đều bị Thánh Triều phong tỏa, quả nhiên là hảo thủ đoạn, chật chật. Nguyên lai tu sĩ nam vực càng ngày càng yếu, là do ngươi dở trò quỷ. Dịch lão đầu tiếng cười lạnh truyền đến, thánh hoàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, dịch lão đầu lại chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn, bốn mắt nhìn nhau, cả kinh thánh hoàng vô ý thức lui bước, ngươi là ai, thánh hoàng cắn răng hỏi, đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, điên cuồng kêu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống, dịch lão đầu mỉa mai cười nói, ngươi không nhận ra ta sao, tần quân, thường Nga cùng cửu linh nguyên thánh hai mặt nhìn nhau, dịch lão đầu cùng thánh hoàng nhận biết, ngươi, ngươi là, Ma, Thánh hoàng nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm, hoa xoa, chẳng lẽ thánh hoàng là người từ thời kỳ Ma hoàng còn tại vị? Nhìn lại Dịch lão đầu biểu lộ trào phúng khác biệt thường ngày, Tần Quân đột nhiên cảm giác được có bác quái. Ha ha, vạn năm qua đi, ta ngược lại thật ra buồn bực thánh triều là từ đâu chui ra ngoài, nguyên lai là hạ gia các ngươi. Dịch lão đầu vẫn còn đang cười, chỉ là cười đến làm lòng người rét lạnh. Thánh hoàng mồ hôi lạnh lâm ly, nuốt nước bọt nói, không có khả năng Ngươi không phải đã bị thần điện giết chết rồi sao? Thần điện? Đám người lông mày đều là nhíu lại, dịch lão đầu càng là trong mắt nổ bắn ra hàng quang, chiếu sáng căn phòng mờ tối, hắn cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên giận hỏi, lúc trước thế lực trấn áp ta gọi là thần điện sao? Tần Quân cũng nắm chặt song quyền, căn cứ vào nam cung Liệt Thiên của Thâm Uyên môn từng nói, Tiểu trúc Long cũng là bị thần điện bắt đi, hắn cũng không tin có hai cái thần điện để mắt tới Nam vực rất rõ ràng thế lực bắt đi tiểu trúc long cùng thế lực trấn áp dịch lão đầu là cùng một cái, đúng. Thánh hoàng cắn răng hồi đáp, tình thế đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, trước khi đến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ma hoàng chết trên vạn năm vậy mà tái hiện nhân gian, còn đi theo tần quân lăn lộn, chẳng lẽ tần quân sở dĩ cuộc khởi nhanh như vậy, cũng là bởi vì dịch lão đầu, ý nghĩ này vừa ra, thánh hoàng càng cảm thấy khả năng này cực lớn. Hắn nhưng là từng được chứng kiến tư thái ma hoàng chiến đấu đến nay hồi tưởng lại vẫn như cũ để hắn toàn thân run rẩy sau ma hoàng anh hùng liền xuất hiện lớp lớp nhưng không ai có thể đạt tới cái độ cao này bao quát cả bình thiên yêu tôn ở bên trong đêm khuya tĩnh lặng như nước thánh hoàng cũng sẽ nhớ lại cái thời đại kia tú nhi đâu nàng thế nào rồi dịch lão đầu hỏi ngữ khí trầm thấp nghe được để tần quân có loại cảm giác không ổn sẽ không phải dịch lão đầu cùng thánh hoàng là một phe cánh cửu linh nguyên thánh cùng thường nga cũng cảnh giác lên dịch lão đầu một mực không lộ ra nước thậm chí cửu linh nguyên thánh đều không làm gì được hắn địch nhân như vậy tuyệt đối là đáng sợ nhất mẫu hậu hiện tại chính là đương kim thánh hậu thánh hoàng hồi đáp đáy mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới dịch lão đầu còn nhớ rõ thánh hậu nếu như vậy chẳng lẽ có thể dựa vào thánh hậu dẫn dịch lão đầu phản chiến tần quân càng là không khỏi có loại xúc động vỗ tráng mẹ nó loại sự tình tổ huyết này vì cái gì lại phát sinh ở bên cạnh hắn hừ Mẹ con các ngươi quả nhiên là giả tâm tốt như nhau." Dịch lão đầu lạnh giọng nói, "Mau đưa phương pháp Vương quốc tấn cấp hoàng triều giao ra đi, nếu không ta đêm nay liền giết đến tận Thánh Hoàng Phong." Thánh Hoàng sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, không nghĩ tới Dịch lão đầu nói trở mặt liền trở mặt nhanh như vậy, Tần Quân lại là có thể hiểu được, nghe đối thoại của bọn họ, Thánh Hoàng rõ ràng không phải là nhi tử của Dịch lão đầu, người yêu ngày xưa cùng con trai của tình nhân chiếm cứ giang sơn của hắn. Hắn làm sao có thể có sắc mặt tốt, đổi lại là Tần Quân, không phải đem thánh triều quấy đến long trời lỡ đất là không thể, trước tiên đem thái tử Cầm giao ra. Thánh hoàng cắn răng nói, hắn thương yêu nhất chính là thái tử Cầm, bởi vì mẫu thân của thái tử Cầm là nữ nhân đời này hắn dành tình cảm chân thành nhất, chỉ là hồn đã về hoàng tuyền, Tần Quân không có trả lời hắn, chỉ là sâu kính nhìn lấy hắn, thấy trong lòng của hắn liền lông, bầu không khí trở nên nặng nề, thánh hoàng mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều hắn cắn răng nói, tần đế, ngươi cần phải ước lượng đo đến một cái lực lượng của thần điện, giống bình thiên yêu tôn tồn tại như thế, thần điện một ngón tay liền có thể nghiền chết, tại trước khi ngươi cánh chim còn chưa hoàn toàn đầy đặn, cũng đừng hành động theo cảm tính, nói đến rất tận tình khuyên bảo, kỳ thực liền là nói thần điện đứng phía sau lưng lão tử, ngươi hãy tôn trọng lão tử một chút, tần quân lạnh giọng nói, ngươi đây là đang bức trẫm hiện tại liền diệt thánh thành sao một câu nói liền để bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này, dịch lão đầu liền truyền âm cho tần quân nói ra, tần tiểu tử, lần này trước buông tha hắn đi, thần điện thật vô cùng cường đại. Dịch lão đầu biết được lực lượng của tần quân bây giờ mạnh bao nhiêu, cửu linh nguyên thánh chính là thái ức kim tiên cảnh cửu tầng. rất mạnh, nhưng ở trước mặt thần điện lại không đáng chú ý. Tần quân nghe xong, tâm liền chìm vào đáy cốc, thần điện rất mạnh, bốn chữ này liền để tần quân nhức đầu. Sự tình quả nhiên hướng phương hướng bết bác nhất trong dự đoán của hắn hướng tới. Nhìn Thánh Hoàng trước mắt lưng quay về phía Nguyệt Quang, thấy không rõ sắc mặt của hắn, để tần quân tâm tình càng thêm bực bội. Hắn không thích cảm giác đối thủ ăn chắc hắn như vậy, nhưng hắn hiện tại nếu giết Thánh Hoàng, thế tất sẽ dẫn tới lửa giận của thần điện. Đến lúc đó quan thiên đại hội khẳng định bởi vì chiến tranh mà hủy bỏ, nhiệm vụ cường chế kết thúc không thành, trực tiếp chụp ngũ cấp, ngẫm lại đều đau lòng mà lại một khi đánh vỡ thăng bằng hắn sẽ tương đương với nghênh tiếp vô tận phiền phức từ thần điện liền ngay cả dịch lão đầu đều khuyên hắn dịch lão đầu thế nhưng biết cửu linh nguyên thánh lợi hại năm đó hắn thân phận càng là ma hoàng nam vực đệ nhất nhân đều thua ở dưới chân thần điện tần quân cũng sẽ không tự tin mù quáng thả hắn ra tần quân đối với cửu linh nguyên thánh trầm giọng nói lời vừa nói ra thánh hoàng sắc mặt căng cứng trong nháy mắt dễ dàng hơn thở hắt ra một hơi cửu linh nguyên thánh gật đầu lúc này liền đem thái tử cầm phun ra tựa như một khỏa hạt vừng phun ra khỏi miệng tại bên trong quá trình rơi xuống đất liền nhanh chóng biến lớn cuối cùng biến thành nhân hình rơi xuống mặt đất lạnh rung rung thái tử cầm ngày xưa uy vũ vậy mà co quắp tại trên mặt đất trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói buông tha ta buông tha ta thánh hoàng rất đau lòng mặt ngoài nhưng không có lộ ra bất mãn gì hắn lật tay liền lấy ra một bộ quyển trục thanh ngọc ném cho tần quân nói ra trong này ghi chép phương pháp Vương Quốc tấn cấp hoàng triều cùng tài liệu cần thiết, Tần Quân nhìn một chút, sau đó đối với Cửu Linh Nguyên Thánh nói: "Ngươi trước giúp trẫm kiểm tra một phen, lấy thực lực của Cửu Linh Nguyên Thánh, coi như bên trong quyển trục có vấn đề cùng bẫy rập gì, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng Tần Quân lại không giống vậy, hắn tu vị mới chỉ là hóa hư cảnh cửu tầng, thánh hoàng chơi điểm hoa dạng đều có thể cạo chết hắn." Cửu Linh Nguyên Thánh thần thức quét qua, liền biết được hết thảy bên trong, hắn gật đầu nói: không thành vấn đề một màn này thấy để thánh hoàng khóe miệng giật một cái may mắn hắn không có dở trò lừa bịp tần quân lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thái tử cầm đang co ro nằm trên mặt đất trên mặt lộ ra cười lạnh dày đặc tháo bỏ xuống một cánh tay của hắn thánh hoàng cả kinh trừng to mắt quát không được đáng tiếc đã trễ xuất thủ không phải cửu linh nguyên thánh mà là dịch lão đầu chỉ gặp hắn lách mình đi tới trước mặt thái tử cầm một tay cầm lấy cánh tay phải của thái tử cầm xé rách máu tươi tung tóe đầy một chỗ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ vọng bắt tửu điếm cả kinh không ít tu sĩ chạy ra khỏi phòng dịch thúc ngươi sao có thể làm như vậy thánh hoàng tức giận hỏi tiếng như lôi minh dịch lão đầu quay đầu trừng mắt liếc hắn hai mắt như là ác ma trong đêm tối dọa đến thánh hoàng trong lòng giật mình vội vàng cầm lên thái tử cầm phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ đinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thánh hoàng kiên kỵ chủ ký sinh cùng thánh hoàng quan hệ trở thành thù địch thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán một lần thần ma phó bản một lần thần ma quân đoàn triệu hoán một lần kỹ năng truyền thừa hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên cũng tại trong dự liệu của tần quân sở dĩ tại tối hậu quan đầu dở xuống cánh tay phải của thái tử cầm một là xuất khí hai là vì cùng thánh hoàng triệt để biến thành trận doanh thù địch hoàn thành nhiệm vụ làm bản thân mạnh lên mới có thể cùng thần điện đối chọi bệ hạ nếu như thật có thần điện tồn tại, quan thiên đại hội lần này, ngươi vẫn là không đi thì tốt hơn. Cửu Linh Nguyên Thánh mở miệng nói, tuy rằng tự phụ pháp lực vô biên, nhưng thế lực ngay cả dịch lão đầu đều e ngại, hắn cũng không dám xem thường, dù sao hắn cũng không phải là lẻ loi một mình tác chiến, mà vẫn phải bảo hộ tần quân, thời gian còn có nửa tháng, đến lúc đó lại nói. Tần quân lắc đầu nói, nếu như lúc này sợ, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai cắn răng sông lên đi rất khó, thư giãn hướng xuống rơi nhẹ nhàng. Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu, hắn lập tức vung tay áo lên, vết máu trên mặt đất trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả cánh tay phải của thái tử cầm cũng hư không tiêu thất, bệ hạ, nghỉ ngơi tốt. Thường Nga nói một câu liền quay người rời đi, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là như thế, dịch lão đầu thì không nói một lời, rõ ràng nhìn thấy Thánh Hoàng về sau tâm tình có chút xa suốt, vạn năm qua đi, chỉ xem pho tượng, hắn còn không nhận ra thân phận của thánh hoàng nhưng tận mắt nhìn thấy về sau cảm nhận được khí tức của thánh hoàng hắn liền bị câu lên bi ai vô tận đợi bọn hắn sau khi rời đi tần quân mới ở trong lòng nói ra hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma thần điện mạnh đến mức khó mà phỏng đoán thì tính sao nên chiến vẫn là phải chiến đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma trên đỉnh thánh hoàng phong bên trong một tòa cung điện thái tử cầm đang nghiến răng nghiến lợi trên mặt đỏ bừng nổi gân xanh một tên thái y đang giúp hắn băng bó vết thương cầm nhi gần nhất ngươi vẫn là tỉnh dưỡng thật tốt đi thánh hoàng trầm giọng nói cánh tay phải bị kéo đứt tương đương với lực chiến đấu tổn hao rất nhiều thái tử cầm cũng không phải là thuận tay trái thánh hậu thánh cơ đứng tại phía sau hắn đều quan tâm nhìn qua thái tử cầm đến cùng đã phát sinh sự tình gì đối phương lợi hại như vậy sao vì cái gì ngươi không có xuất thủ Thánh hậu hướng thánh hoàng hỏi, ngữ khí có ý vị hưng sư vấn tội, thánh hoàng cười khổ nói, đối phương chính là tần đế. Lời vừa nói ra, thánh hậu đồng tử liền co rụt lại, thái y giúp thái tử cầm chữa thương cũng toàn thân rung lên, liền vội vàng cúi đầu, giả bộ như không nghe thấy. Thái y cả một đời không thể rời bỏ thánh hoàng phong, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ngoại giới truyền tin tức. Nhưng hắn hiểu được có một số việc không thể truyền Tần đế đem na tra cùng Hoàng Phong mang đến Thánh hậu trầm giọng hỏi thái tử cầm chính là thân tôn tử của nàng, nàng vẫn là thật tâm đau lòng, cho nên nâng lên tầng đế, trong mắt nàng liền tràn đầy sát ý, không, nhưng hắn mang theo ba tên cường giả không kém hơn Na Tra cùng Hoàng Phong, trong đó một vị chính là sư yêu gần nhất huyên náo xôn xao. Thánh Hoàng cười khổ nói, hắn liền buồn bực, cho dù tần quân đứng sau lưng là dịch lão đầu, hắn cũng không có khả năng triệu tập đến nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có yêu tộc đại năng. Thánh hậu trầm mặt xuống, nàng giận dữ nói vậy cũng chỉ có thể đợi mấy người do thần điện phái tới lúc bình thường bọn hắn sẽ không hướng thần điện xin giúp đỡ bởi vì sẽ trả một cái đại giới cực lớn nhưng tần đế thế lớn không thể không mượn thần điện diệt trừ hắn đúng rồi mẫu hậu trẫm gặp dịch thúc thánh hoàng nói sang chuyện khác nâng lên dịch lão đầu sắc mặt của hắn liền rất khó nhìn dịch lão đầu mạnh để hắn đến nay đều sợ hãi vạn năm qua đi có trời mới biết dịch lão đầu hiện tại đã mạnh đến loại tình trạng nào dịch thúc thánh hậu nhíu mày tại trong trí nhớ liền xuất hiện một cái hình ảnh nàng từng xưng hô là chủ nhân rất nhanh nàng liền hoa dung thất sắc cả kinh kêu lên ngươi nói là ma lời này còn chưa nói xong nàng liền che miệng minh bạch việc này không thể truyền đi ma hoàng chính là một cái truyền kỳ của toàn bộ nam vực hiện nay ma đạo ai không sùng bái hắn cho dù là chính đạo cũng không ít tu sĩ hướng tới phong thái năm đó của hắn huống chi trước khi có thánh triều, ma hoàng chính là nam vực nhân tộc chi chủ, nếu như việc này truyền ra, với lực hiệu triệu của ma hoàng, thì sự thống trị của thánh triều sẽ tràn ngập nguy hiểm, huống chi tần đế còn đang nhìn chằm chằm, ra ngoài lại nói, thánh hoàng trầm giọng nói, đối với dịch lão đầu, hắn cảm thấy còn có thể đổi về đường sống, chỉ cần nâng lên thánh hậu, dịch lão đầu tâm tình sẽ chập chờn rất lớn, rất rõ ràng tâm lý còn có thánh hậu tồn tại vừa nghĩ tới dựa vào thánh hậu đem dịch lão đầu lôi kéo tới, đến lúc đó hắn liền có thể không cần thần điện hỗ trợ, đoán xem triệu hoán đến là ai, ma hoàng xuất thế, để thánh hoàng mẹ con miên mang bất định, nhất là khi thánh hậu nghe nói dịch lão đầu còn để ý mình, liền vô cùng kích động, mẫu hậu, việc này phải cẩn thận châm trước, dù sao dịch thúc đã từng vi phạm ý chí của thần điện, đường nhỏ trong hoa viên, thánh hoàng vừa đi vừa nói, thánh hậu bên cạnh thì gật đầu, trên mặt nàng lộ ra vẻ u oán giận dữ nói, năm đó nếu như hắn không cố chấp như vậy, thì ở Nam Vực chỉ sợ vẫn như cũ là thế giới của hắn. Thánh Hoàng nghe xong, lập tức dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía Thánh Hậu, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị, hàng phong lay động thụ hoa hai bên, cánh hoa cùng lá cây bay múa tại quanh thân hai người, mặt trăng trong sáng cao huyền hư không, hình ảnh phản phất như dừng lại, mẫu hậu, hiện tại là thiên hạ của Thánh Triều. Thánh Hoàng chậm rãi mở miệng nói, hắn nhất định phải sớm biểu đạt thái độ của chính mình, miễn cho thánh hậu giúp dịch lão đầu trọng đoạt thiên hạ, nếu không hắn khẳng định không thổ huyết là không thể. Thánh hậu lắc đầu cười một tiếng, hạ gia có thế sừng sững tại nam vực đỉnh phong bao nhiêu năm, tự nhiên là không có nghĩ qua sẽ ngã xuống. Tên kia lúc trước phụ A gia, A gia như thế nào lại giúp hắn? Giọng nói của nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng nếu để hắn thành chó săn của hạ gia thánh triều chúng ta, ngược lại là có thể thử một chút vạn năm thời gian sau mà dài, nàng đối với dịch lão đầu cảm tình sớm đã ma diệt, lại thêm dịch lão đầu đã từng có lỗi với nàng, nàng lòng mang oán hận, đương nhiên sẽ không lại vì dịch lão đầu mà xông pha khói lửa, vậy là tốt rồi. Thánh Hoàng cười nói, tâm lý treo lấy tảng đá cũng rơi xuống, hắn không có nghi vấn Thánh Hậu, Thánh Hậu bây giờ cũng không phải là người mẹ thiện lương mềm yếu năm đó, mà là Thánh Hậu giả tâm bừng bừng, hắn thậm chí có khi sẽ sinh ra ảo giác, nghĩ lầm thánh hậu cũng ham muốn hoàng vị, hai mẹ con đứng tại trong hoa viên, lặng lặng nhìn qua bầu trời đêm. An tĩnh như vậy cơ hội chung đụng đã hồi lâu chưa từng có, khiến cho lòng của hai người đều an bình xuống. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thổ hành tôn, đến từ phong thần diễn nghĩa. Trong phòng, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, để tần quân hơi thất lạc, không phải tồn tại so với cửu linh nguyên thánh lợi hại hơn. Tuy rằng thổ hành tôn tên tuổi không nhỏ, Dựa vào địa hành thuật quỷ thần khó dò xưng hùng chư thần, ngày đi nghìn dặm, còn trộn khốn tiên thần của sư phụ hắn cụ lưu tôn, trở thành đại quân tiên phong của nhà thương, lực khắc vô số anh hùng, đáng tiếc cuối cùng lại bị địa hành thuật đồng dạng trương khuê đánh giết. Trương khuê ngày đi 1.500 dặm, so với thổ hành tôn còn nhiều hơn 500 dặm, giết qua hoàng phi bưu, tru qua ngũ nhạc, cầm qua dương tiễn, được cho là nhân vật cực kỳ lợi hại, đem thổ hành tôn thuộc tính liệt biểu điều ra đây. Tần quân ở trong lòng nói ra, thổ hành tôn tu vị hẳn là không kém, nhưng khẳng định yếu hơn viên hồng. Vừa dứt lời, thổ hành tôn thuộc tính liệt biểu liền hiện ra tại trước mắt hắn. Thổ hành tôn, đến từ phong thần diễn nghĩa, thân phận, nhân tộc, tu vi, kim tiên cảnh ngũ tầng, công pháp, phi vân thần công, pháp bảo, khốn tiên thần, thần thông, động địa thần thuật, độ trung thành, 92, mát trị số 100, kim tiên cảnh ngũ tầng, cũng không tệ so với lôi chấn tử mạnh hơn một tầng nhưng thần thông lại ít hơn một cái nếu là cứng đối cứng đoán chừng cũng không thắng được lôi chấn tử nhưng tên này lợi hại chính là độn địa thần thuật vừa vào đất liền như là một con cá nhập giang hải tới lui tự nhiên bắt cũng đều bắt không được a à, còn đem khốn tiên thằng mang ra tần quân nhãn tình lập tức sáng lên khốn tiên thằng thế nhưng là bảo vật tốt uy lực của nó phải cùng bản thân thực lực tương quan tỉ như thổ hành tôn đi trói dương tiễn lại bị dương tiễn dùng thất thập nhị biến nhẹ nhõm đào thoát nhưng đối mặt với đối thủ đồng cấp liền làm cho đối phương không có lực phản kháng nếu để cho cụ lưu tôn sử dụng dương tiễn đoán chừng cũng trốn không thoát khống tiên thần có thế trói lại địch nhân tu vi so với người sử dụng cao hơn một chút nhưng không thể cao quá nhiều thổ hành tôn nếu như có thể dùng tốt hiệu quả chưa chắn yếu hơn thái ất kim tiên cảnh chí ít vừa vào đất cường giả thái ất kim tiên cảnh muốn bắt thổ hành tôn là vô cùng khó khăn trừ phi có pháp bảo hoặc là thần thông đặc thù, so sánh xuống dưới, hắn càng muốn triệu hoán được Trương Khuê, vị kia thế nhưng là người thật hung ác, đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, triệu hoán thần ma quân đoàn vẫn là giữ lại thì hơn, quân đoàn chú trọng chính là số lượng, cũng không phải là chiến lực đỉnh tim. Tần quân đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV sờ lên trầm suy tư, hắn dù sao cũng đang tại bên trong thánh thành, thần ma quân đoàn triệu hoán đi ra nên như thế nào an trí lần trước triệu hoán ra cửu lê ma binh đã gặp may mắn chính hắn cũng không tin có thế triệu hoán đến thần ma quân đoàn so với cửu lê ma binh mạnh hơn về phần thần ma phó bản cơ hội cũng phải giữ lại thường nga thổ hành tôn cửu linh nguyên thánh tạm thời đều phải hầu ở bên hắn trái phải chờ gặp được thân công báo để hắn trở về cũng không tệ vạn nhất lôi kéo về được triệu công minh tam tiêu nương nương mấy người tồn tại gần như bậc hắc thì sao ngẫm lại đều kích động bắt đầu kỹ năng truyền thừa đi tần quân hít sâu một hơi tiếp tục ở trong lòng nói ra đừng để hắn thất vọng đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút kỹ năng truyền thừa đến một ngũ sắc thần quang của khổng tuyên được không như lai thần trưởng cũng không tệ tần quân nghĩ đến kém chút chảy nước miếng đinh chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm huyệt thuật tốt. thứ đồ gì tần quân trừng to mắt vừa mới chuẩn bị mở miệng thì một cổ trí nhớ lại lẫm liền điên cùng tràn vào trong đầu hắn hôm sau trời vừa sáng Tần Quân suy nghĩ bị tiếng đập cửa kéo về hiện thực, ai? Tần Quân mắt cũng không mở, người đến bị đè nén khí tức, để hắn không cách nào phân rõ được, "Bệ hạ, là ta, thân công báo." Người ngoài cửa thanh âm nói chuyện rất nhẹ, tự hồ sợ bị người phát hiện. "Thân công báo?" Tần Quân mở to mắt, vội vàng nói, "Tiến vào." Bởi vì thần điện xuất hiện, khiến cho Tần Quân hiện tại không thể không cẩn thận, không dám quá mức. Thân công báo một thân hắc bào đẩy cửa đi ra ngoài hắn nhanh chóng đóng cửa lại, thường Nga, cửu linh nguyên thánh đồng thời tốc biến vào trong phòng, đứng tại trước mặt tần quân, nhìn thấy bọn hắn, thân công báo liền nhướng mày, thần thức quét qua, kém chút để hắn dọa té đái, lại là hai tôn cường giả không kém hơn Na Tra, Hoàng Phong Đại Vương, tham kiến bệ hạ, thân công báo mồ hôi lạnh lâm ly quỳ xuống, trong lòng suy nghĩ thời gian ngắn như vậy, tần quân lại từ đâu lôi kéo được hai tôn tuyệt thế cường giả, đứng dậy đi, ngươi tại thánh triều lăn lộn như thế nào? Tần Quân khu tay nói, lấy mồm mép của thân công báo, chắc cũng đã đứng vững gót chân, hồi bẩm Bệ hạ, thuộc hạ đã kích động thu phục được thành chủ 17 thành thánh triều, bọn hắn đã có ý nghĩ đầu nhập vào dưới trướng bệ hạ, gần nhất đang lẫn vào thánh hoàng phong của thánh thành, nếu lại cho thuộc hạ một đoạn thời gian, đến lúc đó bệ hạ đăng cao nhất hô, thuộc hạ liền có thể để thánh triều trực tiếp sụp đổ một nửa. Thân công báo cố nén kích động nói ra, lời vừa nói ra tần quân ba người đều là hít sâu một hơi, gia hỏa này thật có bản lãnh như vậy, tự hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn, thân công báo cười nói, thánh hoàng tại vị trên vạn năm, đè ép thánh triều vạn năm, đã sớm để thật nhiều người bất mãn, nhất là bên trong mấy trăm năm gần nhất thánh hậu cùng thánh cơ tranh quyền, đắc tội không ít người, bao quát cả hoàng tử, lúc này mới khiến cho thuộc hạ có thời cơ lợi dụng, tần quân giật mình, trong lòng vì những hoàng tử kia bi ai, nhất là thái tử, tại vị tám 000 năm, vẫn là bò không lên được hoàng vị, đổi lại là bất luận kẻ nào đều rất dễ sinh lòng cảm xúc tiêu cực, xem ra sau này hắn vẫn là phân phong địa bàn cho đám nhi tử nhà mình thì tốt hơn, để tránh bọn nó cũng nhớ thương hoàng vị của hắn. Có thể, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận một chút." Tần Quân gật đầu nói, thân công báo kích động càng nhiều người, khả năng bại lộ sẽ càng lớn, đứng tại dưới góc độ của đế hoàng, thân công báo dạng người này không phải bị đánh chết là không thể. Cho nên Tần Quân không muốn nhìn thấy Thân Công Báo sớm bị phát hiện, Thân Công Báo gật đầu, sau đó bắt đầu hướng Tần Quân báo cáo thành quả cụ thể của mình, từ ngày đầu tiến vào thánh triều, tên này liền bắt đầu bố cục, nghe được để Tần Quân vui mừng không thôi, may mắn Thân Công Báo không phải là địch nhân của hắn, nếu như Thân Công Báo không có gặp được Khương Tử Nha, có lẽ Phong Thần đại chiến sẽ là một cái kết cục khác, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Thường Nga cũng kinh ngạc đánh giá Thân Công Báo không nghĩ tới vị gia hỏa tu vị chân tiên cảnh này lòng dạ tâm cơ lại sâu như vậy tuy rằng bọn hắn đều không thích loại người này nhưng đã lên cùng một chiến tuyến bọn hắn vẫn là rất cao hứng thậm chí là chờ mong đối mặt với thần điện không biết sâu cạn nếu là có thể lôi kéo lực lượng của hơn phân nửa thánh triều cùng nhau ngăn cản bọn hắn càng có cảm giác an toàn hơn dù sao bọn hắn hiện tại nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ tần quân chu toàn tần quân nếu như chết thì toàn bộ đại tần thế tất sẽ bị những thế lực khắp nơi làm tan rã, thua không nổi. Đợi thân công báo toàn bộ hồi báo xong, thì thời gian đã qua một nén nhang. Tần quân cảm thán không thôi, thân công báo lôi kéo được cường giả kim tiên cảnh đều có ba vị. Tuy rằng tiểu cảnh giới tầng thứ không cao, kích động thế lực cơ hồ đều là thế lực thánh triều nhị lưu, năng lực thật mạnh, thậm chí so với lưu bá ôm cùng gia các lượng, chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì thân công báo sẽ liều lĩnh, phí hết tâm tư, ranh giới cuối cùng của hắn không có cao như lưu bá ôm hai người chỉ riêng thân công báo liền lợi hại như vậy khương tử nha thì sao vô luận là trong thần thoại hay vẫn là trong lịch sử khương tử nha tại bên trong văn thần năng lực bài danh chỉ sợ không ai có thể bằng hắn sớm muộn gì cũng phải đem hắn triệu hoán ra hừ tần quân thầm nghĩ đến sau đó đứng dậy đem thân công báo đưa đến trước cửa thân công báo không biết dùng pháp bảo gì có thể kiềm chế khí tức của mình nghe nói thánh hoàng đã đem trọn cái thánh thành này nắm giữ ở trong lòng bàn tay vì không cho thánh hoàng phát giác được hắn mới làm như thế tần quân tuyệt đối là tồn tại thánh hoàng chú ý nhất bệ hạ cũng coi như nhìn xa sớm đã phái ra người này làm ít công to cửu linh nguyên thánh cười nói hắn quả thật có chút bội phục nguyên lai tưởng rằng tần quân là cầm lấy bọn hắn những thủ hạ này muốn mạnh mẽ xông vào thánh triều hiện tại xem ra hắn đã sớm bố trí xuống sách lược vẹn toàn cách không được cho dù đối mặt với thần điện hắn cũng không có sợ hãi hôm nay trẫm dự định nghiên cứu sự tình hoàng triều nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài chơi liền tự tiện đi tần quân đi đến trước bàn ngồi xuống thường nga đi theo ngồi xuống nói ta không có hào hứng cửu linh ngươi có thể đi tìm lão gia hỏa sát vách kia dẫn hắn ra ngoài khuyên bảo một phen nàng câu nói này để tần quân gật đầu cười nói lão gia hỏa này tâm tình sa sút ngươi giúp trẫm cho hắn mang một câu Lời gì? Cửu Linh Nguyên Thánh kinh ngạc hỏi, từ khi biết được thân phận Dịch lão đầu về sau, hắn cũng đối với quá khứ của Dịch lão đầu cảm thấy hứng thú, cũ mà không đi mới sẽ không tới. Tần Quân mang theo ẩn ý cười nói, hắn thật đúng là sợ Dịch lão đầu bị thánh hậu bắt cóc, Cửu Linh Nguyên Thánh ngẩn người, sau đó giật mình cười một tiếng, quay người biến mất tại trong phòng, Thường Nga hơi biểu môi, thấp giọng quát lớn, thật không biết nói chuyện, Tần Quân nhún vai cười một tiếng trẫm liền yêu thích nói như vậy ngươi quản được sao sau đó tần quân liền xuất ra quyển trục bắt đầu xem xét tin tức có quan hệ với việc vương quốc tấn cấp hoàng triều chờ đến sự tình quan thiên đại hội kết thúc cho dù tần quân chiếm lĩnh được thánh triều hắn cũng phải đem mục tiêu trung tâm đặt ở bên trên đại tần cho nên sự tình liên quan tới đại tần tấn cấp hoàng triều sớm muộn cũng phải tiến hành cứ như vậy tần quân liền xem quyển trục thường nga tĩnh tâm uống trà thời gian lặng yên trôi qua tới gần giữa trưa Thường Nga bỗng nhiên mở hai mắt, tay trái vỗ, chén trà cùng nắp trà trên bàn lập tức bay lên, nàng tay trái vỗ, nắp trà nhanh chóng bay về phía nơi hẻo lánh, ầm, ai ui. Một đạo âm thanh rên rỉ vang lên, cả kinh tần quân liền tranh thủ đem thần thức từ bên trong quyển trục dời ra, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi hẻo lánh có một tên nam tử mập lùng người mặc da thuộc thú y chính là đang ôm đầu, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tần quân trong nháy mắt liền nhận ra hắn, ngày đi nhìn dặm động địa vô cực thổ hành tôn nha thổ hành tôn ngươi liền không thể đi vào bằng cửa chính sao tần quân kiêu mi cười hỏi thường nga nghe xong nguyên lai lại là thủ hạ của tần quân thổ hành tôn ôm đầu chậm rãi đứng dậy hắn cười rạng rỡ đi đến trước mặt tần quân quỳ xuống quát tham kiến bệ hạ tại hạ thổ hành tôn kể từ hôm nay nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa không chối từ dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía thường nga hắn lập tức giật mình một cái nữ nhân thật đẹp tần quân gặp này trầm giọng khẽ nói nàng là hoàng phi ngày sau của trẫm hằng nga tiên tử thổ hành tôn nghe xong trong nháy mắt bóp tắt lửa giận trong lòng tại bên trong phong thần diễn nghĩa hắn đối với đặng thiền ngọc vừa thấy đã yêu dây dưa đến cùng có thể thấy được hắn đối với tình yêu chấp nhất như thế nào tuy nhiên vừa nghe nói thường nga là nữ nhân của tần quân hắn liền vội vàng dập tắt ngọn lửa trong lòng kia miễn để bản thân hãm đến càng sâu hừ nói cái gì đó thường nga hừ lạnh nói tần quân miễn cười cũng không tiếp tục chiếm tiện nghi hắn nhìn về phía thổ hành tôn cười nói thổ hành tôn lần đầu tiên tới gặp trẫm không cho trẫm mang chút lễ vật sao thổ hành tôn nghe xong ngẩng người rất nhanh liền hiểu ý tứ của tần quân tần quân là muốn cho hắn biểu hiện mình một chút bệ hạ là muốn thứ gì bên trong tòa thánh thành này ta lập tức đi cướp tới cho bệ hạ thổ hành tôn cười hắc hắc nói mới đến không biểu hiện thực lực rất khó chiếm được trọng dụng cho nên hắn không bài xích điểm này. Nghe nói trên đỉnh Thánh Hoàng Phong trồng một cái cây lớn, tên là Thánh Lê, ăn một quả nhưng có thể gia tăng 10 năm tu vị. Tần quân cười nói, tin tức này hắn tự nhiên là tại trên phố nghe được, một mực bị hắn nhớ ở trong lòng. Thánh Lê, bộ dáng cụ thể ra sao? Thổ hành tôn tò mò hỏi, trái cây có thế trướng 10 năm tu vị, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, quả như đại quyền, vỏ màu đỏ, thân cây to như núi trụ, cao chừng 50 trượng. Tần quân hồi ức nói, thổ hành tôn gật đầu cười nói, được rồi, bệ hạ chờ tin tức tốt của ta đi. Nói xong, hắn liền đột nhiên vọt lên, sau đó chui vào trong sàn nhà, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quỷ dị nhất chính là sàn nhà vậy mà không có bị phá vỡ, chẳng lẽ tên này còn biết một độn thuật. Tần quân tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói, thường Nga mắt trợn trắng nói, người ta chỉ là xe dịch đi ra, trò vặt mà thôi thổ hành tôn lúc trước vừa xuất hiện liền bị nàng hiện còn đón đầu một kích tên kia thật được không thánh hoàng thế nhưng là có tu vị thái ức kim tiên cảnh nhị tần thường nga hững hờ mà hỏi nghe được để tần quân giật mình trong lòng thái ức kim tiên cảnh nhị tần tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại nếu như thánh hoàng không có mạnh như vậy làm sao có thể từ trong tay bình thiên yêu tôn đào thoát yên tâm đi động địa thần thuật của thổ hành tôn cực kỳ bá đạo thánh hoàng là bắt không được hắn Tần Quân cười nói: "Húng chi trong tay thổ hành Tôn còn có khống tiên thần, nếu như thổ hành Tôn chết tại trên đỉnh Thánh Hoàng Phong, vậy đã nói rõ hắn không thích hợp tham dự chiến đấu kế tiếp, đây cũng là một trận khảo hạch, đúng rồi, Hằng Nga tiên tử, trẫm vừa tập được một hạng pháp thuật, ngươi đến giúp trẫm nhìn xem hiệu quả." Tần Quân đối với Thường Nga cười nói, hắn nói tự nhiên là điểm huyệt thuật, Tần Quân rút trúng điểm huyệt thuật không phải là thủ pháp điểm huyệt trong giang hồ, mà là pháp thuật bản thăng cấp chỉ cần đối thủ tu vị không lớn quá hắn một cái đại cảnh giới, hắn liền có thể định trụ đối phương. Đương nhiên đối với tu sĩ tới mà nói, điểm tử huyệt cũng vô dụng, nguyên thần tồn tại, dục thân tạm thời tử vong cũng vô dụng. Đối mặt với yêu cầu của tần quân, thường Nga liền lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, thấy để trong lòng của hắn hơi có chút chột dạ, cảnh giới trên lệch quá nhiều, hắn đều suy nghĩ không thấu thường Nga, không chỉ có là thực lực mà bao quát cả tâm linh, tới đi bệ hạ thường nga cười nói tần quân lập tức phấn khởi rốt cục có cơ hội quang minh chính đại ăn đậu hũ rồi sau đó hắn liền bắt đầu hành động chỉ là hắn không có chú ý tới nụ cười trên mặt thường nga lộ ra càng trêu tức a à. tần quân mới ra tay liền bị thường nga vặn qua cánh tay đè lại trên bàn thường nga nhìn xuống hắn nhàn nhạt lên tiếng nói bệ hạ đạo pháp thuật này thuộc về hạ lưu vẫn là nhanh chóng từ bỏ thì tốt hơn bảo kích tâm linh cùng thân thể song trọng bạo kích, Tần Quân trong lòng lệ rơi đầy mặt, lần sau không thể lại tìm đường chết, quá mất mặt, may mắn trong phòng không có những người khác. Sự tình thái tử cầm tay bị cục cũng không có truyền ra, mà sự tình liên quan tới Tư Nghiễm Vương bị sát cũng trong khoảng thời gian ngắn bị trấn áp xuống, không cần nghĩ cũng biết là do Thánh Hoàng xuất thủ. Bên trong thánh thành chủ đề luôn luôn hay thay đổi, rất nhanh phần lớn người liền bắt đầu nghị luận một chuyện khác, đó chính là anh tài yến hội đêm mai theo quan thiên đại hội sắp mở ra thì thánh triều tuyệt đại đa số thiên tài đều đã tụ tập tại thánh thành cho nên yến hội lần này tương đương với tiền hí của quan thiên đại hội thiên tài có danh vọng đều sẽ tham gia màn đêm dần dần buông xuống cửu linh nguyên thánh và dịch lão đầu đều đã quay trở về dịch lão đầu say khước một bên chửi rủa một bên đi vào phòng tần quân cùng thường nga cũng đi vào trong phòng của hắn lấy dịch lão đầu tu vị làm sao có thể bị say nhưng muốn gọi tỉnh một cái người ngủ vờ sao mà khó dịch lão đầu cũng cho ngươi vẫn là ma hoàng vậy mà lại chật vật như thế tần quân hai tay khoanh trước ngực cười hắc hắc nói ra hắn cũng không đồng tình với dịch lão đầu nếu không có thủ hạ so với dịch lão đầu mạnh hơn thì hắn đã sớm đem dịch lão đầu làm thịt nhưng nhiều ngày đi qua như vậy sắc ý lúc trước của hắn cũng giảm đi không ít so với để dịch lão đầu phản chiến hướng thánh hoàng hắn càng tình nguyện đem dịch lão đầu biến thành của mình ma hoàng tên tuổi buồn cười thật đáng buồn a à dịch lão đầu trên giường lăn lộn đồng thời khổ kêu ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng mờ mịt vạn năm qua đi sơn hà đổi chủ gia nhân ngày xưa càng là trở thành thánh hậu cao cao tại thượng tâm tình của hắn thường nhân sao có thể lý giải tần quân cũng không thể nhưng hắn cũng từng trải nghiệm qua tuyệt vọng đau lòng sau đó còn không phải là ngoan ngoãn đứng lên hướng vận mệnh đáng chết nhận sợ sinh hoạt còn phải tiếp tục không có người nào nhất định không thể rời bỏ ai người là đa tình đồng dạng cũng là tuyệt tình nhất thật tốt đi theo trẫm đi về sau gặp được người càng tốt hơn tần quân cười nói mặc dù là an ủi nhưng hắn vẫn là muốn cười ha 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 ngươi cũng có hôm nay tần quân vừa nghĩ tới dịch lão đầu bộ dáng bình thường cà lơ phất phơ tư thái cần ăn đòn lại nghĩ tới hắn làm những chuyện thất đức kia trong lòng của hắn liền không khỏi thoải mái đương nhiên thoải mái qua đi vẫn là đến trấn an nhớ kỹ thời điểm vừa gặp được dịch lão đầu ngơ ngơ ngác ngác, ẩn ẩn có tiết tấu bị điên, ma hoàng điên, tuyệt đối là tai nạn của toàn bộ nam vực. Dịch lão đầu bỗng nhiên xoay người đứng lên, đầu tóc như là cỏ khô phiến động, hắn hai mắt sắc bén, biểu lộ nghiêm túc, cùng ngày xưa tưởng như hai người, làm sao? Tần quân kiêu mi hỏi, không ý kỵ tí nào nhìn qua dịch lão đầu, dịch lão đầu ánh mắt sáng rực, ẩn hàm sát khí, khiến cho cửu linh nguyên thánh vượt ngang một bước, đi đến trước mặt tần quân, hai người lúc trước tuy rằng nâng cấp ngôn hoang nhưng cửu linh nguyên thánh đối với tần quân độ trung thành không có giảm xuống ta cần ngươi đem ta đối kháng với thần điện dịch lão đầu trầm giọng nói ra đinh phát động chi nhánh nhiệm vụ ma hoàng chi nộ nhiệm vụ tường tình ma hoàng từng bị thần điện trấn áp trong lòng phẫn nộ chưa bình tức nếu như chủ ký sinh và hắn cùng nhau phản kháng thần điện sẽ thu hoạch được ma hoàng tử trung ném bái hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên Nghe được để Tần Quân không khỏi kiêu mi, Dịch lão đầu Tử Trung không thua gì Triệu Hoáng đến một tên cửu linh nguyên thánh khác, cửu linh nguyên thánh thế nhưng là đạt tới Thái Ức Kim Tiên cảnh cửu tầng, Dịch lão đầu rất có thể đã siêu việt Thái Ức Kim Tiên cảnh, nếu là chiêu hàng hắn Tử Trung, tương đương với đổi mới chiến lực giá trị cao nhất của thủ hạ Tần Quân, không cần ngươi nói, trẫm cũng phải cùng thần điện chống lại, vô luận là ai, chỉ cần dám ngăn trở bước chân của trẫm, cũng phải bị trẫm đánh ngã trẫm hy vọng ngươi cũng trở thành một thanh đao nhọn trong tay của trẫm tần quân trầm giọng nói thời điểm nên chăm chú hắn cũng không thể cười đùa tí tửng bốn mắt nhìn nhau ánh mắt của hai nam nhân phản phất như lóe ra tia lửa nhìn qua tần quân khí phách trước mắt dịch lão đầu liền hoảng hốt không thôi phản phất như thấy được hình ảnh tuổi trẻ của mình không sợ trời không sợ đất kiêu ngạo tự tin tốt dịch lão đầu quát cả người phản phất như bảo kiếm ra khỏi vỏ tràn ra một cổ khí thế để cửu linh nguyên thánh cũng phải động dung. Dịch lão đầu giờ khắc này phản phất như trở lại tư thái ma hoàng năm xưa. Tần quân thì buồn bực, trả lời một chữ liền xong sao. Người mẹ nó ngược lại là xuất ra một điểm biểu thị thì tốt hơn. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại nơi hẻo lánh trong gian phòng. Cả kinh tất cả mọi người quay người nhìn lại, rõ ràng là thổ hành tôn, người một nhà. Tần quân vội vàng nói, sợ dịch lão đầu cùng cửu linh nguyên thánh lôi đình xuất kích đem thổ hành tôn miễu sát, hắc hắc, bệ hạ, thánh lê ngài muốn đây, thổ hành tôn đi đến trước mặt tần quân cười nói, đang khi nói chuyện liền nhất nhất bao bố trong tay, tần quân kiêu mi xem xét, bao bố bị chống phình lên, bên trong nói ít cũng phải 20 quả thánh lê, tốt, tần quân tiếp nhận bao bố tán dương, sau đó trở về trước bàn, đem nó đổ ra tại trên mặt bàn, mấy chục quả thánh lê liền xuất hiện tại trong mắt mọi người, linh khí phiêu tán nhập vào trong mũi bọn hắn, để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Tần Quân trực tiếp cầm lấy một quả thánh lê bắt đầu ăn, thịt quả vào cổ họng, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu nhanh chóng tuôn ra nhập vào thể nội. Dịch Lão Đầu cũng bu lại, nhặt lên một quả thánh lê không chút khách khí bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên chật lưỡi nói, đây không phải là thánh lê sao? Chật chật, không có mỹ vị như của ta năm đó a. À? ồ, thánh lê là của ngươi. Tần Quân tò mò hỏi, không sai, thánh lê chính là kỳ thụ. Năm đó thời điểm ta trồng, một quả có thể tăng trưởng 50 năm tu vị, nhưng mỗi người cả một đời chỉ có thể hưởng thụ một quả, ăn nhiều liền không có hiệu quả nữa. Dịch lão đầu gật đầu nói, lời vừa nói ra, tần quân trong nháy mắt mất mát, chỉ có thể ăn một quả mới có hiệu quả, lập tức hắn liền đem tạp niệm ném ở sau óc, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, có thể đem những thánh lê này cầm lại cho học viện tu tiên ở đại tần vương quốc, xem như khen thưởng. Mười năm tu vị đối với thiếu niên tới mà nói, nhưng là rất khó có được, không có gặp được biến cố gì sao. Tần quân hướng thổ hành tôn hỏi, cửu linh nguyên thánh và dịch lão đầu cũng bắt đầu dò xét thổ hành tôn. Tuy rằng dáng người thấp bé, tướng mạo bị ổi, nhưng lại có tu vị kim tiên cảnh, có thể thấy được lai lịch bất phàm, bị thánh hoàng phát hiện, cho nên mới bỏ ra nửa ngày thời gian đào thoát. Thổ hành tôn cười hắc hắc nói, biểu lộ có chút đắc ý, Rõ ràng tên này tại trên đỉnh Thánh Hoàng Phong náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, phía dưới màn đêm, trong đại điện Thánh Hoàng Phong, Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng tại trên đài cao, phía dưới là Thánh Hậu, Thánh Cơ cũng không có sắc mặt tốt, bầu không khí ngột ngạt, để văn võ quan viên trong điện không dám thở mạnh, đường đường trụ cột Thánh Triều, Thánh Hoàng Phong lại bị người tùy ý ra vào, thậm chí bắt đều bắt không được, Thánh Hoàng mở miệng châm chọc nói, ánh mắt nhìn về phía hai tên đại tướng khôi ngô phía dưới hàng trước nhất thiên tứ hữu tướng cùng thiên tứ tả tướng, đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Thánh Hoàng, hai vị thiên tứ thần tướng đều lộ ra xấu hổ, nhất là thiên tứ tả tướng, buồn bực không thôi, đầu tiên là bị cửu linh nguyên thánh dọa sợ, để Thánh Hoàng thất vọng, đằng sau con của hắn hứa thiên phù lại bị tần quân khi dễ, mặt đối với nhi tử khóc lóc kể lễ, hắn lại không thể làm gì khác, gần nhất vì cái gì ta lại xui xẻo như vậy, thiên tứ tả tướng bi phẫn nghĩ đến, Nhất là nghĩ đến thổ hành tôn bang ngày gây chuyện hắn liền giận không chỗ phát tiết nếu như chính diện giao phong hắn một cái tay là có thể đem thổ hành tôn đánh ngã thế nhưng thổ hành tôn độn địa thần thuật quá mạnh tại bên trong toàn bộ thánh hoàng phong xuyên qua để hắn cùng thiên tứ hữu tướng căn bản bắt không được liền ngay cả thánh hoàng cũng thế cho dù tự mình xuất thủ cũng bị thổ hành tôn nhẹ nhàng đào thoát thánh hoàng pháp lực vô biên nhưng cũng không biết đào đất cũng không thể trực tiếp đem thánh hoàng phong hủy đi thánh hoàng bệ hạ đối phương đến cùng là lai lịch ra sao, cung chủ thần tướng cung, cũng chính là lúc trước ngăn cản tần quân xích tí tướng quân nghi ngờ hỏi, trẫm nếu là biết, còn cần các ngươi đám rác rưởi này làm cái gì? Thánh Hoàng cả giận nói, bản thân cũng bởi vì tần quân mà dẫn đến tâm tình cực độ hậm hực, hôm nay lại bị thổ hành tôn trêu đùa, để hắn có loại kích động muốn nhảy lên, hắn thậm chí hoài nghi thổ hành tôn là tần quân phái tới, nhưng lại cảm thấy khả năng này không lớn, Tần quân không cần thiết lại phái người đến khiêu khích hắn, thật tình không biết thật đúng là do tần quân phái tới. Thế giới này phương thức tư duy của mọi người nhưng không có hiện đại khai phóng như trái đất, dĩ nhiên không phải nói người thế giới này so với người trên địa cầu đần hơn, chỉ nói rõ là người địa cầu tâm tư càng khó phỏng đoán, tư duy càng thêm thiên mã hành không, tỉ như tần quân, rõ ràng đã là đế hoàng, vẫn yêu thích bốc lên phong hiểm chiếm tiện nghi, văn võ quan viên nhóm bị chửi phế vật, đều là tâm tình khó chịu, ngươi thân là thánh hoàng cũng không có cách nào, bọn ta còn có thể làm gì, nếu là bọn họ so với thánh hoàng mạnh hơn, thì thánh hoàng đã sớm lệch vị trí, giận mà không dám nói gì, đã là biểu hiện phổ biến ở thánh triều, bá đạo 10.000 năm, thánh hoàng đã sớm quên dự tính ban đầu lúc trước kiến triều, cho là mình chính là trời của nam vực, thánh hoàng bệ hạ, việc này trách không được chúng ta, vì sao thái tử cầm không có xuất thủ, một tên lão thần lên tiếng hỏi, nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người tinh thông thiên từ thần thông thái tử cầm có thể nói là người đối với thánh hoàng phong thậm chí là toàn bộ nam vực thiên thế giới hiểu rõ nhất thậm chí hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để thánh hoàng phong không cách nào giấu kín được địch nhân hắn chính là thần của cái thế giới này đương nhiên thái tử cầm dựa vào thiên từ thần thông cũng chỉ có thể khu trục thổ hành tôn muốn giết được hắn thực lực vẫn là kém một chút chí ít toàn bộ nam vực thiên thế giới thủy thổ phong lôi tất cả thuộc về thái tử cầm nắm trong tay bằng vào điểm này hắn đủ để xưng thần thánh hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm hắn phái ra thái tử cầm đi bắt tặc tử trong thánh thành chuyện đã không phải là bí mật lại thêm lúc ấy có không ít người nhìn thấy thái tử cầm bị cửu linh nguyên thánh nuốt mất cho dù hắn lại thế nào ép thì thế gian luôn có gió lùa tường đám quan chức thánh thành đoán chừng đều đã biết lúc này lại có người đem đầu mâu chỉ hướng thái tử cầm quả thật là kỳ tâm khả tru thánh hoàng nhìn về phía tên lão thần kia trầm giọng nói chiếu theo ý tứ của ngươi thì chuyện này là do thái tử cầm thất trách, tất cả mọi người giật mình trong lòng, Minh Bạch Thánh Hoàng đã nổi giận, tên lão thần kia phản phất như đã hạ quyết tâm quyết tử, vậy mà ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, bên trong thánh thành xuất hiện tặc tử đến cùng là ai, Thánh Hoàng bệ hạ lại không chịu nói cho chúng ta biết, hiện tại lại có tặc tử chui vào Thánh Hoàng phong trộm lấy thánh lê, thân phận của hắn chúng ta cũng đồng dạng không biết, dưới tình huống như vậy, còn muốn chúng ta còng lưng ra gánh, không khỏi quá ép buộc đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn tự hồ dùng hết một tia khí lực cuối cùng, cả người liền thở dài ra một hơi, những đại thần còn lại đều vụng trộn bội phục hắn, nói ra sự tình trong lòng bọn họ muốn hỏi. Ngàn năm gần nhất luôn có đại thần nhịn không được phẫn quốc nói ra ý nghĩ của bản thân, tuy nhiên kết cục đều là chết thảm, nhưng tần suất càng ngày càng nhiều, người hữu tâm đều có thể nhìn ra Thánh Triều đã hướng về phía sụp đổ, thậm chí Thánh Triều đối với quản lý Hoàng Triều phía dưới cũng bắt đầu thả lỏng thánh hoàng cao cao tại thượng, không thèm đế ý, triều thần phía dưới thì tâm đã mệt mỏi, làm việc đều là hữu tâm vô lực, khiến cho nam vực nhân tộc một mực đi xuống dốc, rất tốt, các ngươi thật muốn biết người kia là ai phải không? Thánh hoàng khó thở ngược lại cười nói, nhưng hắn cũng không có xuất thủ banh sát vị đại thần kia, từ khi gặp phải dịch lão đầu về sau, hắn liền suy nghĩ được rất nhiều, sự tình nghĩ đến nhiều nhất chính là giang sơn đổi chủ, nhìn lại hành động vạn năm qua của mình, hắn mỗi lần đều là mồ hôi lạnh lâm ly nhưng thói quen là đáng sợ nhất gặp được sự tình hắn lại để cho tác phong trong quá khứ hành sự các đại thần hai mặt nhìn nhau bọn hắn làm sao biết được người kia là ai đối phương chính là tần đế thánh hoàng giọng căm hận nói lời vừa nói ra đại điện trong nháy mắt liền vỡ tổ tần đế làm sao có thể hắn đến đây lúc nào chẳng lẽ đầu sư yêu kia gần nhất giống như có một đầu cửu đầu sư yêu đã ném bái tần đế, ông trời của ta, cách không được thái tử cầm cùng thiên tứ tả tướng đều bại trận, nguyên lai là tần đế, tất cả người trong đại điện đều sôi nổi nghị luận, mỗi người ngữ khí đều khó mà che giấu được vẻ kinh hoảng, thiên tứ tả tướng nằm cũng trúng thương khóe miệng càng là co giật, trong lúc bất tri bất giác, tần đế đã trưởng thành đến mức độ để thánh triều nghe tin đã sợ mất mật, thời gian nhán một cái, mặt trăng lặng mặt trời mọc, tần quân lắc lắc cổ ra khỏi phòng, Tiêu hao một đêm, hắn mới đem linh khí trong thánh lê hoàn toàn hấp thu, tuy rằng cách cách đột phá còn kém xa lắm, nhưng đổi thành điểm kinh nghiệm, vậy mà trọn vẹn tăng 50 vạn. 10 năm tu vị đối với hóa hư cảnh tới mà nói căn bản tính không được cái gì, cũng may hắn hôm nay đã tẩy cân phạt tủy, thiên phú khác hẳn với thường nhân, thậm chí so với tuyệt vô hối, ám lãng cũng không kém cỏi chút nào, cũng không biết quan thiên đại hội có thể hay không gặp được tuyệt vô hối, nếu như gặp phải, nhất định phải đem hắn lôi kéo vào dưới trướng. Tần quân vừa nghĩ vừa hướng cầu thang đi xuống, trong phòng nhẫn nhịn hai ngày, hắn vẫn là không nhịn được xuống lầu uống chút rượu. Hắn cũng không có kêu cửu linh nguyên thánh bọn người, nếu như gặp ngay phải nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện. Thổ hành tôn lại là hấp tấp theo sau, hắn cười hắc hắc nói, bệ hạ, thánh lê tư vị như thế nào, cũng không tệ. Tần quân cười nói, hắn ngữ khí dừng một chút hỏi, đúng rồi, Ngươi tại trên đỉnh Thánh Hoàng phong ngoại trừ gặp được Thánh Hoàng bên ngoài ra, còn có phát hiện tồn tại mạnh hơn hay không? Hắn đã phái ra hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện tại âm phủ nghe ngóng tin tức của thần điện, biết người biết ta, mới có thể bắt chiến bắt thắng, tồn tại mạnh hơn. Không có, toàn bộ Thánh Hoàng phong cũng chỉ có Thánh Hoàng là mạnh nhất, tên kia thật sự là lợi hại, kém chút bị hắn bắt được. Thổ hành tôn lòng vẫn còn sợ hãi nói, lấy thực lực của Thánh Hoàng, một chưởng liền có thể lấy đi cái mệnh của hắn, cũng may tên này động địa thần thuật mạnh mẽ, để thánh hoàng không thể làm gì, xem ra người của thần điện còn chưa tới, cũng có thể là tìm phục tại chỗ tối, tần quân suy tư, vô luận người của thần điện có tới hay không, hắn cũng phải chờ đến quan thiên đại hội về sau mới tùy cơ hành động, có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng đi, lúc trước cưỡng ép triệu hồi ra cường giả chân tiên cảnh, dẫn đến đằng sau liên tiếp phát động nhiệm vụ cường chế, tần quân một bên suy nghĩ lung tung, một bên đi đến cầu thang đi xuống lầu một náo nhiệt hắn liền cùng thổ hành tôn tùy tiện tìm một cái bàn trống ngồi xuống phân phó tiểu nhị mang ra linh tử linh thái tốt nhất về sau hai người liền bắt đầu tùy ý trò chuyện tu sĩ những bàn còn lại biểu hiện rất phấn khởi bọn hắn chủ đề trò chuyện cơ hồ đều vây quanh anh tài yến hội đêm nay tuyệt vô hối hôm qua liền đã đi tới thánh thành nghe nói hắn còn cùng kỳ lân chi tử giao thủ qua chỉ là không biết thắng bại tuyệt vô hối chính đạo đệ nhất thiên tài Nghe nói hắn cùng thánh hậu nhất mạch có quan hệ, sư phụ của hắn rất mạnh, ta càng xem trọng ma kiệt kỳ tà hơn. Tên kia tâm ngoan thủ lạc rất hợp khẩu vị của ta, chật chật, các ngươi vậy mà không coi trọng kỳ lân chi tử A. Người ta tại 5 năm, năm trước đã đột phá địa tiên cảnh rồi, vì cái gì các ngươi đều không thảo luận linh nữ, tần quân nghe lấy tiếng bàn luận của bọn họ, không khỏi suy tư về chút nghiên khanh. Nếu như chút nghiên khanh thật sự là linh nữ, vậy tối nay hắn liền có thể đem chút nghiêng khanh tiếp trở về thân phận linh nữ gì đó hắn hoàn toàn không quan tâm nếu để cho thánh hoàng phát hiện chút nghiêng khanh có quan hệ với hắn chỉ sợ chút nghiêng khanh sẽ gặp phải nguy hiểm cái anh tài yến hội gì đó đều là trò cười tại trước mặt bệ hạ những người kia còn không biết xấu hổ tự xưng là thiên tài thổ hành tôn cười nói mặc dù là vuốt môn ngựa nhưng hắn thật tán thành thiên phú của tần quân 17 tuổi đã là hóa hư cảnh đỉnh phong đem nam vực lực tung lên đều không tìm ra được người thứ hai. Tần quân lắc đầu cười một tiếng. Đối với danh xưng thiên tài, hắn nhưng không lọt nổi mắt xanh. Nha, vị tuyệt thế thiên tài này là ai? Vì cái gì chúng ta cũng không nhận ra hắn. Một tên nam tử bàn bên quái thanh quái khí kêu lên, dẫn tới tu sĩ các bàn còn lại nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tần quân. Tần quân nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũ lười biến dùng tay trái chống đỡ cái cầm, ánh mắt phương hướng nhìn về phía nhà bếp chờ đợi tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên. Hắn có thể không thèm để ý, nhưng thổ hành tôn nhưng nhịn không được, lúc này trừng mắt về phía tên nam tử kia, mắng, xú tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tên nam tử kia cũng là tính tình nóng nảy, bị thổ hành tôn mắng, lúc này liền vỗ bàn đứng lên, ngay sau đó tu sĩ mấy bàn sát vách cũng nhao nhao vỗ bàn đứng lên, chừng 16 người, tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn về phía tần quân hai người. Một màn này thấy để người đứng xem lộ ra vẻ đồng tình hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Rõ ràng bọn hắn đều có chút e ngại nhóm tu sĩ này. Nha, nguyên lai like các ngươi nhiều người, trách không được miệng dám lớn như thế. Thổ hành tôn ôm cánh tay cười nói, nhưng hắn hình thể chu nho như vậy lại là khiến người khác xùy cười rộ lên. Kẻ yếu còn dám phách lối, quả thực là tìm chết. Lúc này những tu sĩ kia liền hướng tần quân hai người vây tới, tần quân không thèm để ý chút nào, trong nhóm người này mạnh nhất cũng chỉ là hóa hư cảnh đỉnh phong, cho dù thổ hành tôn không xuất thủ, hắn cũng có thể ứng phó, các vị đại gia tuyên cung, xin đừng gây chuyện ở đây, đừng gây chuyện ở đây, trưởng quỷ vội vàng chạy tới, cười khổ năng nỉ, nếu là tần quân ở vọng bắc Tửu điếm bị đánh trọng thương, về sau ai còn dám tại nơi này của hắn dừng chân, quả thật không có chút cảm giác an toàn nào. Đáng tiếc tên nam tử kia căn bản không để ý tới hắn, mà là lột lấy tay áo, cười gằn nói, ta tuyên bân thích nhất là đánh giả thiên tài, phốt. Đánh giả thiên tài, tần quân kém chút cười rộ lên, tức giận nói, vậy ngươi chính là sứ giả chính nghĩa đi, người khai cuộc chân tướng sao, tuyên bân bị tần quân hỏi đến mặt danh kỳ diệu, nghe không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, lúc này liền huy quyền hướng đầu lĩnh tần quân đập tới, xuất thủ không lưu tình một chút nào, thổ hành tôn nhảy dựng lên xuất ra một bàn tay, đập lên trên mặt tuyên bân, Máu tươi kẹp lấy hàm răng từ bên trong miệng hắn bay ra, thân thể xoay tròn lấy hướng ngoài cửa bay đi. Cả kinh tu sĩ tuyên cung còn lại thấy vậy liền giận dữ ra tay, thổ hành tôn hai tay đẩy ra, tất cả mọi người liền cảm giác được một cổ lực lượng vô hình vô cùng kinh khủng đối diện đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, máu tươi văng tung tóe, kim đan của bọn hắn trực tiếp bị chấn vỡ, kim đan vừa nát, tu vị hoàn toàn không còn, cho dù thần hải vẫn còn, trọng tu không khó nhưng sẽ cần mấy chục năm, thổ hành tôn xuất thủ không thể bảo là không tàn nhẫn. Tần quân phản phất như không nhìn thấy, hướng tiểu nhị bưng thịt trụ tới đang đứng tại nguyên chỗ ngoắt cười nói, còn không mang đồ ăn lên. Tiểu nhị giật mình tỉnh lại, vội vàng run run rẩy rẩy bưng món ăn đi tới. Thực khách còn lại đều ngây ngẩn cả người, rất nhanh liền bắt đầu khe khẽ bàn luận. Kẻ này đến cùng là ai, ngay cả tuyên cung công tử cũng dám đánh. Tuyên cung mặc dù thế lớn, nhưng tuyên bưng hắn địa vị cũng không cao, Đá trúng thiết bản cũng là đáng đời, tên kia đến cùng là ai, tu vị hoàn toàn nhìn không thấu a, à. xem ra anh tài yến hội đêm nay sẽ càng ngày càng thú vị, thậm chí sẽ trở thành điểm xuất phát để không ít người thành danh. Tần Quân đem những âm thanh này nghe lọt vào trong tai, khóe miệng hơi dương lên, tối nay sẽ không phải là thành một đêm để các thiên tài thành danh, mà sẽ chỉ có tuyên cáo chính thức Tần đế giáng Lâm Thánh thành, ngươi chờ đó cho ta, tuyên cung chúng ta cùng các ngươi không xong, tuyên bân tại bên ngoài tửu điếm nổi giận mắng máu tươi đầy mặt, để cho người ta phì cười. Mắng xong, hắn liền quay người đào tẩu, sợ bị thổ hành tôn bắt được. Tuyên cung, tần quân ghi lại cái tên này, về sau có thể tìm nó gây sự. Màn đêm buông xuống, thánh long tử điếm, nơi này là tử điếm lớn nhất thánh thành, đứng sau lưng là thánh tông, không ai dám trêu chọc. Giờ phút này, đường cái trước tử điếm đã bị người vây kín, đại bộ phận đều là tu sĩ trẻ tuổi, lui tới, nối liền không dứt. Kỳ lân chi tử của Thánh Tông, Toàn thân áo trắng như kiếm tiên Tôn Lân đang đứng tại trước cổng chính Tửu Điếm tiếp khách, đương nhiên người có thể làm cho hắn mở miệng đều là tồn tại có mặt mũi, phổ thông nhân đêm nay ngay cả tư cách tiến vào Thánh Long Tửu Điếm đều không có. Ma Kiệt Kỳ Tà, Kỳ công tử đến, một tên hạ nhân cao giọng hô nói, lập tức gây nên xôn xao, chỉ gặp Kỳ Tà thân mặt hắc y đạp không mà đến, trang phục của hắn hiện tại khiến cho khí chất của hắn càng thêm tà mị, mười phần phù hợp với cái tên Ma Kiệt, đi đến trước mặt Tôn Lân. Kỳ tà liền mỉm cười nói, kỳ lân chi tử, đêm nay ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút, đừng có thất bại. Nói xong, kỳ tà liền đi vào trong thánh long tử điếm, tôn lân trồng mắt hơi hiếp lại, những người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ kỳ tà là đang hướng tôn lân tuyên chiến, thần tướng cung dương thập thất đến, lúc này, tên hạ nhân lần nữa hô to, lập tức để đám người vây trước tử điếm tản ra, dương thập thất tên phản phất có một cổ ma lực, để cho người ta nghe được cái tên này cũng không khỏi sợ hãi, chỉ gặp một tên thiếu niên người mặc lam bào cười đùa đi tới, hắn nhìn tựa như chỉ có 13 14 tuổi, môi hồng răng trắng, giống như thiếu gia nhà bên Đáng Yêu Thiên Chân Vô Tà, nhưng hắn lại là có danh xưng Tiểu Yêu Nghiệt, đã từng dùng quyền cước đánh chết một đầu yêu long lục giai, chấn kinh toàn bộ thánh triều. Dương Thập Thất đi đến trước mặt Tôn Lân cười hắc hắc nói: "Tôn Lân, đêm nay ngươi cần phải cùng ta đánh một chầu thật thống khoái a." Tôn Lân nghe được khóe miệng co giật, vội vàng khoát tay cười nói, nơi này chính là Yến hội, sao có thể động thủ. Lời tuy là nói như thế, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, đêm nay nhất định sẽ sinh ra rất nhiều luận bàn đặc sắc, thậm chí không ít đại nhân vật lúc này đều đang âm thầm quan sát Thánh Long tử điếm. Hôm nay là ngày của mẹ, các ngươi còn không nhanh đi hỏi thăm mẹ mình một chút đi nha. Đỉnh Thánh Hoàng Phong, trong ngự hoa viên, Thánh Hoàng, Thánh Hậu, Thánh Cơ chính là ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá, trên mặt bàn trưng bày một khỏa thủy tinh cầu đường kính một mét, bên trên hiện ra chính là tràn cảnh bên trong Thánh Long tử điếm. Không chỉ có bọn hắn, mà Thánh Thành các đại thế lực đều đang chăm chú quan sát buổi tiệc này, bởi vì bọn hắn đều phái ra thiên tài của bản thân đi tham gia, tương đương với một lần đánh cờ của những đại nhân vật. công Lân, Trúc Nghiên Khanh đại biểu cho Thánh Tông, cũng tương đương với đại biểu cho Thánh Hậu, không hổ là kỳ lân chi tử, khí độ bất phàm. Thánh Hoàng cười nói, trên mặt Thánh Hậu cũng tràn đầy nụ cười, đối với Tôn Lân, nàng xác thực rất hài lòng. Thánh Cơ biểu môi nói, kỳ lân chi tử xác thực xuất chúng, nhưng cũng không thể coi là đệ nhất nhân bên trong thế hệ trẻ tuổi A. Lời vừa nói ra, Thánh Hậu sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi, nàng hừ lạnh nói, chí ít so với thủ hạ dương thập thất của ngươi tốt hơn. Tiểu tử lỗ mãn, chật chật, đêm nay liền có thể thấy được dương thập thất lợi hại hay vẫn là kỳ lân chi tử mạnh hơn. Thánh Cơ đối chọi gay gắt nói, Thánh Hoàng nghe được liền đau đầu, không nhịn được nói, tốt, vì chút chuyện này cũng phải nhau nhau sao? Tôn Lân cũng tốt, Dương Thập Thất cũng được. Đêm nay thắng qua tuyệt vô hối rồi nói sao? Kim vô hối chính là đồ tôn của Thánh Hoàng, Thánh Hoàng năm đó đã từng thu qua đệ tử theo tuế nguyệt trôi qua, chỉ còn lại có một vị, chính là sư phụ của tuyệt vô hối, cực ít người biết được điểm này đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu tuyệt vô hối có thế an toàn trưởng thành đến bây giờ. Nếu không lấy tính cách độc lai độc vãn lại bá đạo của kim vô hối, thì đã sớm bị người bóp chết, vừa nhắc tới tuyệt vô hối, thánh hậu cùng thánh cơ đều an tĩnh lại. Tuy rằng tuyệt vô hối phần lớn thời gian đều tại chính đạo lăn lộn, nhưng tu vị của hắn không có rơi xuống, kiếm thuật càng là tình tiến. Nghe nói trước đó không lâu tại dưới sư phụ của hắn trợ giúp hắn đã đột phá địa tiên cảnh, chiến lực bạo tăng các nàng đều đã gặp qua tuyệt vô hối, trời sinh kiếm phôi, tuyệt thế thiên tài, so với tôn lân chỉ có hơn chứ không kém, vạn nhất tần đế cũng tham dự. Thánh cơ bỗng nhiên mở miệng hỏi, khiến cho thánh hậu cùng thánh hoàng lập tức động dung, thánh hoàng chần chờ nói, hẳn là sẽ không tới. Hắn không có lý do gì đi trộn rộn việc này, tần quân tuy rằng cũng là thế hệ trẻ tuổi, nhưng địa vị đã có thể liệt kê vào nam vực đỉnh phong, đi tham gia anh tài yến hội chẳng phải là làm trò cười hắn cũng không phải sợ tần quân lực áp các lộ thiên tài mà là sợ tên này dựa vào thủ hạ phá hư yến hội bệ hạ đã nói cho hắn biết sự tồn tại của thần điện sau đó hắn sẽ rất an phận quan thiên đại hội kế tiếp hắn sẽ không thể bỏ qua thánh hậu lắc đầu nói quan thiên đại hội trăm năm một lần phàm là thiên tài tham gia về sau đều sẽ từng cái thoát thai hoáng cốt trở thành cự bá trong rủi một phương vừa nhắc tới tần quân bầu không khí trong ngự hoa viên liền trở nên quỷ dị thánh long tử điếm thần tướng cung hứa thiên phù hứa công tử đến nương theo hạ nhân lên tiếng đám người liền lần nữa náo động chỉ gặp hứa thiên phù cưỡi bích tình xích diễm hổ bay tới bích tình xích diễm hổ thấp giọng gào thét để các tu sĩ vội vàng né tránh Công lân thấy vậy liền mày vội vàng nói hứa công tử ngươi làm sao lại đem chiến sủng mang đến trong lòng của hắn tràn đầy xem thường phế vật chỉ biết là dựa vào quan hệ hoặc dựa vào chiến sủng hứa thiên phù cười hắc hắc nói đầu hổ này của ta rất ngoan yên tâm đi, có ta trông coi nó là được. Tôn lân chân mày nhíu chặt hơn, lúc này quá, hứa công tử, ngươi nếu cứ khăng khăng như thế, vậy ngươi liền không thể đi vào. Bá khí, ở đây không thiếu nữ tu ánh mắt nhìn về phía tôn lân tràn đầy sùng bái, mà trong thần tướng cung, cung chủ lại là tức giận đến kém chút gào thét, hắn thấp giọng mắng, cái tiểu thỏ tử này quá ném mặt của lão tử. Một phụ nhân bên cạnh cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ nói, trách ta đem hắn làm hư. Hứa thiên phù bị thái độ cường thế của tôn lân chọc tức, thế nhưng vừa nghĩ tới lời cha dặn dò, hắn chỉ có thể xoay người mà xuống, đối mặt với bích tình xích diễm hổ nói ra, ngươi đi về trước đi, nói xong, hắn liền mặt mũi tràn đầy tái nhật xoay người đi vào tử điếm, thời điểm đi ngang qua tôn lân hắn còn lạnh hừ một tiếng, biểu thị bất mãn của bản thân, nhưng mà tôn lân đều chẳng muốn liếc hắn một cái, linh nữ thánh tông đến. Hạ nhân thanh âm lần nữa dời đi lực chú ý của mọi người, tất cả mọi người đối với thánh tông gần nhất đẩy ra linh nữ cảm thấy vô cùng hứng thú chỉ gặp chút nghiêng thanh một thân áo đỏ cầm kiếm dạo bước mà đến trên gương mặt xinh đẹp lãnh diễm tràn đầy bình tĩnh đám người liền tự động tách ra một con đường để cho nàng đi vào đây chính là linh nữ sao thật đẹp tu vị giống như hơi yếu a à. ngươi biết cái gì linh nữ một khi chú linh tu vị sẽ bảo nổi đến độ cao để ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng thật hay giả đám người nghị luận ầm ĩ Chút Nghiên Thanh đi đến trước mặt Tôn Lân, đang muốn trực tiếp đi vào, thì Tôn Lân một tay liền ngăn nàng lại, sau đó cười nói, "Nàng là sư muội của ta, về sau mọi người nên chiếu cố nhiều hơn, khách khí khách khí." Tu sĩ chung quanh nghe vậy liền chắp tay cười nói, "Cái gì sư muội, rõ ràng nói là nữ nhân của ngươi a." À. Tuy nhiên trong mắt bọn hắn, Tôn Lân cùng Chút Nghiên Thanh sát thực xứng đôi, hy vọng ngươi tự trọng một chút. Chút Nghiên Khanh hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện còn dùng vỏ kiếm đẩy tay Tôn Lân ra, đi vào trong thánh long tử lâu. Đối với cái này, Tôn Lân cũng không xấu hổ, bắt đầu vì mọi người giới thiệu chút nghiêng thanh thiên phú có bao nhiêu lợi hại, trên mặt vẻ kiêu ngạo để cho người ta miên man bất định. Một bên khác, Tần Quân, Thường Nga, Cửu Linh Nguyên Thánh, Thổ Hành Tôn cùng dịch lão đầu chính là đang chậm rãi đi tại trên đường phố, đừng ăn nữa, chờ đến thánh long tử lâu, ngươi lại ăn có được hay không? tần quân đối với dịch lão đầu bên đường mắng mẹ nó tốt xấu gì ngươi cũng là thái ất kim tiên cảnh cường giả a à. muốn hay không giống như ngạ quỷ đầu thai như vậy huống chi những thức ăn này đối với hắn mà nói cũng không có chút trợ giúp nào tương đương với ăn không dịch lão đầu cầm chân gà cười hắc hắc nói ta trốn ra ngày đầu tiên liền thề phải đem nam vực tất cả mỹ thực đều ăn một lần tần quân khóe miệng co giật một cái mắng ngươi sớm muộn cũng sẽ ăn bể bụng ma hoàng bị ăn bể bụng đoán chừng có thế ban động toàn bộ nam vực trở thành trò cười thiên thu vạn đại bệ hạ không cần phải vội lấy thân phận của chút cô nương chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu dù sao nơi này cũng là thánh thành cửu linh nguyên thánh cười nói thổ hành tôn đi theo gật đầu nói dù sao cũng là một đám trẻ con bày trò tại trong mắt cường giả chân chính thiên tài chính là kẻ yếu chỉ bất quá có tiềm lực tấn cấp cường giả mà thôi tần quân tưởng tượng cũng là đạo lý này sau đó hắn cũng không vội đi theo dịch lão đầu một đường ăn uống miễn phí hưu lúc này bầu trời đêm bỗng nhiên bay qua một đạo lưu tinh cả kinh cửu linh nguyên thánh thường nga dịch lão đầu đồng thời ngẩng đầu lên nhìn lại thổ hành tôn đi theo ngẩng đầu nhưng rõ ràng phản ứng chậm hơn một nhịp tai tinh xẹt qua cửu linh nguyên thánh lẩm bẩm nói nghe được để thổ hành tôn mạc danh kỳ diệu tần quân cũng chú ý tới dị dạng của bọn hắn không khỏi quay đầu lại hỏi nói chuyện gì vậy thánh triều muốn không yên ổn. Dịch lão đầu bên cạnh tự lẩm bẩm, nghe được để tần quân không nghĩ ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thì viên lưu tinh kia đã sớm không thấy tâm hơi, tần quân nhíu mày hỏi, người của thần điện tới rồi sao, đừng đi người đến người đi, cũng không có chú ý tới bọn hắn, tối đa cũng liền nhìn chằm chằm mỹ mạo của thường Nga mà thôi, cho nên cũng không có người để ý bọn hắn trò chuyện cái gì, chỉ sợ là. Cửu Linh Nguyên Thánh nhún vai nói, Thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm, Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trên mặt lộ ra cười lạnh, thần điện lại như thế nào, trời nếu cản ta, ta tất diệt thiên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tôn Lân nhìn khách mời tới không sai biệt lắm, liền quay người đi vào trong tửu lâu, các tu sĩ chen nhau mà lên, trùng trùng điệp điệp, Tôn Lân lĩnh quân khí phái hiển lộ không thể nghi ngờ. Đi vào trong đình viện Thánh Long tửu lâu, chỉ gặp nơi đây đã bày hơn 20 cái bàn các thiên tài đều riêng phần mình bảo đoàn ngồi một bàn, còn có không ít tu sĩ danh khí cùng địa vị thấp thì đứng đấy, bọn hắn cũng không phải là không có chỗ ngồi mà tức giận, mà ngược lại rất hưng phấn, khó gặp nhiều thiên tài tiếng tâm lừng lẫy như vậy tụ tập cùng một chỗ. Trong đó Trúc nghiên Khanh an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, ngồi cùng bàn đều là nữ tu, các nàng liếu triếu trò chuyện, nói chuyện đều là tôn lân, tuyệt vô hối, dương thập thất, kỳ tà các loại tuyệt thế thiên tài. Chúc Nghiên Khanh không có tham gia cùng các nàng, mà tự mình uống trà. Quy, ngươi chính là tuyệt vô hối đi, đêm nay đánh một chầu không? Dương thập thất đi đến trước bàn của kim vô hối, một chân dẫm lên trên ghế tùy tiện cười nói, để tu sĩ ngồi cùng bàn hai mặt nhìn nhau. Tuyệt vô hối vẫn như cũ là toàn thân áo đen liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Tuy rằng dương thập thất không yếu, nhưng ở trong mắt tuyệt vô hối, hắn chính là tiểu hài tử tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, không có chút hứng thú khiêu chiến nào. Dương thập thất nghe xong, lập tức giận, dơ lên quyền đầu kêu gào nói, ngươi sợ sao? Chật chật, còn là thánh hoàng đồ tôn, cũng không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, kiếm quan thiểm thước, trong chớp mắt kiếm của tuyệt vô hối liền rơi lên trên cổ của Dương thập thất, chỉ cần động một cái, Dương thập thất liền đầu một nơi thân một nẻo, một màn này thấy để tu sĩ chung quanh trợn mắt hốc mồm. Dương thập thất càng là mồ hôi lạnh lâm ly, hắn có thể cảm nhận được kiếm của tuyệt vô hối truyền đến sát khí để hắn rùng mình hắn người mang huyết mạch thượng cổ kỳ loại luyện khí tuy rằng không được nhưng nhục thân mạnh mẽ vô cùng giác quan cũng khác hẳn với thường nhân cho nên cảm giác đối với nguy hiểm so với những người khác cũng mạnh hơn ta chỉ là không có hứng thú ngươi không nên quá phận tuyệt vô hối nhàn nhạt nói chỉ là ánh mắt lạnh đến đáng sợ để dương thập thất tâm lý phát lạnh đây rốt cuộc là tốc độ như thế nào vậy mà để dương thập thất hắn không kịp phản ứng tu sĩ chung quanh nhìn thấy dương thập thất không dám nhúc nhích, đều là hít sâu một hơi, yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, dương thập thất liền bại, trên đỉnh thánh hoàng phong, trong ngự hoa viên, chật chật, dương thập thất nhà ngươi thật sự là lợi hại. Thánh hậu che miệng cười nói, ngữ khí tràn đầy xem thường, thánh cơ hừ lạnh một tiếng, tâm tình không vui, thánh hoàng thì cười ha ha, lắc đầu nói, tuyệt vô hối tiểu tử này, vẫn là cao ngạo như vậy, nói tới nói lui, hắn đối với tuyệt vô hối vẫn là rất hài lòng tuyệt vô hối quả thật không tệ thánh cơ cũng tán dương đương nhiên trong lòng là như thế hay không liền không muốn người biết tuyệt huynh dương công tử cũng đừng động hòa khí công lân vội vàng đi tới cười nói trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn vừa rồi cũng không có thấy rõ tuyệt vô hối là như thế nào xuất kiếm xem ra tuyệt vô hối mới là kình địch lớn nhất của hắn đêm nay nghe vậy tuyệt vô hối liền thu kiếm lại vẫn như cũ nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Cách đó không xa kỳ tà, hứa thiên phù các loại thiên tài nhất lưu đều cao mày, đều đối với tuyệt vô hối kiên dè không thôi. Trúc Nghiên Khanh cũng quan sát tuyệt vô hối, đối với cái tên này, nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần, đương nhiên đều là dùng để làm vật nền cho uy danh của tần quân. để nhất nhân bản chính đạo, tần đế, đệ nhị, mới là tuyệt vô hối, hừ, dương thập thất đỏ mặt phẩy tay áo bỏ đi, một màn này để các đại nhân vật vụn trộn nhìn chằm chằm thánh long tửu lâu đều là lắc đầu đêm nay nếu như dương thập thất không thể chiến thắng tuyệt vô hối ngày sau hắn liền phải bị tuyệt vô hối áp chế chí ít tại bên trên danh tiếng là như thế tôn lân đi vào trong đình viện vỗ tay cười nói chư vị quan thiên đại hội sắp đến không đến nửa tháng nữa mà thôi yến hội tối nay là để cho mọi người nhận biết nhau đốc xúc lẫn nhau cùng nhau tại quan thiên đại hội cố gắng quan thiên đại hội cũng không chỉ là đại sự toàn bộ nam vực mà còn có thể để cho thiên tài các vực còn lại tham gia cho nên nói lời này cũng không quá phận sau đó tôn lân liền bắt đầu thao thao bất tuyệt trước giảng lịch sử quan thiên đại hội nói tiếp ảnh hưởng của nó tài ăn nói nhất lưu hắn rất nhanh liền để cho người ta đi theo lời nói của hắn suy nghĩ Chúc nghiêng khanh nghe được không có hứng thú chút nào nàng sở dĩ tới nơi này chỉ là nhàm chán mà thôi đương nhiên cũng có cao tầng của thánh tông ra hiệu nếu không chỉ dựa vào tôn lân làm sao có thể mời được nàng yêu tần quân về sau tôn lân nhân trung chi long dạng này ở trong mắt nàng cùng phổ thông nhân không có gì khác biệt cho dù tôn lân tu vị so với tần quân cao hơn nàng vẫn như cũ cho rằng tần quân là người trên thế giới này đối với nàng tốt nhất cũng là lợi hại nhất cho dù trời có sập xuống nàng cũng tin tưởng tần quân sẽ vì nàng đón lấy cũng không biết hắn giờ phút này đang làm cái gì chút nghiêng thanh nhìn về phía bầu trời đêm nghĩ đến ngàn vạn tinh thần sáng chói phản phất như phát họa ra khuôn mặt của tần quân tôn lân đang đọc diễn văn đồng thời cũng một mực chú ý tới chút nghiêng khanh vốn cho rằng đây là cơ hội để hắn biểu hiện chính mình không nghĩ tới chút nghiêng khanh căn bản không có nhìn về phía hắn để hắn cảm giác thất bại sâu sắc trọn vẹn nói một nén nhang về sau tôn lân mới kể xong có thể bắt đầu chính sự được chưa kỳ tà vuốt vuốt chén rượu hỏi lời vừa nói ra đình viện nguyên bản bạo động trong nháy mắt an tĩnh lại nhìn lại tuyệt vô hối hứa thiên phù dương thập thất cùng với các lộ thiên tài nhất lưu khác đều biểu lộ trêu tức rõ ràng đều có chút ngồi không yên ở đây đều là đệ tử hào môn đối với quan thiên đại hội đã sớm xâm nhập hiểu rõ chỉ là trở ngại mặt mũi của kỳ lân chi tử cho nên mọi người nể tình mà thôi vậy thì tốt đêm nay chúng ta liền tỉ thí với nhau điểm đến là dừng một đối một hy vọng mọi người không cần tổn thương hòa khí chúng ta là luận bàn không phải chiến đấu Tôn Lân cười nói, đang khi nói chuyện liền hướng chút nghiêng Khanh đi tới, tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía kỳ tà, ngươi không phải rất gấp sao, làm sao không đứng dậy khiêu chiến đi, hừ, một đám ngu phu, gia hỏa kinh cũng chân chính còn chưa tới đây, kỳ tà cười lạnh nghĩ đến, ánh mắt không tự chủ được hướng đại môn tử lâu nhìn lại, tuyệt vô hối tự mình uống rượu, ngược lại là dương thập thất cùng hứa thiên phù kìm nén không được, hai người cơ hồ là đồng thời đứng lên. Khiến cho đình viện trong nháy mắt vỡ tổ, chật chật, yêu nghiệt thần tướng cung cùng con trai của Thiên Tứ tả tướng, rốt cục chạm mặt, hai người đều là hạng người vô pháp vô thiên, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Khẳng định là Dương Thập Thất đi. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà Dương Thập Thất cùng Hứa Thiên Phù cũng là nhìn đối phương không hợp mắt, trong mắt hai người đều tràn đầy chiến ý. Thánh thành hai đại hoàng khố đệ tử, quả nhiên là cùng chung chí hướng. Tới đi. Dương Thập Thất lắc lắc, lắc cổ cười nói: hắn ngay cả lục gia yêu long đều có thế đánh chết tươi tự nhiên không đem hứa thiên phù để vào trong mắt hứa thiên phù tu vị nửa bước địa tiên cảnh nhưng tâm cao khí ngạo bên trong thế hệ trẻ tuổi ai cũng không phục hai người đồng thời vọt lên bay lên trên thiên không để tránh tác động đến thánh long tửu lâu hừ hứa thiên phù hai tay chấn động bắp thịt toàn thân phồng lên thân hình càng là cất cao trực tiếp huy quyền hướng dương thập thất phóng đi khí thế hung mảnh tốc độ cũng rất nhanh Đối mặt với Hứa Thiên Phù đã tương đương với cự nhân như vậy, Dương Thập Thất tự như thiếu niên trên khí thế liền lộ ra yếu hơn mấy phần, lại thêm lúc trước bị tuyệt vô hối một kiếm kề lên trên cổ, để cho người ta không khỏi vì hắn mướt mồ hôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.